Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 2. Phong Vạn Bằng không nhanh không chậm nói. Tùy Vũ, nghe nói con và đám người Tam gia có qua lại gần gũi với nhau, mấy ngày này cũng không cần ra khỏi phủ thành chủ, an tâm ổn định tu luyện đại phong kình để chuẩn bị 3 tháng sau tham gia Tiềm Long đại chiến. Nghe nói lời này, Phong Tùy Vũ giật mình trong lòng, đây là nghĩa phụ đang cảnh cáo hắn, xem ra ở thành Linh Châu này không có chuyện gì giấu giếm được Vạn Bằng. Phong Tùy Vũ vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói thêm dù là nửa câu. Sở dĩ Phong Phi Vân đối phó với đám người Tam gia hiển nhiên không phải vì oan phong lẫm liệt, hắn căn bản không phải là một người chính nghĩa bảo thủ. Hơn nữa hắn và Tam gia cũng không có thâm cừu đại hận, căn bản là không cần thiết phí sức như thế này, cũng không nhân được lời cảm ơn gì thế nhưng trong lòng hắn chính là đã có một tính toán. Lúc này đêm đã khuya, nô bộc trong phủ thành chủ đã ngủ say, xung quanh đều yên tĩnh. Trong tay hắn nắm 5 thẻ lệnh bài màu đen. Phong Phi Vân cũng không có trở lại phòng mà là đi tới thư các, mở cửa chính ra rồi đốt hỏa trúc ở trên đài lên. Bổ Thiên Tà Nhãn là một trong 12 đại tà công của Xâm La Điện, tu luyện đạt đến tiểu thừa, có thể liếc mắt là thấy rõ con kiến đang đánh nhau ngoài trăm dặm, rồi bay dính nước hay không. Trong vòng 100 bước, càng có thể liếc mắt một cái mà làm chừng chết một người, linh hồn bị chấn tán hóa thành người sống như đã chết. Phong Phi Vân đem quyển cổ thư cầm trong tay khép lại, lẩm bẩm. Tam gia tu luyện chính là Bổ Thiên Tà Nhãn, hơn nữa dám chắc là đã đạt đến cảnh giới tiểu thừa. Bổ Thiên Tà Nhãn này chính là tu luyện công pháp của Xâm La Điện, xem ra nguồn gốc của Tam gia này có chút cổ quái. Trong tay hắn đúng là nắm giữ một món chuẩn linh khí, đây chính là bảo bối khó lường, nhất định phải thu vào tay. Trong tay của Phong Phi Vân là Xích Long Đao, tuy đã từng là một món linh khí nhưng đã bị rạn nứt, hơn nữa linh khí bên trong gần như đã trôi đi mất. Hầu như không còn, chỉ có thể xem như là một món bảo khí cao cấp, căn bản không thể nào cùng với một món chuẩn linh khí mà so sánh được. Nếu nói chuẩn linh khí thì chính là bản thân đã có khí mãnh cùng với chất liệu linh khí, thế nhưng khí mãnh bên trong lại thiếu hụt linh khí cùng với linh tính, điểm này chính là vấn đề mấu chốt nhất. Một món khí mãnh nếu muốn tạo linh tính ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Một món linh khí muốn ra đời thì quả thật là vô cùng gian nan. Đương nhiên ngoại trừ một số chất liệu cực kỳ đặc thù. Ngay cả với Phong gia to lớn hưng thịnh mà nói, mặc dù đã cường thịnh hơn 1.000 năm, thế nhưng linh khí trong gia tộc cộng lại cũng chỉ có 3 món, mỗi một món đều là chấn tộc chi bảo, đem một món linh khí mà tùy ý khởi động cũng có thể cách đó ngàn dặm mà một kích phá hủy một tòa thành Linh Châu. 3 món linh khí, chính là 3 con át chủ bài vô song của Phong gia. Bên trong gia tộc chỉ cần khởi động bất kỳ một món linh khí cũng có thể vững vàng chấn áp một phương. Chỉ cần 3 món linh khí vẫn còn ở Phong gia thì Phong gia nhất định là bá chủ của Nam Thái Phủ. Mặc dù chuẩn linh khí và linh khí sức mạnh chênh lệch vô số lần nhưng vẫn không thể xem nhẹ, dù sao chuẩn linh khí đã có thể xác của linh khí, chỉ là bản thân khí mãnh có ít linh tính thôi. Phong Phi Vân sở dĩ sẽ đối phó Tam gia chính là vì muốn từ trong tay hắn đoạt được một món chuẩn linh khí. Tam gia nắm trong tay một món chuẩn linh khí, mà trong tay ta lại chỉ có một món linh khí tàn binh là Xích Long Đao. Xích Long Đao tuy là đã bị tổn hại, thế nhưng trong thân đao còn có một sợi linh tính cùng linh khí. Nếu là có thể đem một chút linh tính cùng linh khí này rút ra, sau đó luyện vào trong chuẩn linh khí, như vậy ta nắm chắc 9 phần là luyện ra một món linh khí hoàn chỉnh. Một món linh khí hoàn chỉnh. Ha ha, con mẹ nó, ta thật là tài tình, linh khí chi uy đủ để phần thiên chữ hải. Liệt địa đoạn lưu, nếu có thể nắm giữ một món linh khí thì cho dù đánh giết cao thủ cảnh giới tiên căn thì đó cũng không phải là không có khả năng. Lúc lấy được Xích Long Bảo Đao thì Phong Phi Vân đã có ý nghĩ như vậy, khi hắn biết được Tam gia có trong tay một món chuẩn linh khí cũng là lúc hắn quyết định sẽ đối phó với Tam gia. Loại chuyện giết người đoạt bảo vật cũng không phải là một cái tên gọi tốt, bổn thiếu gia chính là thực sự vì dân mà trừ hại. Chuẩn linh khí vốn là hết sức hiếm hoi. Mà trong linh khí hư hại lại vẫn lưu lại linh tính cùng với linh khí thì cái này càng thêm ít ỏi, cho dù trong 1.000 món tàn binh linh khí e rằng cũng không có một món như thế, nhưng lại khăng khăng để cho Phong Phi Vân gặp được, hơn nữa còn với 3.000 mai kim tệ đã mua được. Những người khác dù cho là có lấy được linh khí tàn binh linh tính cũng không thể nào lấy linh tính cùng linh khí từ bên trong mà rút ra, dù sao một món khí mãnh linh tính chỉ thuộc về bản thân của khí mãnh. Dù cho người có tu vi thông thiên cũng không có khả năng đem linh tính trong linh khí mà tách ra được. Thế nhưng thánh linh khí mãnh lại có thể làm được.
thánh linh khí mãnh áp đảo toàn bộ linh khí, tất cả linh khí đều phải thần phục với thánh linh khí mãnh. Như vậy cũng tốt, giống như là quân vương cùng với thần dân, quân vương nói một câu, thần dân hiển nhiên cũng chỉ có thể vâng theo. Linh Chu, đó chính là thánh linh khí mãnh. Phong Phi Vân tuy là bây giờ không thể nắm trong tay Linh Chu, nhưng lại có thể mượn một ít thánh linh chi uy, lược đoạt linh khí trong linh tính hỏa linh khí. Cho nên trong thiên hạ cũng chỉ có Phong Phi Vân mới có năng lực đem phế phẩm biến thành bảo vật, đem linh khí tàn binh hòa cùng chuẩn linh khí, biến thành linh khí thực sự. Nắm giữ một món linh khí, suy nghĩ một chút cũng làm cho người ta điên cuồng. Bây giờ cũng chỉ chờ đem Tam gia mà giết chết, sau đó cướp đoạt chuẩn linh khí trong tay hắn, đây cũng chính là chuyện khó khăn nhất. Muốn đối phó với Tam gia, tuyệt không phải chuyện dễ. Chỉ dựa vào thành vệ quân cùng với Phong Phi Vân thì tuyệt đối không có cách nào thành công được, cho nên sáng hôm sau Phong Phi Vân liền đi khỏi phủ thành chủ, đi tìm một đồng minh cường đại. Ngân Câu Phường cổ phác cao lớn từ từ hiện ra trước mắt. Hôm nay bầu không khí của Ngân Câu Phường có vẻ có chút trang trọng và nghiêm túc, có quân sĩ mặc huyền thiết và áo giáo đứng ở hai bên thạch điêu ở cửa chính, bên trái 8 người, bên phải 8 người, đều cầm trong tay hàn thiết thương, da rẻ đen chẳng khác gì sắt thép, hai mắt sát khí bừng bừng như là hai đội mãnh thú. Phong Phi Vân đứng ở ngoài cửa lớn, hai mắt hơi run sợ, có thể cảm nhận được 16 tên quân sĩ thiếp giáp cường đại giống như 16 tòa tường đồng vách sắt đứng sững ở trước mặt hắn. 16 sát thần này ngăn ở cổng nên không ai dám tiếp cập đến Ngân Câu Phường dù chỉ một bước. Quả thật không hổ là Ngân Câu Phường, 16 tên thần quân thiết giáp này nếu như liên thủ lại với nhau thì sức chiến đấu lợi hại vô cùng, có thể so với một quân đội cường đại. Phong Phi Vân cảm thấy mình tới đã đúng nơi. 16 thần quân thiết giáp này không một người nào yếu cả, cơ thể vô hình trung tản ra khí liền đem con muỗi bay trong không khí bị chấn động biến thành bột mịn. Phong Phi Vân vẫn là lần đầu tiên ở thành Linh Châu nhìn thấy thần quân thiết giáp, rất dễ nhận thấy là 16 tên thần quân thiết giáp này hôm nay mới đi vào thành Linh Châu. Có 16 tên thần quân thiết giáp chấn nhiếp, cho dù có người dạn dĩ thì cũng chỉ có dũng khí đứng từ xa mà xem thế nào, hôm nay Ngân Câu Phường có chút vắng vẻ, bên trong lạnh tanh có vẻ rất kỳ lạ. Trên đường phố vào sáng sớm sương mù vẫn còn bay trắng xóa, Phong Phi Vân từ trong sương trắng chậm rãi đi tới. Ha ha. Phong thiếu gia, Ngân Câu Phường hôm nay không đón khách, xin hôm khác đến. Chủ sự Trịnh Đông Lưu của Ngân Câu Phường liền thấy Phong Phi Vân từ xa. Phong Phi Vân có chắp tay lại một chút, cười nói. Hôm nay ta có một khoản làm ăn lớn, chẳng lẽ Trịnh chủ sự ngay cả làm ăn cũng không làm. Trịnh Đông Lưu thở dài nói. Làm ăn đương nhiên là ta muốn làm, thế nhưng hôm nay ta có một vị thượng khách. Có vị thượng khách này ở chỗ ta thì làm ăn cái gì ta cũng không làm được. Phong Phi Vân nhìn 16 tên thần quân thiết giáp một chút, nhẹ nhàng gật đầu, xem ra ngày hôm nay Ngân Câu Phường phải tiếp thượng khách. 16 tên thần quân thiết giáp này chẳng phải là bảo vệ cho một người khách quý kia sao? Suy cho cùng thì là ai mà đáng để Trịnh Đông Lưu tiếp đãi trang trọng như thế? Ngày mai ta đây sẽ lại đến nhà thăm hỏi. Phong Phi Vân mặc dù có chút thất vọng nhưng lại không làm khó người khác, nói xong liền cáo từ. Phong thiếu gia, chờ một chút. Trịnh Đông Lưu đứng ở bên trong cửa chính của Ngân Câu Phường, cơ thể có hơi cúi về phía trước, hình như nghe người nào đó chỉ bảo điều gì, dáng vẻ rất là cung kính. Phong Phi Vân dừng bước lại, tò mò lần nữa lại dâng lên, Trịnh Đông Lưu chính là chủ sự của Ngân Câu Phường, địa vị ở thành Linh Châu không thể coi thường. Coi như là Tam gia hay Phong Vạn Bằng thì địa vị cũng chỉ ngang vai ngang vế với nhau, dù sao phía sau Trịnh Đông Lưu chính là gia tộc Ngân Câu, ai cũng không dám mạo phạm đến một con vật khổng lồ này. Lại có thể làm cho Trịnh Đông Lưu cung kính như thế này, thân phận của vị khách kia sợ là không hề đơn giản. Trịnh Đông Lưu vẫn khom người, vừa gật đầu vừa đáp ứng, thật lâu sau đó, lúc này mới đứng thẳng người lại, quay đầu nhìn về phía Phong Phi Vân cười nói. Phong thiếu gia. Lời nói vừa rồi của Trịnh Mỗ có chút lầm lẫn, người làm ăn lúc nào cũng nên đem việc buôn bán đặt ở vị trí đầu não. Xem ra vị thượng khách vừa rồi nói gì đó với hắn, làm cho hắn thay đổi chủ ý. Có điều là bản lĩnh của đối phương rất cao minh, dù cho với tu vi bây giờ của Phong Phi Vân cũng không cách nào nghe rõ được thượng khách lúc này rốt cuộc đã nói gì với hắn. Tay áo của Phong Phi Vân nhẹ nhàng lay động theo chiều gió, cười nói. Cuộc trao đổi này của ta tuyệt đối một vốn bốn lời, kiếm đầy nồi đầy bầu,
điều quan trọng là xem Trịnh chủ sự có dám làm hay không. Thiên hạ không có việc làm ăn nào mà Ngân Câu Phường không dám làm. Trịnh Đông Lưu tràn đầy tự tin vỗ ngực, lại nói. Phong thiếu gia, chúng ta đến nội đường nói chuyện chứ. Phong Phi Vân trầm tĩnh dửng dưng đi ở giữa 16 tên thần quân thiết giáp, dường như hoàn toàn không cảm giác được sát khí của 16 tên tôn sát thần này nữa, thản nhiên đi vào Ngân Câu Phường, dưới sự dẫn đường của Trịnh Đông Lưu mà đi tới nội đường. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tới nội đường của Ngân Câu Phường, ở đây có vẻ hết sức yên tĩnh, ngay cả một tên đầy tớ cũng không có, chỉ có tiếp đãi những thượng khách chân chính thì Trịnh Đông Lưu mới đến nơi này mà tiếp đón đối phương. Phong Phi Vân lại là thượng khách như vậy. Phong Phi Vân ngồi ở cái ghế ở bên trái của cây đàn mộc, tay cầm chén trà phỉ thúy, ánh mắt vô tình hay cố ý quét xung quanh, dường như cũng không có gì thay đổi so với mấy ngày trước. Trên vách tường vẫn treo một bức đan thanh cổ họa, phía dưới cổ họa là một cánh cửa hậu, lúc này rèm trên cửa đã buông xuống, bên trong hình như có một người đang ngồi nhưng rốt cuộc lại không thấy rõ hình dáng người đó ra sao. Đây mới thật sự là thượng khách. Ngay cả Trịnh Đông Lưu đều phải lễ độ cung kính đối với hắn. Trong lòng Phong Phi Vân hơi giật mình, người này không đơn giản, tuy là ngồi ở phía sau rèm nhưng lại không có chút hơi thở sinh mạng nào, quả thật là thật giống như một pho tượng thạch điêu. Nếu như nhắm mắt lại hoàn toàn không cảm giác được hắn có thật sự tồn tại hay không. Lúc ánh mắt của Phong Phi Vân đang chú ý tới đối phương ở sau tấm rèm, bất thình lình một luồng uy áp bàn đại giống như là đồi núi đang đè xuống vậy. Đây là một luồng áp lực vô hình phát ra từ đối phương, có thần uy bài sơn đảo hải. Rời núi lấp biển. Trong thân thể của Phong Phi Vân lục phủ ngũ tạng đều chấn động mạnh, xương cốt phát ra thanh âm khanh khách, dường như muốn vỡ tan tành vậy. Chẳng qua chỉ là một luồng khí vô hình nhưng lại cường đại đến mức làm cho Phong Phi Vân không cách nào chống đối, chẳng lẽ mình vừa mới liếc nhìn hắn một cái đã làm cho hắn nổi giận, muốn mạt sát mình. Phàm là cường giả. Tính cách đều rất quái dị. Tính tình của lão gia hỏa này cũng quá là cổ quái. Tu vi của đối phương thực sự là rất cao, làm cho Phong Phi Vân một cách tự nhiên cho hắn là một vị lão giả. Phong Phi Vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân, cơ thể so với những tu sĩ linh dẫn trung kỳ cũng cường đại gấp mấy lần, thế nhưng lúc này huyết dịch toàn thân đang sôi trào, huyết mạch tựa hồ như muốn vỡ ra. Nếu như là người bình thường, bây giờ sợ rằng đều đã bị đè ép thành huyết nê rồi. Bùn máu, thình thịch, hư ảnh của con linh chu ở giữa bàn tay phải của Phong Phi Vân bắt đầu chuyển động nhanh chóng, một luồng uy áp càng cường đại hơn từ trong linh chu lao ra, bắn ngược ra ngoài. Toàn bộ sức nén trong không gian đều bị biến mất tích, thật giống như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ngoài biển khơi đột nhiên trở nên tĩnh lặng vậy. Phía sau rèm truyền tới một tiếng nhẹ, ngay sau đó lại phục hồi sự tĩnh mịch. Tất cả áp lực đều biến mất. Phong Phi Vân cảm giác mình dường như tiến hành một trận đại chiến tuyệt thế, áo lót sớm bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, vừa rồi nếu không có Linh Chu tương trợ không chừng mình sẽ bị luồng lực nén kia đè nén cho trọng thương. Cao thủ thế giới này thật sự là quá nhiều. Trịnh Đông Lưu ngồi vào chỗ đối diện, trên mặt vẫn mang theo sự vui vẻ như trước, dễ nhận thấy được vừa rồi hắn cũng không có cảm nhận được lực nén bất kỳ nào, càng không biết Phong Phi Vân đã cùng vị thượng khách thần bí kia giao chiến một hiệp. Trịnh Mỗ đã sớm nhìn ra Phong thiếu gia là một người làm chuyện đại sự, chẳng biết lần này làm ăn bao lớn. Trịnh Đông Lưu cười nói. Phong Phi Vân thở một hơi thật sâu, thu lại tâm trạng, không nhìn về hướng rèm nữa, cười nói. Phi vụ giết người, không biết Ngân Câu Phường có dám làm hay không? Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt của Trịnh Đông Lưu tức khắc cứng đờ, suy nghĩ chốc lát rồi chăm chú nói. Phi vụ mạo hiểm giết người thì đúng là rất lớn a. Mạo hiểm lớn. Phong Phi Vân nói. Bao lớn. Trịnh Đông Lưu nói. Một tòa huyết ưng đại viện. Phong Phi Vân chăm chú nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Trịnh Đông Lưu. Hí. Trịnh Đông Lưu chợt hít một hơi, trong hai mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, vội nói. Ngươi muốn giết Tam gia. Không chỉ có Tam gia, còn phải tiêu diệt hoàn toàn ưng chảo bang. Phong Phi Vân đứng dậy rộng mở nói. Ta đã xin được quân lệnh của thành chủ, trong vòng một tháng dẫn đầu 5.000 thành vệ quân san bằng huyết ưng đại vệ, chém Tam gia, diệt ưng chảo bang. 5.000 thành vệ quân tiêu diệt được ưng chảo bang, nhưng lại không giết được Tam gia. Trịnh Đông Lưu nói. Phong Phi Vân cười nói. Ta dĩ nhiên là không giết được Tam gia,
thế nhưng Ngân Câu Phường nhiều cao thủ như vậy, muốn giết một người tiên căn trung kỳ như Tam gia, có lẽ có khó khăn nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ cần Ngân Câu Phường có thể điều động cao thủ, đánh chết Tam gia, như vậy thì tài sản của Ưng Chảo Bang được thu lại đều là của Ngân Câu Phường, ta một xu cũng không lấy. Cuộc làm ăn này tuyệt đối một vốn bốn lời, Trịnh chủ sự có dám làm hay không? Phong Phi Vân lại lần nữa ép hỏi. Mỗi một năm tài sản mà Ưng Chảo Bang thu được đều trên 5 vạn kim tệ, mấy chục năm qua, tài sản thu được tuyệt đối là một con số khổng lồ, Trịnh Đông Lưu không động tâm mới là lạ. Thế nhưng đánh chết một tên cường giả tiên căn trung kỳ, nhất định phải điều động số lớn cao thủ, làm ăn lớn như vậy cũng không phải Trịnh Đông Lưu có thể làm chủ được. Phong Phi Vân nhìn vẻ mặt của Trịnh Đông Lưu không ngừng thay đổi, liền biết có hấp dẫn, hắn căn bản cũng không quan tâm số tiền bạc mà Ưng Chảo Bang thu được, chẳng qua hắn chỉ quan tâm đến món chuẩn linh khí mà Tam gia đang nắm trong tay. Trịnh Đông Lưu từ trên ghế đứng lên, sau đó đi tới trước rèm, quỳ dưới đất, khom người hướng về bên trong cúi đầu, nói. Chủ tử, việc này người thấy thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ánh mắt Phong Phi Vân lần nữa lại phóng tới mục tiêu ở phía sau rèm, Trịnh Đông Lưu vậy mà gọi hắn là chủ tử, lẽ nào đối phương chính là cao tầng trong gia tộc Ngân Câu? Nếu đối phương thật sự là cao tầng trong gia tộc Ngân Câu, như vậy thì dù cho là Phong Vạn Bằng đến đây e rằng cũng phải quỳ xuống đối với hắn, nàng. Dù sao gia tộc Ngân Câu so với Phong gia cũng cường đại hơn một bậc. Người ở phía sau rèm kia đứng lên, đôi môi hắn, nàng, dường như nhẹ nhàng chuyển động, không có bất cứ âm thanh nào truyền ra rồi lại ngồi trở xuống. Cách không truyền âm, người này dĩ nhiên là đem sóng âm ngưng tụ lại, hóa thành một luồng sóng âm, trực tiếp truyền vào trong tai của Trịnh Đông Lưu. Tu vi người này vượt qua rất xa suy đoán của Phong Phi Vân, tuyệt đối là cao thủ tu luyện, nói không chừng so với Phong Vạn Bằng hay Tam gia thì người này còn có đẳng cấp mạnh hơn. Trịnh Đông Lưu gật đầu, sau đó nhìn về Phong Phi Vân cười nói. Chủ tử nhà ta nói Phong Phi Vân tuổi thực sự còn quá trẻ, sợ rằng không điều khiển được mấy nghìn người chiến đấu, đối với ngươi cũng không có mấy là tin tưởng. Trừ khi Phong thiếu gia có thể chứng minh bản thân có đầy đủ can đảm, khí phách và tài trí thông minh, không thì chuyện làm ăn lỗ vốn Ngân Câu Phường chắc chắn sẽ không làm. Phong Phi Vân cười nói. Vậy không biết chủ tử nhà ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Trịnh Đông Lưu vuốt cằm cười. Chỉ cần ngươi có thể trả lời cho nàng ba vấn đề, nàng liền đích thân xuất thủ đánh chết Tam gia, nếu như nàng tự tay xuất thủ, Tam gia hắn phải chết là chuyện không nghi ngờ gì. Ánh mắt Phong Phi Vân bắn tới, cười nói. Tiền bối hào ngôn như thế, xem ra bản lĩnh thật không nhỏ, mời ra đề tài đi. Đối phương bên kia tu vi cực cao, khí độ bất phàm, tâm cảnh tu vi càng không gì sánh kịp, Phong Phi Vân cho rằng nàng là một lão thái bà tu luyện trên trăm năm. Dám chắc tóc đã trắng xóa, không thì tâm cảnh không thể nào cổ tỉnh vô ba như thế. Tâm không động, không hề bận tâm. Đương nhiên cái này chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của Phong Phi Vân, tuổi tác thật sự của đối phương, hiện tại căn bản hắn không thể nhìn thấu được. Gió làm cho tấm rèm bị lay động, một thanh âm trong trẻo dễ nghe va chạm vào nhau. Người ở phía sau rèm càng có vẻ mờ ảo, hư huyễn, làm cho người ta không nhìn rõ cho lắm, thấy không rõ tuổi của nàng. Chỉ biết nàng mặc y phục màu trắng la sam, thanh khiết, đó chính là sợi tơ tằm của Tuyết Phượng làm thành, tinh tế tỉ mỹ tự nhiên, trong tay cầm một cây đàn tỳ bà màu đỏ nhưng lại không có khải đàn. Đây là một lão thái bà lịch sự tao nhã, trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế. Thanh âm của nàng quả thực có vẻ rất là khàn, thật giống như gió trong sa mạc, khô khốc đến muốn chói tai. Vấn đề thứ nhất, Ưng Chảo Bang người đông phân bố khắp thành Linh Châu. Muốn tiêu diệt bọn chúng nhất định phải đưa chúng tụ hợp đến cùng một chỗ, ngươi làm sao có thể đem mấy ngàn tên trong bang tụ hợp lại. Thanh âm này nghe giống như một lão bà 80 tuổi, trong giọng khàn khàn còn có cả sự già dặn. Thế nhưng Phong Phi Vân lại nghe ra đó vốn không phải là thanh âm của nàng, mà là thông qua phương pháp đặc thù biến đổi âm thanh. Đối phương bên kia không muốn hắn biết đến thân phận của nàng. Chưa đến 8 ngày nữa, đó là ngày đại thọ của Tam gia. Đến lúc đó bang chúng Ưng Chảo Bang nhất định toàn bộ đều có mặt, chính là lúc một mẻ mà hốt gọn bọn họ. Phong Phi Vân ung dung đáp. Nàng gật đầu, lại nói. Vấn đề thứ hai, bang chúng Ưng Chảo Bang vượt lên quá 4.000, mặc dù chỉ là một đám người ô hợp nhưng muốn đem bọn chúng tiêu diệt chỉ sợ cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng, người đã từng tính toán qua số thương vong của thành vệ quân hay chưa?
Phong Phi Vân cười nói. Hiển nhiên đã từng suy tính, nếu để cho ta chỉ huy thương vong tuyệt đối không vượt quá trăm người. Không vượt quá trăm người. Trịnh Đông Lưu nói tiếp. Coi như là 18 chư thiên hầu gia của vương triều thần tấn chỉ huy, thương vong cũng không thể nào chỉ có 100, Phong thiếu gia cũng không nên ở trước mặt chủ tử nhà ta mà nói mạnh miệng thế chứ. Phong Phi Vân nói. Phong mỗ chưa bao giờ khoe khoang, Trịnh chủ sự nếu không tin 8 ngày sau cũng có thể cùng ta đi đến huyết ưng đại viện. Trịnh Đông Lưu nhướng mày, nói. Ngoại trừ người của ưng chảo bang thì chưa từng có người nào bước vào ưng chảo bang có thể sống mà đi ra. Muốn đối phó ưng chảo bang, ta phải đến huyết ưng đại viện một lần. Phong Phi Vân ưỡn ngực, lời nói chuẩn xác làm cho người ta cảm thấy một loại tự tin không gì sánh được. Im lặng thật lâu. Phía sau rèm truyền tới một tiếng vỗ tay nhẹ nhàng, nàng cười nói. Không nghĩ tới ở thành Linh Châu nho nhỏ này còn có thể gặp được một người thiếu niên có quyết đoán như thế, người tên là gì? Phong Phi Vân trong lòng vui mừng, nói. Đây là vấn đề thứ ba của ngươi hay sao? Không sai. Thanh âm của nàng vẫn giả dặn, khàn khàn. Họ Phong, tên Phi Vân. Nàng nói. Phong Phi Vân, xem ra con cháu Phong gia của Nam Thái Phủ quả nhiên là nhất biểu anh tài, can đảm cùng mình, tên này ta đã ghi nhớ, tuổi trẻ tài cao như ngươi vậy thì không nên mai một ở nơi thành Linh Châu nhỏ nhoi này, chỉ có đi ra ngoài, mới có thể thấy được cả thiên địa rộng lớn. Phong Phi Vân nói. Ta tin là ngày này sẽ không lâu lắm đâu. Cuộc trao đổi này cứ quyết định như vậy đi, không vì cái gì khác mà chỉ vì ba chữ Phong Phi Vân này. Ngân Câu Phường sẽ giúp ngươi đánh chết Tam gia, chúng ta muốn cả tài sản của huyết ưng đại viện, một đồng ngươi cũng không được thiếu. Nàng tiếp tục nói. Cứ quyết định như vậy đi, 8 ngày sau, nhất định máu nhuộm cả thành Linh Châu. Đàm phán làm ăn ổn thỏa, Phong Phi Vân ở Ngân Câu Phường lại mua 3 bụi cây huyết linh miêu rồi mới rời đi. Trở về phủ thành chủ trong lòng cảm thấy phấn khích rất nhiều. Đem Ngân Câu Phường buộc vào trong trận chiến, bước cờ này Phong Phi Vân quyết định đối phó với Tam gia cũng đã giải quyết xong. Nhưng mà lão thái bà ấy vẫn chưa hề hiện thân, lại làm cho lòng hắn hết sức hiếu kỳ, thân phận người này rốt cuộc là gì. Lúc Phong Phi Vân đi rồi, tấm rèm nhẹ nhẹ vé lên, một bàn tay trắng tựa như Mỹ Ngọc đưa ra ngoài, đây là chẳng khác nào Ngọc Thủ Băng Điêu. Thật giống như một đóa thanh liên ở trên mặt hồ nở rộ. Trịnh Đông Lưu thấy cánh tay đưa ra ngoài, lại lần nữa vội vàng nằm dạp xuống quỳ trên mặt đất, tựa đầu ngoan ngoãn mai hạ, gần như quỳ sát mặt đất. Thật giống như một con chó trung thành gặp được ông chủ. Cô gái này ở gia tộc Ngân Câu có địa vị cực cao, hắn cũng không dám mảy may tiếp đón không được chu đáo. Điệp Nhi, đi theo hắn. Trên lòng bàn tay ngọc tràn ra một màn mây khói trắng. Một đoàn sương mù lượn lờ, từng tia vân vụ ngưng tụ biến thành một con hồ điệp thủy tinh màu trắng. Lúc đầu con bướm này vẫn không nhúc nhích, thế nhưng dần dần lại sống lại, cánh nhẹ nhàng run lên, từ trong bàn tay nàng bay ra ngoài, bay ra Ngân Câu Phường, hướng về Phong Phi Vân mà đuổi theo. Hồ điệp bạch sắc chính là linh khí ngưng tụ lại, lúc đầu đã thông minh, có thể so với một nửa linh thú. Chủ tử, thân phận người cao quý. Hà tất vì một tên Phong Phi Vân nho nhỏ mà làm trễ mất 8 ngày ở thành Linh Châu. Trịnh Đông Lưu có vẻ không hiểu, giọng nói có vẻ khiêm nhường hỏi. Thanh âm của nữ tử thần bí không hề khàn khàn nữa, ngược lại trong trẻo chẳng khác nào chim hoàng oanh, nói. Người này thật không đơn giản, lại có thể ngăn cản được tam tầng uy áp của ta, tu vi rất là quái lạ, đây là thứ nhất. Thứ hai. Một người tu sĩ nho nhỏ chỉ ở linh dẫn trung kỳ mà có can đảm đối địch với cao thủ tiên căn trung kỳ, thật là làm cho ta không thể không bội phục can đảm và khí phách của hắn. Nếu như hắn thật có thể tiêu diệt ưng chảo bang, hơn nữa thương vong chưa đến 100, như vậy thì tuyệt đối là nhân tài hiếm thấy, ta cũng không luyến tiếc gì mà cùng hắn kết giao bằng hữu. Trịnh Đông Lưu nói, Phong Phi Vân nếu là có thể làm bằng hữu với chủ tử, như vậy thì thanh danh vang khắp thiên hạ. Thăng quan tiến chức vùn vụt nằm ở trong tầm tay. Đây tuyệt đối là tu hành 8 kiếp hắn cũng không có được phúc phần như vậy. Trịnh Đông Lưu chính là biết rõ thân phận của vị chủ tử này khó lường bực nào, coi như là gia chủ đương thời Phong gia của Nam Thái Phủ gặp nàng e rằng đều phải khom mình hành lễ, như thành chủ Linh Châu Phong Vạn Bằng ở trước mặt nàng quả thực chỉ có thể xem như loài run rế. Một câu nói của nàng, đủ để điều động nghìn vạn lần đại quân. Phong Phi Vân nếu thật có thể được nàng tán thưởng như vậy thì tiền đồ quả thực không thể nào có giới hạn, thế nhưng ánh mắt chủ tử cực cao,
người bình thường nàng căn bản là nhìn không thuận mắt. Thời gian lướt qua như bóng câu qua cửa sổ, 8 ngày đã trôi qua rất nhanh. 8 ngày này Phong Phi Vân chỉ đi vào doanh trại của thành vệ quân có một lần, lúc khác đều dùng để tu luyện. Sau khi gặp qua vị lão thái bà thần bí ở Ngân Câu Phường, Phong Phi Vân hiểu được thực lực của mình còn kém xa lắm, mấy ngày nay đều ở đây dùng huyết linh miêu rèn luyện huyết dịch. 8 ngày hắn liền dùng hết 8 bội huyết linh miêu, bây giờ hắn không mượn lực nén của nước cũng đã hoàn toàn có thể tiếp nhận được dược lực của huyết linh miêu. Huyết dịch trong thân thể vừa biến thành màu đen một chút, tốc độ lưu thông của huyết dịch cũng trở nên nhanh hơn. 8 ngày này, Phong Phi Vân đi đến Ngân Câu Phường 2 lần, nhưng lại không còn nhìn thấy vị lão thái bà thần bí kia, ngay cả 16 tên thần quân thiết giáp cũng hoàn toàn biến mất. Phong Phi Vân quăng người nhảy lên cưỡi trên lưng một con mãnh hổ xích hồng, tay cầm dây cương cười lớn một tiếng. Lưu lão, hôm nay chúng ta chính là đi chúc thọ, không cần phải khẩn trương như thế. Lưu quản gia mặc y phụ bào sam màu đen, nhưng thế nào cũng không có thoải mái, vẻ mặt nghiêm nghị cười một tiếng. Huyết ưng đại viện mặc dù là chỗ nguy hiểm nhất thành Linh Châu, thế nhưng lão nô chẳng chút nào khẩn trương, chẳng qua lão nô đang vì lo lắng cho thiếu gia. Kỳ hạn một tháng hôm nay đã qua 8 ngày, người lại không có một chút động thủ. Lưu quản gia cảm giác mình hoàn toàn không đoán ra tâm tư trong lòng của Phong Phi Vân, hắn thật giống như là một chút nóng nảy cũng không có. Rõ ràng đã cam đoan thề chân thành rằng sẽ tru diệt Tam gia, thế nhưng bây giờ lại gióng trống khua chiên chạy đi mừng thọ cho hắn, đây rốt cuộc là mạnh miệng hay sao? Phong Phi Vân thần bí cười cười, nói. Nói không chừng hôm nay ta liền động thủ. Lưu quản gia hiển nhiên không tin hắn sẽ động thủ vào hôm nay, dù sao 5.000 tên thành vệ quân kia căn bản cũng không có điều động, lẽ nào hắn mang theo hơn 100 tên gia nô đi diệt mấy ngàn tên ưng chảo bang ư, đây quả thực là trò cười. Hơn 100 tên gia nô này chẳng qua chỉ là lao công vận chuyển quà mừng, mấy chục xe quà, đây cũng không phải là một hay hai người có thể chở hết, Phong Phi Vân đặc biệt chỉ mời tới hơn 100 tên gia nô thân thể cường tráng để vận chuyển. Đây lại là lần đầu tiên Phong thiếu gia này đi mừng thọ cho Tam gia, ra tay dĩ nhiên là khá hào phóng, quà mừng tổng cộng 28 chiếc xe lớn, mỗi một chiếc xe lớn đều chở 4 cái dương sắt lớn, bên trong chứa quà mừng hoàn toàn không nhẹ. Đầy tớ đem những thứ này vận chuyển mệt đến ngất ngư. Trong miệng Phong Phi Vân hừ hừ, dẫn đầu trùng trùng điệp điệp đoàn xe, đi mừng thọ. Một chiếc xe la mạn cổ màu trắng từ trong góc đường đi ra ngoài, càng xe quay chuyển động trên đường phố cổ cán phải đá xanh tạo ra tiếng lạch cạch, lái xe là một ông già, trên đầu đội một cái nón màu đen. Chủ tử, tiểu tử Phong Phi Vân kia vừa ra, tối hôm nay rốt cuộc hắn có động thủ hay là không? Trịnh Đông Lưu cầm một góc của cái nón vén lên, lộ ra ánh mắt của một người già dặn. Trong cổ xe truyền ra một âm thanh khàn khàn. Phong Phi Vân đã bắt đầu động thủ. Đã bắt đầu động thủ. Trịnh Đông Lưu có vẻ không hiểu, nghi ngờ nói. Nhưng mà 5.000 tên thành vệ quân căn bản là cũng không được điều động, hắn lấy cái gì để mà giao đấu với ưng chảo bang. Chiêu này của hắn gọi là binh bất hiếm trá, nhà quân sự luôn phải lừa địch 5.000 tên thành vệ quân kia chẳng qua chỉ là trò lừa bịp Tam gia mà thôi. Người thật sự tấn công ưng chảo bang chính là 136 tên gia nô vận chuyển quà mừng. Nếu như ta đoán không sai, 136 tên gia nô nhất định là do hắn chọn lựa trong những người tinh nhuệ nhất của thành vệ quân, chính là một thanh đao nhọn cắm thẳng vào tim của ưng chảo bang. Chủ tử nói. Trịnh Đông Lưu vẫn không tin, nói. Chỉ dựa vào hơn 100 người liền muốn giết chết toàn bộ ưng chảo bang. Phong Phi Vân điên rồi phải không? Một chút điên hắn cũng không có, 136 người tinh nhuệ này chẳng qua chỉ là tiên phong, làm mũi nhọn để đi tới quấy nhiễu ưng chảo bang thôi, còn 5.000 thành vệ quân mới thật sự là chủ lực. Trịnh Đông Lưu càng thêm không hiểu, nói. Thế nhưng không phải chủ tử nói 5.000 tên thành vệ quân chẳng qua chỉ là trò lừa bịp mê muội Tam gia sao? Huống hồ 5.000 tên thành vệ quân này vẫn còn đứng ở quân doanh ngoài thành, căn bản cũng không có được điều động. Kha kha, nhưng mà thành Linh Châu tổng cộng có 1 vạn thành vệ quân, vậy 5.000 tên thành vệ quân khác đi chỗ nào rồi? Chủ tử nói. Nghe nói thế, trong lòng Trịnh Đông Lưu bỗng nhiên giật mình, kêu lên. Thâu lương hoán trụ, treo đầu dê bán thịt chó. Đi thôi, ta không thể để cho Phong Phi Vân mất lòng tin. Ta cũng muốn xem hắn còn có thể mang đến cho ta ngạc nhiên gì nữa. Vị chủ tử này đúng là một người con gái thông minh tuyệt đỉnh, mọi cử động của Phong Phi Vân đều không thể gạt được ánh mắt của nàng.
Trịnh Đông Lưu điều khiển cổ xa màu trắng, chậm rãi hướng về Huyết Ưng Đại Viện mà đi tới. Huyết Ưng Đại Viện nằm ở phía đông của thành Linh Châu, chính là được cự thạch thanh sắc xây thành, tựa như một tòa thành bảo thật to. Trên tường rào rộng ba thước có thiết lập tháp tiến, chiến đài, thật giống như một tòa tường thành bất phá vậy, phòng thủ quả thực là rất kiên cố. Nếu như Phong Phi Vân thật sự dẫn đầu 5.000 thành vệ quân tấn công vào Huyết Ưng Đại Viện, phỏng chừng ngay cả cổng chính còn chưa vào được thì toàn quân đã bị tiêu diệt. Lúc này mặt trời đã lặn ở dãy núi phía tây, mặt trời chiều tựa như chu đan treo ở trên đỉnh núi ở ngoài thành, chiếu rọi những ánh nắng cuối cùng. Phong Phi Vân từ trên lưng của xích hổ nhảy xuống, đứng vững vàng trên mặt đất, hai mắt híp một cái nhìn về hướng cổng chính bằng thép cao 10 thước ở phía trước, nhìn thẳng vào cổng chính mà từng sợi máu trong mắt cũng chuyển động, tựa như từng dòng suối nhỏ bắt đầu lay động. Hấp khí nhẹ nhàng còn có thể nghe được một mùi máu tanh sộc tới. Trên vách tường thật dày có khảm nạm 99 bộ bạch cốt, nếu như là ban đêm nơi đây sẽ biến thành một tòa thành ma quỷ, quả thực là cực kỳ kinh người. Phong Phi Vân đưa hai ngón tay ra, ra dấu ở trong không khí, ánh mắt càng trở nên tập trung, tự lẩm bẩm. Rõ ràng có bố trí trấn hồn huyết trận, tam gia không hổ là tam gia, đúng là thực sự có bản lĩnh. Câu nói vừa dứt, một đàn chim ưng đỏ thẫm thật to lớn từ trong Huyết Ưng Đại Viện bay ra, lông vũ đỏ bừng như lửa, miệng của mỗi con chim ưng đều có dấu vân, nhìn cứng rắn như là kềm sắt. Đám huyết ưng này chừng hơn 100 con, móng vuốt to như bàn tay người, bay thẳng ra từ tường rào đá thanh thạch đá xanh, hướng về đoàn xe do Phong Phi Vân dẫn đầu mà bay tới. Vù vù, cánh của huyết ưng vỗ đập tạo ra tiếng gió gào thét, xé nát không khí. Bay tới chìa móng vuốt chim ưng ra đem hơn 100 tên gia nô vận chuyển quà mừng kia bắt lại, giống như diều hâu bắt con gà con vậy, bắt toàn bộ vào trong Huyết Ưng Đại Viện rồi biến mất ở bên trong tường thành. Phía sau Phong Phi Vân chỉ vừa vặn còn lại Lưu quản gia cùng với 28 chiếc xe lớn. Đây rõ ràng là một màn ra oai phủ đầu cho ta thấy, xem ra Phong Tùy Vũ đã đem tin tức truyền cho tam gia, lão tam gia này đã biết rõ là ta sẽ đối phó hắn. Như thế, rất tốt. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch. Trên mặt Phong Phi Vân vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, cười vang nói. Tam gia chính là một người có danh vọng, cái này chẳng lẽ là đạo tiếp khách của tam gia? Một thanh âm già nua từ trong Huyết Ưng Đại Viện truyền ra, tỏ ra hết sức kéo dài mênh mông. Đều là đám súc sinh trong nhà không hiểu chuyện, lại dám bắt hết gia nô của Phong thiếu gia, những con súc sinh này lá gan cũng quá lớn. Thanh âm của tam gia gần như truyền khắp nửa thành Linh Châu, tu vi này thật sự là cực kỳ cường đại, từng luồng sóng âm biến thành tiếng chuông lớn hướng về phía Phong Phi Vân mà vang dội tới. Như vậy cũng giống như một cơn lốc điên cuồng tới. Bành! Lưu quản gia bay lên đứng ở trước người của Phong Phi Vân, một quyền làm cho tất cả sóng âm đều bị đánh nát. Trên mặt Phong Phi Vân vẫn là nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của tam gia, nói. Những súc sinh này lá gan cũng thật không nhỏ, bình thường chắc tam gia dạy bảo còn sơ sài. Xem ra ta phải thay tam gia dạy dỗ cải tạo lại một phen. Phong Phi Vân hơi ra hiệu, Lưu quản gia lại biến thành một cái bóng màu đen bay vút ra ngoài, trong nháy mắt đã vọt vào trong Huyết Ưng Đại Viện, người thường căn bản ngay cả bóng dáng của lão cũng không thấy được. Ầm ầm, liên tiếp một loạt tiếng nổ cùng với tiếng kêu của chim ưng từ bên trong truyền tới, một lát sau. Hơn 100 con huyết ưng lại biến thành ưng thi, xác chim ưng chất đống đầy đất. Lưu quản gia lau máu tươi còn dính trên bàn tay, đứng ở cổng của Huyết Ưng Đại Viện. Yên tĩnh thật lâu, cũng không biết là bao lâu đã đi qua, thanh âm của tam gia mới vang lên lần nữa, nói. Đã sớm nghe nói Phong thiếu gia lúc này không giống ngày xưa, hôm nay vừa thấy quả nhiên là phải nhìn với cặp mắt khác. Ngô lão đại, còn không đi mang quà mừng của Phong thiếu gia mang tới vào đây. Ngô lão đại chỉ còn lại một cánh tay, mang theo bên mình một đám người cao to, vạm vỡ, thắt lưng đeo đai màu đỏ từ trong Huyết Ưng Đại Viện đi ra, lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Phong Phi Vân một cái rồi nhếch miệng cười. Tay phải của hắn chính là bị Phong Phi Vân một đao chém xuống, trong lòng oán hận cực độ, hận không thể đem Phong Phi Vân rút gân lột ra. Dĩ nhiên Phong Phi Vân căn bản không có để mắt đến hắn, thản nhiên nhìn bọn chúng mang 28 chiếc xe lớn vào trong Huyết Ưng Đại Viện. Sau đó cũng đi theo vào trong. Chủ tử, xem ra tam gia cũng không phải đồ đần, đã nhìn thấu được những tiểu tạp khí kia của Phong Phi Vân, bây giờ 138 tên tinh nhuệ đã bị bắt, Phong Phi Vân nên làm như thế nào mới có thể phá địch?
Trịnh Đông Lưu điều khiển cổ xe đi đến một khu rừng cây nhỏ bên ngoài Huyết Ưng Đại Viện, nhìn xa xa về phía trước. Chủ tử vẫn an nhiên ngồi ở trong cổ xa, thản nhiên nói. Phong Phi Vân đã đi vào Huyết Ưng Đại Viện chưa? Mới vừa đi vào. Trịnh Đông Lưu nói. Trong vòng 3 canh giờ, Ưng Chảo Bang sẽ bị xóa tên ở thành Linh Châu. Trong thanh âm của chủ tử còn mang theo một nụ cười. Cái gì? Trịnh Đông Lưu tự nhận là một người thông minh, thế nhưng mọi thứ phát sinh ở trước mắt lại làm cho hắn cảm giác hắn là một người đần độn. Bây giờ trong tay Phong Phi Vân không có người nào, làm sao có thể diệt được mấy ngàn bang chúng của Ưng Chảo Bang. Nhưng mà vị chủ tử này lại giống như có cùng quan điểm với Phong Phi Vân, bất kỳ bước đi nào của Phong Phi Vân cũng đều không thể gạt được nàng. Nàng đem tấm giảm vén lên, lần nữa đưa ngón tay ra ngoài, năm ngón tay mảnh khảnh thật giống như ngọc thông vậy. Một con linh điệp màu trắng bay trở về, đậu trên đầu ngón tay của nàng, sau đó biến thành một tia linh khí rồi dung nhập vào trong lòng bàn tay. Khóe miệng nàng cong lên một cái, hình như đã biết cái gì đó, một đôi mắt trong suốt rất đẹp, đầy trí tuệ nhìn về phía Huyết Ưng Đại Viện cách đó mấy ngàn thước, chỉ thấy huyết khí trên đại môn bắt đầu chuyển động, phù văn qua lại như con thoi, chính là dùng linh khí cùng với huyết dịch mà tạo nên trận pháp. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng ra dấu một cái. Đôi mắt đẹp híp một cái, cười nói. Vậy mà lại bố trí trấn hồn huyết trận, xem ra lúc này Phong Phi Vân đang gặp phiền toái lớn. Cái gì là trấn hồn huyết trận? Kiến thức của Trịnh Đông Lưu thời gian qua rất rộng, coi như là một ít bí văn của giới tu tiên hắn cũng biết một ít hoặc hiểu ít nhiều gì, nhưng chưa từng có nghe nói qua cái gì là trấn hồn huyết trận. Chủ tử buông rèm xuống, lại lần nữa ôm cây tỳ bà màu đỏ vào trong tay, ngón tay nhẹ nhàng khảy dây đàn, thanh âm tuyệt mỹ. Trấn hồn huyết trận chính là một loại cấm trận của Sâm La Điện, tin đồn cần phải có 99 người đồng nam nhân, con trai còn tân 99 người tiên huyết đồng nữ, mới có thể tạo nên trận pháp hoàn chỉnh. Tiên huyết khắc trận văn, bạch cốt đắp trận đài. Trấn hồn huyết trận một khi mở có thể làm thức tỉnh bạch cốt phệ hồn thú Minh Nguyên, cho đòi trấn hồn bạch cốt kiếm, thần đáng sát thần, phận đáng sát phận. Toàn bộ cường giả ở Nam Thái Phủ có thể phá được trấn hồn huyết trận cũng chỉ có 3 hay 5 người. Mỗi một người đều là nhân vật quan trọng cự phách, uy chấn bốn phương tám hướng. Nghe nói như thế, sắc mặt Trịnh Đông Lưu thay đổi lớn, nói. Coi như là linh thứ nghìn năm ở ngự thú trai, cũng nhất định không địch nổi bạch cốt phệ hồn thú, huống chi có thể so với linh khí của trấn hồn bạch cổ kiếm. Lần này Phong Phi Vân tùy tiện đi vào Huyết Ưng Đại Viện, sợ là 10 phần chết 9. Chỉ tiếc là trấn hồn huyết trận này căn bản là chưa hoàn chỉnh. Với tu vi của Tam gia cũng không có khả năng lập thành một trấn hồn huyết trận thực sự được, trấn hồn huyết trận này chẳng qua chỉ là một góc trận văn mà thôi. Dù cho đem bạch cốt phệ hồn thú đánh thức, chiến lực nhiều nhất cũng chỉ có 1% của bạch cốt phệ hồn thú thật sự, không đủ gây sợ hãi. Trong thiên hạ dường như không có bất kỳ chuyện gì có thể giấu giếm được đôi mắt của nàng, nhìn xa trông rộng mà còn sâu sắc, thật giống như một đại trí giả hành tẩu trong nhân thế. Lúc Phong Phi Vân vừa bước vào Huyết Ưng Đại Viện, đám người Phong Vạn Bằng, Phong Tùy Vũ, Cát Quân Sư cũng đứng ở trên thành lâu, đứng từ xa trông về Huyết Ưng Đại Viện. Trong lòng Phong Tùy Vũ âm thầm nhạo bang, Phong Phi Vân à, Huyết Ưng Đại Viện là nơi vùi thây của ngươi, phỏng chừng ngươi còn không biết ta đã đem tin ngươi muốn tấn công Huyết Ưng Đại Viện truyền cho Tam gia, giây phút ngươi bước vào trong Huyết Ưng Đại Viện chính là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Cát Quân Sư nhẹ nhàng lay động quạt lông, chau mày. Đứa trẻ Phi Vân này quá liều lĩnh, lại có thể đơn thân độc mã xông vào Huyết Ưng Đại Viện, dù cho có Lưu lão bảo vệ, nhưng như thế nào mà chống đỡ được tất cả đám bang chúng mấy nghìn tên của Ưng Chảo Bang. Bước cờ này đi quá thất bại. Gương mặt của Phong Vạn Bằng cũng đăm chiêu, lẽ nào ta sai lầm rồi, căn bản không nên để cho hắn đi đối phó với Ưng Chảo Bang, hắn dù sao tuổi cũng còn quá nhỏ, hơn nữa lại không có tu luyện phép thuật. Như thế mà tùy tiện xông vào Huyết Ưng Đại Viện quả thực là sẽ không có bất kỳ con đường sống nào. Trong lòng Phong Vạn Bằng hối hận không thôi, nếu như Tam gia thật sự có ý muốn giết Phong Phi Vân, căn bản hắn ngay cả viện trợ cũng không có cơ hội, nếu như Phong Phi Vân thật sự chết ở trong đó, như thế thì hắn làm sao không có lỗi với lời dặn dò của mẹ Phong Phi Vân đây. Phong Phi Vân chậm rãi đi vào chỗ nguy hiểm nhất trong truyền thuyết của thành Linh Châu, Huyết Ưng Đại Viện. 28 chiếc xe chứa những cái dương lớn đã được Ngô lão đại dẫn người trở vào sau hậu viên. 136 tên gia nô vốn là bị bắt vào trong Huyết Ưng Đại Viện đều bị dùng dây thừng trói vào trên cây cột,
hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Phong Phi Vân căn bản là không nhìn đến những tên gia nô bị trói này mà nhìn vào trên người của Tam gia đang ngồi ở trong đại môn, nghe đồn Tam gia tuổi đã vượt quá trăm, quả thực chính là lão yêu quái không chết. Tam gia An Nhiên ngồi ở trên ghế dựa lớn bằng ngà voi, huyền bào màu đen ở trên người bị gió thổi bay phấp phới, má trái khô gầy bị hỏng không có một tia huyết sắc, thật giống như lão quỷ trong đêm tối, hiện ra vẻ dữ tợn vô cùng. Tu luyện loại công pháp tà môn bổ thiên tà nhãn này quả nhiên là phải trả giá thật lớn. Tại sao lại phải đem bản thân mình làm cho không giống người không giống quỷ, khổ như thế này chứ? Phong Phi Vân thở dài một cái, cố gắng đứng thẳng người, nói đúng chừng mực. Ngày hôm nay vốn là ngày vui đại thọ của Tam gia, lẽ nào đây chính là đạo đãi khách của Tam gia? Phong Phi Vân chỉ những tên gia nô kia bị trói ở trên cột, trong lời nói có chút bất mãn. Rát rát, mang trà cho Phong thiếu gia. Tam gia thật giống như không có nghe ra ý chỉ trong lời nói của Phong Phi Vân, mang trên mặt nụ cười đầy tính toán, nhẹ nhàng sờ sờ ngón tay cái lên trên ban chỉ màu đen, cái ban chỉ này cả thân tỏa ra ánh sáng âm u màu đen, trên thân điêu khắc 7 cái chữ nhỏ lý tí cổ xưa, giống như bày ra 7 cái gương mặt quỷ vậy, có vẻ huyền bí vô cùng. Quả ban chỉ màu đen này chính là do Tam gia trộm ở trong Sâm La Điện, chính là một món chuẩn linh khí. Cứng rắn cực kỳ, dù cho bảo kiếm sắc bén nhất cũng không thể nào chém tổn hại một ít đến nó, để vào trong liệt hỏa rèn luyện, cũng sẽ không có hòa tan chút nào. 60 năm trước, chính là vì đạt được một quả miểu quỷ ban chỉ này, Tam gia mới chạy trốn khỏi Sâm La Điện, cách xa nghìn dặm mà trốn ở thành Linh Châu. Thế nhưng sau khi đánh cắp được miểu quỷ ban chỉ, hắn mới cảm thấy hối hận bởi vì miểu quỷ ban chỉ này ngoại trừ uy lực cường đại gấp mấy lần so với bảo khí ở bên ngoài thì quả thực không có bất kỳ công dụng gì, chỉ có thể coi như là một món chuẩn linh khí đứng đầu mà thôi. Vì một món chuẩn linh khí lại phải trốn tránh cao thủ của Sâm La Điện truy sát 60 năm nay, thật sự không đáng giá. Miểu quỷ ban chỉ chính là mật bảo đứng đầu trong Sâm La Điện, lão từng nghe một vị trưởng lão Sâm La Điện nói qua, nguồn gốc của miểu quỷ ban chỉ cực đại. Chính là từ chỗ một phần mộ cực kỳ nguy hiểm được đào ra, không thể nào chỉ là một món chuẩn linh khí đơn giản như vậy, khẳng định nó còn có một công dụng khác mà ta chưa phát giác được. Tam gia nhìn 7 cổ tự trên thân của ban chỉ một chút, cũng cảm giác được dường như có 7 con quỷ nhãn đang nhìn mình chằm chằm, nếu có thể phá giải được ý nghĩa của 7 cổ tự này thì có thể đem những thần bí của miểu quỷ ban chỉ mà vạch trần. Trong đầu của hắn nghĩ đến như vậy. Ánh mắt Phong Phi Vân cũng chú ý tới ngón tay cái của Tam gia ở trên ban chỉ màu đen, trong lòng thầm nghĩ đây chính là một món chuẩn linh khí mà Tam gia đang nắm giữ. Chuẩn linh khí uy lực to lớn, phải cẩn thận ứng đối, cũng không biết cao thủ của Ngân Câu Phường đã tới chưa. Cao thủ Ngân Câu Phường làm sao còn chưa hiện thân? Phong Phi Vân tuy là biểu hiện ung dung, thản nhiên thế nhưng trong lòng cũng bắt đầu sinh ra một chút lo lắng, cao thủ Ngân Câu Phường nếu không có đến đây. Như vậy thì tất cả mưu lược của hắn đều bị hỏng mất. Phải đối phó với cao thủ như Tam gia, chỉ dựa vào một người lưu quản gia là không đủ. Ngày hôm nay chính là ngày đại thọ của Tam gia, các nhân vật có mặt mũi ở thành Linh Châu vốn là đều đã đến đây để chúc mừng, thế nhưng mãi cho tới khi màn đêm buông xuống, vẫn không có một người khách khứa nào, chỉ có Phong Phi Vân và lưu quản gia hai người ngồi ở trong đại sảnh. Thọ yến có vẻ vắng lặng. Một đám người đàn ông vạm vỡ cao lớn mặc áo đen, đeo thắt lưng màu đỏ ở trong viện đi tuần, từng ánh mắt đều phát ra vẻ hung dữ, mặt mang nụ cười lạnh, trong tay còn cầm đại đao sáng loáng, chướng mắt vô cùng. Một trận gió bắc lạnh thổi tới làm cho Phong Phi Vân cảm nhận được từng đợt lạnh lẽo rét thấu xương, ngẩng đầu nhìn lên vừa lúc trông thấy cặp mắt tràn đầy tà khí, nghiêm nghị của Tam gia. Cặp mắt này tràn đầy tà tính, thật giống như một loại huyết đao đâm vào linh hồn của Phong Phi Vân. Nếu như là người thường, phỏng chừng bị hắn liếc mắt nhìn sẽ bị hồn bay phách lạc. Thế nhưng Phong Phi Vân nắm giữ linh hồn của Phượng Hoàng, linh hồn cường đại vô cùng thì dù cho là tu vi của Tam gia mạnh hơn gấp 10 lần cũng không thể nào làm thương tổn linh hồn của hắn được. Ô, tiểu tử này thật kỳ quái, vậy mà lại không sợ bổ thiên tà nhãn của ta, chẳng lẽ có đeo trên người một món linh bảo chặn lại sát uy của tà mục. Trong lòng của Tam gia cứng lại. Hắn hiển nhiên không tin Phong Phi Vân có thể dựa vào thực lực của mình mà ngăn cản được bổ thiên tà nhãn, cho rằng Phong Phi Vân chính là dựa vào ngoại vật mới có thể vô hình chung ngăn hắn tấn công. Dù sao bổ thiên tà nhã chính là một trong 12 tà công của Sâm La Điện, tuy là Tam gia cũng không có tu luyện tới đại thừa nhưng uy lực vẫn không tầm thường.
Trong mắt Tam gia nổ bắn ra ô quang, dự định toàn lực xuất thủ, lấy ánh mắt giết người. Phong Phi Vân hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đứng trở dậy, không lùi mà tiến tới, chắp hai tay sau lưng hướng thẳng về phía Tam gia đi tới, nói. Tam gia, đạo đãi khách hôm nay thật đúng là làm cho ta vô cùng thất vọng à. Hai mắt Phong Phi Vân trong suốt, đôi đồng tử màu đen chăm chú nhìn chằm chằm vào bổ thiên tà nhãn của Tam gia, chẳng mảy may né tránh mà vẫn còn mang theo một nụ cười. Lấy mắt thường đối với bổ thiên tà nhãn. Thế nhưng Tam gia làm thế nào cũng cười không nổi, thực sự không thể tưởng tượng được dù cho Phong Phi Vân có mang trên mình linh bảo cũng không thể nào trong tình huống này mà ở khoảng cách gần như vậy lại có thể ngăn cản bổ thiên tà nhãn của lão. Huống chi, hắn lại còn cùng với bổ thiên tà nhãn mà đối mặt. Đây là cái tình huống gì? Trong lòng Tam gia run sợ vô cùng, người điên cuồng này tuyệt đối không thể để lại, sau này nhất định là một mối họa. Bành! Ngón tay của Tam gia cầm một góc bàn làm cho nó biến thành bột vụn, trên mặt khô héo lộ ra nụ cười dữ tợn. Phong Phi Vân, ngươi là khách của ta hay sao? Đừng cho là ta không biết mục đích hôm nay ngươi tới đây, ngay cả phụ thân ngươi Phong Vạn Bằng cũng không dám tiêu diệt Ưng Chảo Bang ta, chỉ bằng một đứa trẻ con như ngươi có thể làm được việc sao? Tam gia đứng thẳng dậy, đưa tay vẫy một cái thì bốn phía liền có mấy trăm tên hán tử mặc trang phục đều một màu đen vây quanh, tay đều cầm đại đao huyền thiết. Đằng đằng sát khí, đem Phong Phi Vân và Lưu Quản gia bị bao vây ở giữa. Lưu Quản gia bay lên, đứng ở trước người của Phong Phi Vân, bảo vệ cho hắn, vẻ mặt hết sức tập trung. Vẻ mặt Phong Phi Vân vẫn không có thay đổi, từ phía sau của Lưu Quản gia chậm rãi đi ra trước, trên mặt mang theo mấy phần vui vẻ, nói. Ngươi cũng đã hơn 100 tuổi, vẫn còn không giữ được bình tĩnh, ngươi cũng đừng nên không giữ được bình tĩnh như vậy. Phong Phi Vân cũng không mảy may che giấu nụ cười trong mắt, nụ cười của hắn làm cho tất cả mọi người có mặt đều cho rằng hắn rất thâm độc. Ngươi có ý gì? Hai mắt Tam gia híp một cái, sinh ra một dự cảm không ổn chút nào. Một tiếng nổ ngút trời từ trong huyết ưng đại viện truyền tới, mang theo lực hủy diệt nghiền nát bẻ gãy mọi thứ. Mặt đất cũng run rẩy theo, nhiều tiếng nổ rung động được truyền đi, tòa nhà sụp đổ, cây cột tung tóe. Tiếp theo một ngọn lửa lớn phun ra làm cho toàn bộ huyết ưng đại viện đều bị bao phủ bởi biển lửa. Đám người áo đen lúc nãy còn uy phong lẫm liệt bây giờ đều bị dọa đến mặt vàng như đất, trong tai họa mà bỏ chạy trốn, thậm chí có người tê tâm liệt phế chỉ biết kêu khóc, làm cho thanh âm giống như giết heo vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tam gia hét lớn một tiếng, vẫn tài tính mà đứng như cũ, đứng ở trong biển lửa đang lan tràn, trên mặt tràn đầy hắc khí giống như một tên quỷ sát. Tam gia, việc lớn không xong rồi, tên khốn Phong Phi Vân này vậy mà đem đội thành vệ quân tinh nhuệ giấu ở trong 28 chiếc xe lớn, còn mang theo cả hỏa du cùng với lôi thần thạch, bây giờ toàn bộ huyết ưng đại viện trong chốc lát đã bị hủy hoại. Ngô lão đại lộn nhào từ trong biển lửa chạy tới, quỳ ở trước mặt của Tam gia, trên mặt đã bị cháy xém nám đen, tóc cũng bị đốt rụi một mảng lớn, trong miệng vẫn còn phun ra khói đen, không nói ra được thảm hại thế nào. Đồ vô dụng. Tam gia tức giận đến nỗi toàn thân run lên, một trường thiên đi ra, hóa thành luồng âm vân màu đen xông thẳng tới trước đem Ngô lão đại chia năm xẻ bảy, máu và thịt bắn tung tóe đầy đất. 28 chiếc xe lớn, trên mỗi một chiếc xe lớn vận chuyển 4 cái dương lớn, mỗi một cái dương lớn có thể hóa trang thành 2 người, như vậy tổng cộng hết thảy có thể trang bị 224 tên quân sĩ thành vệ quân. 224 người này mới thật sự là tinh nhuệ. Xuất thủ trong chốc lát liền làm cho Ưng Chảo Bang tổn thương đến tận xương cốt. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Ngọn lửa vẫn còn sáng lan tràn, cháy càng lúc càng lớn mạnh. Ánh lửa chói mắt, buổi tối ở thành Linh Châu cũng được làm cho sáng rực vô cùng. Tường rào của huyết ưng đại viện cao to vững chắc, coi như là dùng lôi thần thạch cũng không chắc chắn có thể đủ để làm nổ ra, vốn là một tòa thành chỉ không có cách nào công phá. Thế nhưng lúc này lại trở thành nơi chôn thân của mấy nghìn tên bang chúng của Ưng Chảo Bang, ngay cả chạy trốn cũng không thể chạy. Tam gia cao giọng cười dài, cười đến mức vô cùng u ám. Phong Phi Vân, lão phu đã xem nhẹ ngươi, thế nhưng ngươi muốn giết ta, e rằng còn chưa đủ cân lượng. Tam gia chợt đạp chân một cái, cả người liền bay ngược vút lên chót vót, bay thẳng đến đỉnh của tường rào cao mấy chục thước, hai tay xòe ra. Hai luồng linh khí màu đen từ trong ngón tay tràn ra, hệt như hai vòng đại nhật màu đen treo trên bầu trời.
Trong hai luồng linh khí màu đen có bao quanh hai tờ ấn ký đổ văn, hé như giống như là quỷ phổ, hé ra giống như là chiến kiếm. Cũng tạo ra một sức mạnh đáng sợ, chấn động lòng người. Nguy rồi, Tam gia muốn mở chấn hồn huyết trận, nếu để cho hắn mở được chấn hồn huyết trận thì mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Phong Phi Vân từ trong biển lửa lao ra, tay cầm xích long bảo đao tức sủi bọt mép, hướng về trên đỉnh của tường rào mà lướt đi, muốn ngăn cản Tam gia mở ra chấn hồn huyết trận. Lúc này Lưu quản gia đang cùng mấy trăm tên áo đen kia huyết chiến, căn bản không thể nhờ được, đành chỉ có thể dựa vào hắn. Đến nay tu vi của Phong Phi Vân mới chỉ ở linh dẫn trung kỳ, một bước có thể đi xa được năm trượng, quả thực là bước đi như bay. Tam gia đứng ở trên tường cao mấy chục thước, trong mắt mang theo vẻ kinh thường, hai tay chắp trước ngực hét lớn một tiếng. Chấn hồn huyết trận, mở ra. Tóc bạc đầy đầu hắn đều dựng đứng lên, hai tờ ấn ký ở trong tay dung hợp lại, một luồng uy năng hủy thiên diệt địa được sinh ra, giờ khắc này hắn giống như là một tà thần hạ xuống. Hai luồng linh khí màu đen biến thành cái đầu người to lớn, như nhất khẩu hắc động, nuốt cả trời đất. Luồng sức mạnh này cường đại gấp 10 lần trở lên, như cuồng phong gào thét, như cự thú gầm thét, như biển rộng trở mình nổi sóng lớn. Ngay cả mặt đất cũng bắt đầu nứt ra một khe hở, hình như có một vật gì muốn từ dưới lòng đất chui lên. Phong Phi Vân bị luồng sức mạnh này chấp động khó có thể bước tới, chỉ có thể đem đoạn đao cắm trên mặt đất, buộc phải khổ thủ. Như vậy mới không còn bị trùng kích cường đại đánh bay đi. Mũi đao ở trong khe đá mạ sát ra thanh âm suy suy, mang theo cơ thể của Phong Phi Vân hướng về phía sau mà từ từ chuyển động. Tam gia vốn chính là cảnh giới tiên căn trung kỳ, so với Phong Phi Vân cao hơn 3 cảnh giới, hơn nữa chấn hồn huyết trận quả thực là có sức mạnh có thể nghịch thiên. Quá cường đại, không có cách nào chống lại. Một khúc ruột gan đứt, chi âm chân trời kiếm nơi nào. Có một người đang gảy tỉ bà. Tiếng tỳ bà hay đến rung động lòng người. Một tiếng tỳ bà từ trong màn trời vang lên, phá vỡ không gian bao la, một luồng sóng âm, tựa như một mũi đao từ trên trời bay xuống vậy. Thân thể Tam gia trở nên chấn động, chợt không nhúc nhích, cả người đều như hóa đá vậy. Xẹt! Cơ thể Tam gia nổ thành hai nửa, thật giống như có một chuôi đao vô hình chung đem hắn bổ ra vậy. Máu tươi bay tung tóe, nhuộm đỏ chóp tường. Thi thể Tam gia từ trên tường cao té rơi xuống, ngã nát bấy. Cường giả tiên căn trung kỳ vậy mà chết dưới một tiếng tỉ bà. Tất cả mọi người kinh hãi, cuối cùng thì mới vừa rồi là người ở phương nào gảy đàn tỉ bà. Lưu quản gia bị chấn kinh, xa xa Phong Vạn Bằng cũng bị kinh hãi. Phong Phi Vân tay đang cầm xích long đoạn đao, trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, trà sát bàn tay còn có chút lạnh run, hướng về hướng bên ngoài huyết ưng đại viện, nói. Sát, tu vi lão thái bà này cũng thật quá đáng sợ, dám chắc đã vượt qua cảnh giới tiên căn rồi. Không đơn giản, không đơn giản. Phong Phi Vân vừa dứt lời, tiếng sụp đổ lún xuống liền vang lên. Tường rào xây bằng đá dày 3 trượng vậy mà cũng rạn nứt, tiếp theo cả bức tường đều sụp đổ, đều biến thành bột phấn dày đầy dưới đất. Tất cả mọi người cũng hít một hơi lãnh khí, một tiếng tỉ bà này quả thật quá bất thường, giết Tam gia, phá hủy chấn hồn huyết trận. Phá nát tường thành. Cái này, đây mà là sức mạnh của con người. Ngọn lửa trong huyết ưng đại viện cao ngút trời, bốc cháy vang dội đùng đùng, ngọn lửa này không biết đến khi nào mới có thể dập tắt được. Những tên gia nô vốn bị trói ở trên cây cột cũng sớm đã được cứu ra, 5.000 thành vệ quân mang hắc sắc chiến kỳ trong quân doanh đã sớm mai phục tại huyết ưng đại viện được đưa tới. Giết! Đêm nay là ngày ưng chảo bang bị tiêu diệt. Phong thiếu gia anh minh thần võ. Chém Tam gia, diệt ưng chảo bang, vì dân trừ hại. Giết nó không chừa một manh giáp. 5.000 thành vệ quân người đều mặc chiến giáp màu đen, cầm trong tay trường thương, cưỡi xích hổ, quả thực hung hãn giống một con trường long màu đen, cuốn tới đây, nơi đi qua thi thể đều nằm sấp xuống từng mảnh một. Âm thanh của tiếng giống rung trời động đất. Đêm này đã định trước sẽ không yên lặng, cả thành Linh Châu đều bị khói lửa bao phủ. Biến thành một tòa chiến trường sĩ khí như lửa. Tam gia đã chết, người nào đầu hàng thì không bị giết. Có người đem quần áo dính đầy máu của Tam gia giơ lên ở trên đầu thương, cao giọng hô to, đám người ưng chảo bang vốn đã bị hù dọa sợ đến bể mật lại càng bị dọa thêm, sĩ khí của từng người một hoàn toàn không còn nữa, nào còn dám khai chiến cùng với thành vệ quân. Trận chiến này Phong Phi Vân không cần tốn nhiều sức,
dù cho quy mô toàn tuyến của Ưng Chảo Bang đạt tới mấy nghìn người nhưng cũng bị tan vỡ, đầu tiên là lợi dụng 5.000 tên thành vệ quân ở bên ngoài thành mê muội ánh mắt của Tam gia, tiếp đó đem một đội quân tinh nhuệ giấu ở trong cổ xe lễ vật trở vào trong Huyết Ưng Đại Việt, toàn bộ tấn công làm cho đối phương trở tay không kịp, sau đó dùng cường giả của Ngân Câu Phương chém giết Tam gia, triệt để làm tan rã khí thế đối phương. Vẫn là câu nói kia, công thành vi hạ, công tâm vi thương. Đánh vào lòng người trước, sau đó mới đánh đến thành trì. Để cho quân địch mất đi tự tin chiến đấu, như vậy cũng đã thành công một nửa. Trận chiến trọn vẹn này cho thấy mưu đồ cũng với dũng khí của Phong Phi Vân vượt trội hơn người, một mình mạo hiểm, đơn độc xông vào sào huyệt địch, lấy bản thân làm mồi, thu hút lực chú ý của Tam gia, đây mới là nhân tố quyết định để phá địch. Chỉ cần nửa canh giờ, trận đấu cũng đã kết thúc, Huyết Ưng Đại Viện để lại nhiều hơn 1.000 cổ thi thể, những ban chúng còn lại đều xin hàng, đang bị thành vệ quân áp giải đi vào nhà tù Linh Châu. Lúc trận đấu kết thúc, ba người Phong Vạn Bằng, Phong Tùy Vũ, các quân sư mới cấp tốc chạy tới, một loạt tên đại hán áo đáng đang ngồi xổm bên đường nhìn thấy đều cúi đầu, hai tay giơ lên cao, mấy nghìn người vậy mà đều đến xin hàng. Đây là những tên Ưng Chảo Bang hà hiếp bách tính sao? Phong Tùy Vũ không thể tin được vào hai mắt của mình, hàm răng cắn chặt, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng càng thêm tức giận. Phong Phi Vân chẳng qua chỉ là một tên bị thịt, làm sao có thể có mưu lược như thế, càng không thể nào có khí phách can đảm này, tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, làm cho hắn không thể không thừa nhận, Phong Phi Vân đích xác là một cao thủ dụng binh, hơn nữa trí tuệ lại hơn người, tuyệt đối không phải là một người tầm thường. Phong Phi Vân càng là thiên tài, Phong Tùy Vũ lại càng cảm giác được mối nguy, trong mắt lóe lên một tia sát khí mịt mờ. Thời gian qua các quân sư đã thấy được sự thông minh và lớn lên trong thấy của Phong Phi Vân, bây giờ trong lòng cũng cảm thấy xúc động rất nhiều, thở dài nói. Tâm kế thật sâu, công tâm, phạt thành, giảo quyệt, dù cho là ta có tới bố trí cũng không thể nào làm được hoàn mỹ như thế này. Thành chủ, tương lai sau này của Phong thiếu gia là không có giới hạn. Nếu như thiếu gia tham gia binh thư thiết quyển hội nhất định sẽ gây nên tiếng vang, bỗng nhiên nổi tiếng, phượng vũ cửu thiên. Trong lòng Phong Vạn Bằng vào thời khắc này càng thêm không bình tĩnh được, đôi mắt mang theo đủ loại tâm tình phức tạp, ngón tay đánh đánh trên bộ áo giáo, ngẩng đầu lên trời nhìn xa xăm, khổ sở nói. Phong Tuyền, cô thấy không, Phi Vân nó thật sự trưởng thành rồi, nếu cô có nhìn thấy có phải có thể cười một cái rồi hay không? Ít hầu Phong Vạn Bằng chuyển động lên xuống. Trong hai mắt ẩm ướt nhanh chóp xúc động chảy ra nhưng giọt nước mắt trong suốt vui mừng. Bây giờ hắn quá kích động, hắn cũng không thể không có xúc động được. Màn đêm chẳng khác nào một dãy lụa tinh tế, đem vạn vật trong trời đất chiếm đoạt hết thảy. Phong Phi Vân từ trong biển lửa bay vút ra, vượt qua tường cao, chìm vào trong rừng cây nhỏ ở ngoài viện, trong tay hắn nắm một quả ban chỉ màu đen, ở trên ban chỉ vẫn còn khắc 6 hay 8 văn tự cổ xưa. Chính là từ trong tay của thi thể Tam gia mà đoạt lấy miểu quỷ ban chỉ. Mặc dù chỉ là một quả ban chỉ nhưng lại nặng hơn chục cân, độ dày so với huyền thiết cũng phải lớn hơn mấy chục lần. Chuẩn linh khí quả nhiên không thể coi thường, nhưng trừ việc nặng một chút thì hình như không có bất cứ chỗ kỳ lạ nào. Phong Phi Vân đem miểu quỷ ban chỉ đang cầm trong tay mà ngắm nghía, bất luận là truyền vào linh khí lấy hay là lấy máu mà rèn luyện đều không có bất cứ một chút biến hóa nào. Quả thực thật giống như một khối ngoan thạch bình thường vậy. Bảy cổ tự này, thật là quái dị. Ánh mắt Phong Phi Vân chú ý tới bảy cổ tự trên thân ban chỉ, mỗi một cổ tự đều như chân của ruồi nhặng lớn vậy, với thị lực của người thường căn bản là không thể nào nhận ra được những cổ tự này, dù cho với tu vi hôm nay của Phong Phi Vân cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy thấy rõ, nhưng lại không có cách nào để nhận biết trên đó rốt cuộc là biết cái gì. Bảy cổ tự này thực sự rất cổ xưa, thật giống như bảy ký hiệu thời xa xưa. Ồ! Phong Phi Vân khẽ kêu một tiếng, khi hắn cầm miểu quỷ ban chỉ đặt vào trong lòng bàn tay phải là lúc hắn cảm giác được con Linh Chu đang ẩn núp ở trong lòng bàn tay phải kia đang giật mình mà nhảy nhót, thật giống như là con Linh Chu này chui vào trong huyết quản, ở trong huyết quản mà dạo chơi vậy. Lẽ nào miểu quỷ ban chỉ cùng với con thanh đồng Linh Chu kia có liên hệ gì? Lúc này Phong Phi Vân vừa mừng vừa sợ, Linh Chu thật sự là rất thần bí. Có thể dung thân vào cơ thể thì tuyệt đối là thánh linh khí mãnh, nếu như miểu quỷ ban chỉ cùng với Linh Chu lại có liên quan như vậy thì tuyệt đối không chỉ là một món chuẩn linh khí đơn giản như vậy được. Phong Phi Vân mang theo tâm tình kích động,
cầm miểu quỷ ban chỉ đặt vào trong lòng bàn tay phải, đặt ở trên dấu vết của con linh chu, một màn thần kỳ liền xảy ra. Bảy văn tự cổ xưa trên miểu quỷ ban chỉ vậy mà ở trên thân chậm rãi chuyển động, thật giống như bảy con cá nhỏ bơi lội trong sông. Hiu, hiu, trong miểu quỷ ban chỉ toát ra một ánh sáng màu đen chói chang, giống như là từng luồng quỷ vụ màu đen tràn ra làm cho đêm tối càng trở nên thêm phần âm trầm, u ám. Mà dấu vết của con thanh đồng linh chu trong bàn tay của Phong Phi Vân vốn như vật chìm xuống đáy lại cũng tỏa ra một ánh sáng màu xanh rực rỡ, thật giống như một ngọn đèn thần màu xanh. Quỷ vụ màu đen cùng với ánh sáng màu xanh cùng lúc hiện ra ở tâm lòng bàn tay của Phong Phi Vân. Hiu, 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 hiu. Bảy đạo quỷ ảnh tự từ trong miểu quỷ ban chỉ không ngừng bay ra, hiện ra bảy loại hình dáng khác nhau, biến thành bảy bức đồ quyển thần bí, Long Mã Hà Đồ, Bát Quái Huyền Văn, Tứ Dương Cổ Đỉnh, U Minh Thần Pháp, Thần Vương Phi Thiên, Bách Quỷ Phó Yến, Vạn Gia Đăng Hỏa. May mà hiểu biết của Phong Phi Vân rộng lớn, nếu không lúc này cũng bị một màn này làm cho kinh sợ, bảy bức đồ quyển đều tạo ra một uy lực thần kỳ mênh mông, ý cảnh bên trong thâm thúy xa xăm, mới chỉ có một cổ ý nhị liền đã đè nén người ta làm cho khó có thể hô hấp được. Bảy cổ tự trong miểu quỷ ban chỉ lại là bảy bức đồ quyển, khó trách không người nào có thể xem mà hiểu được. Nếu không có sự giúp đỡ của Linh Chu làm cho nó thức tỉnh thì cho dù Phong Phi Vân nghiên cứu cả đời đoán chừng cũng không cách nào phá giải được bí mật của miểu quỷ ban chỉ. Bảy bức cổ đồ lơ lửng trên hư không vỡ nát, biến thành từng sợi khói mù màu đen, lại chảy vào miểu quỷ bản tử hình thành bảy bảy cái chữ nhỏ li ti khác ở trên vách của ban chỉ. Phong Phi Vân không kịp nghiên cứu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong thân thể lần nữa lại phát sinh sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dấu vết con linh chu cũng hoàn toàn chìm vào trong thân thể, từ trong lòng bàn tay mà tan biến mất tích. Cùng lúc đó, huyết dịch cả người của Phong Phi Vân đều sôi trào lên, huyết quản thanh quang lưu chuyển, huyết dịch trở nên đen kịt như mực, ẩn chứa một ánh sáng thần kỳ nhẹ nhẹ, toát ra ánh sáng ô quang rực rỡ chói mắt. Con thanh đồng linh chu kia biến thành một tia vũ khí thanh sắc, với huyết dịch là nước, với huyết quản làm đường mà ở trong thân thể của Phong Phi Vân vận chuyển như lướt sóng. Đánh thẳng vào từng điểm mấu chốt trong động mạch và tĩnh mạch, đan vào nhau tạo ra một chút ánh sáng thần bí. Đan điền của Phong Phi Vân nổ vang một hồi, linh dẫn trong đan điền nhanh chóng lớn mạnh, linh khí trong huyết dịch điên cuồng được sử dụng đến để rót vào. Ở trong linh dẫn, từng tia linh khí một giống như một dòng suối nhỏ hội tụ lại thành sông lớn như biển. Linh dẫn vốn nối liền trái tim với đan điền nên hơi thở trong lúc đó rất ngắn lại trực tiếp điên cuồng tăng lên đến 9 lần. Giống như một con sâu chuỗi thần luyện trong cơ thể. Đây chính là dấu hiệu của linh dẫn đại thừa. Phong Phi Vân bước vào linh dẫn đỉnh phong. Tất cả mọi thứ này vẫn chưa kết thúc, con thanh đồng linh chu kia so với hạt gạo còn phải trở nên nhỏ bé hơn lại ở trong huyết dịch mà đi xuyên qua, mỗi một lần chuyển động một vòng thì linh khí trong thân thể của Phong Phi Vân lại càng thêm lớn mạnh gấp đôi. Linh chu, thật giống như biến thành hồ linh khí, lưu chuyển cuồn cuộn không ngừng. Cũng chẳng biết đến lúc nào mới có thể dừng lại. Tu vi của Phong Phi Vân nhanh chóng tăng lên, liên tiếp tăng cao. Linh dẫn trong đan điền nối liền với trái tim lúc này cũng bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu, chậm rãi ngưng tự thành hình dáng một gốc cây tiên miêu, đây là một quá trình lột xác từ linh dẫn đến tiên căn. Rất nhiều người tu luyện khổ tu hơn mấy chục năm đều bị cửa ải bên ngoài này ngăn cản. Thế nhưng lúc này Phong Phi Vân lại mượn vào sự giúp đỡ sức lực của Linh Chu nên dường như sẽ phá tan cửa ải này, ở trong thân thể liền ngưng tụ ra tiên căn. Một khi ngưng tụ ra tiên căn, như vậy thì coi như và bước chân vào con đường tu tiên chân chánh, có thể tu luyện đủ loại tiên thuật linh thông thần kỳ khó lường, ví dụ như thiên lý mục, bách lý tính, đạp ba đồ giang, cách không thủ vật. Đạt được đến cảnh giới tiên căn cũng có thể thu linh thú làm nô lệ, khai thác linh thạch kỳ dị. Tìm kiếm linh thảo, luyện chế linh đan. Sức mạnh của tu sĩ cảnh giới tiên căn so với tu sĩ cảnh giới linh dẫn thì cường đại gấp 10 lần. Tiên căn chính là cảnh giới thứ hai của tu tiên, cái mà gọi là tiên căn chính là nền móng của tu tiên. Đạt được cảnh giới tiên căn thì có thể trở thành thành chủ của một tòa cổ thành, xưng bá một phương, cũng giống như một cao thủ vậy. Ở một số tiên môn, đạt được đến cảnh giới này, có thể xuất sư, tự do trong thiên hạ. Người có tuệ căn cho nên có trí khôn, người có mệnh căn cho nên có mệnh sống, người nhất định phải có tiên căn mới có thể bước lên con đường tu tiên. Đây là quá trình mà mỗi một người tu tiên đều phải trải qua, vượt qua linh dẫn, luyện tiên căn, xây dựng thần cơ.
Linh dẫn, chính là người tu tiên thừa hưởng đạo thống của sư tôn, ở trong thân thể tạo ra linh khí dẫn tử. Giống như Phong Phi Vân thừa hưởng chính là đạo thống của yêu tộc Phượng Hoàng, tu luyện ra linh dẫn cũng chính là Phượng Hoàng linh dẫn. Rồi Phong Vạn Bằng, Phong Tùy Vũ tu luyện chính là Đại Kình Phong, thừa hưởng chính là đạo thống của Phong gia, tu luyện ra linh dẫn cũng chính là Đại Phong linh dẫn. Trên cảnh giới linh dẫn gọi là tiên căn. Lúc linh dẫn ngưng tụ xuất hiện linh tính sẽ hội hóa thành bụi cây tiên căn, dựng dục trồng ở trong đan điền của tu sĩ, hấp thụ thiên địa linh khí, trưởng thành khỏe mạnh. Lúc tiên căn hoàn thiện sẽ xảy ra lột xác lần nữa, hóa thành một khối thần cơ. Nếu nói thần cơ chính là khối nền tảng đầu tiên trên con đường tu tiên thì một khi tu luyện thành thần cơ thì người tu tiên coi như là bước vào tiên môn, đan điền chẳng khác nào bàn thạch, linh khí nội liếm, dù cho đối phương đứng trước mặt ta thì hắn cũng không thể nào nhận ra được ta là người tu tiên. Người như vậy cũng chính là người đáng sợ nhất. Linh dẫn, tiên căn, thần cơ chính là ba cảnh giới mà người tu tiên nhất định phải trải qua, mỗi một cảnh giới đều chia làm ba giai đoạn là sơ kỳ, trung kỳ và đỉnh phong. Đương nhiên ở trên thần cơ còn có cảnh giới khác, nhưng mà tu sĩ ở cảnh giới kia đã siêu phàm thoát tục rồi, coi như là đại gia tộc Phong gia tranh bá một phương đoán chừng cũng không có mấy người có thể đạt được đến cảnh giới như vậy, cho dù có cũng là nhân vật lão tổ cấp khác. Một khi vượt qua truyền thuyết thần cơ là có thể thọ hơn 500 năm, thần thông nghịch thiên, hướng thiên đoạt mệnh. Huyết dịch trong người Phong Phi Vân điên cuồng, đen kịt như mực, lâu thật lâu cũng không có yên ổn trở lại. Mà con thanh đồng linh chu kia lại dọc theo huyết quản đi qua tim, thông qua linh dẫn qua lại không ngớt trong đan điền. Con thanh đồng linh chu này thật giống như một chiếc thái cổ thần thuyền trôi lơ lửng trong đan điền, trên thanh quang thì loang lổ nhiều màu, từng đạo cổ văn huyền dị ở phía trên đan vào nhau, trông thật thần bí mà cổ xưa. 18 cây cột sắt trên con thanh đồng linh chu này tràn đầy dỉ xét, dương những cánh buồm vải bố cũng bắt đầu tả tơi, cũng không biết là đã trải qua thời gian bao lâu nữa. Thậm chí ngay cả thánh linh khí mãnh cũng bắt đầu mòn dần, trở nên hoang tàn. Dù vậy vẫn có một luồng uy năng bất diệt kinh hãi lòng người, chớp động ánh sáng rực rỡ vĩnh hằng. Đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân cẩn thận quan sát con linh chu cổ lão này, chính là nó mang hắn từ trên hoàng tuyện lộ dẫn đến nơi này, trong này dám chắc cất giấu bí ẩn không bình thường. Hắn có cảm giác hắn đang bị một người nào đó cưỡng chế bắt buộc đi trên con đường này, mà con đường này hắn cũng không thể không đi. Phía sau con linh chu này có một tay vô hình nào đó, thay đổi sinh mệnh ấn ký của Phong Phi Vân, thay đổi một chút quy tắc giữa thiên địa mới có thể làm cho hắn chết đi sống lại và cùng với linh hồn Phong thiếu gia dung hợp. Hết thảy mọi thứ này đều khẳng định phía sau cất giấu một bí mật to lớn kinh thiên không muốn người nào biết. Rốt cuộc là người nào có bản lĩnh cao cường lớn như vậy? Khẳng định là con linh chu này có liên quan đến, còn có, một con miểu quỷ ban chỉ này nữa. Sau khi con thanh đồng linh chu trầm tịch trong đan điền thì linh khí ở trong thiên địa cũng không điên cuồng vào tới nữa, linh dẫn cuối cùng không hoàn toàn biến thành tiên căn, thế nhưng cách tiên căn cũng chỉ kém có một bước. Không hề nghĩ đến là trong thời gian nhanh như vậy mà đã đạt tới cảnh giới linh dẫn đỉnh phong. Phong Phi Vân mở hai mắt ra, đôi mắt như hai viên hắc sắc chớp động sáng chói, khóe miệng hơi cong lên một chút. Mỗi một tiểu cảnh giới đều là một đạo khảm. Rất nhiều người phải mất mấy năm mới có thể đột phá được từng tiểu cảnh giới, dù cho là Phong Tùy Vũ thiên tài như thế cũng phải mất thời gian một năm trời mới từ linh dẫn trung kỳ đột phá đến linh dẫn đỉnh phong, vậy mà bây giờ lại đứng lại ở linh dẫn đỉnh phong mà không tiến thêm một bước nào nữa hết. Tu đạo nan, tu đạo khổ. Tu đạo khó khăn, tu đạo gian khổ. Chịu được tịch mịch, chịu đựng thử thách, chịu được đày đọa mới có thể trở nên vượt bậc hơn người, trở thành người trong tiên đạo phi thiên độn địa. Bay lên trời, chui xuống đất. Phong Phi Vân đem miểu chỉ ban quỷ thu vào trong lòng ngực, định sau này sẽ từ từ nghiên cứu, đột nhiên cổ hắn chợt lạnh do một luồng hàn khí từ trên đỉnh đầu kéo tới, làm cho nửa người hắn đều bị lạnh cóng. Nguy hiểm! Cơ thể trên mặt đất quay cuồng, tránh xa ngoài 10 trượng hơn. Trên bầu trời đen kịt rơi xuống một cái bóng màu đen làm cho khoảng đất hắn vừa đứng bị nổ ra một cái rãnh sâu khoảng 2 thước. Lửa khói cuồn cuộn. Lá cây trong rừng tung bay phất phới. Vèo. Phong Phi Vân xoay người lại, xích long đoạn đao trong nháy mắt rút ra khỏi bao, tay cầm chuôi đao, hai mắt chăm chú nhìn vào bóng đen kia. Lúc bụi khói tản đi bớt, bóng đen kia dần dần lộ hình dáng ra, là một cổ xe toàn thân màu trắng thông thấu trong suốt, thật giống như ngọc thô chưa mài giũa chạm khắc mà thành.
Trên càng xe đính 9 viên linh đinh, trên mặt in tự dạng nhưng mà thật ra thì do thiên sắc quá mờ nên rốt cuộc không thấy rõ trên mặt khắc chữ gì cả. Lái xe là một ông lão đội cái mũ màu đen, sở dĩ Phong Phi Vân đoán được hắn là một ông lão là bởi vì trên đầu hắn để lộ ra một mớ tóc đã hoa râm, có vẻ hơi khô xác, không hề sáng bóng mà chỉ có tóc của lão nhân mới có thể có hình dạng như thế. Chiếc cổ xe này vậy mà từ trên trời bay xuống nhưng ngay cả một con phi cầm tẩu thú kéo xe cũng không có, như vậy thì chỉ có thể nói người điều khiển chiếc cổ xe này tương đối lợi hại, tu vi đã có thể ngự khí phi thiên. Cường giả như vậy thì đừng nói là thành Linh Châu, dù cho ở Bách Lĩnh quận cũng rất khó gặp được một người như vậy. Lão già lái xe này dĩ nhiên là không có tu vi như thế, như vậy thì đích thị là một người thần bí nào đang ngồi ở trong xe. Phong Phi Vân đứng ngang tàng mà cầm đao. Mặc dù biết đối phương rất cường đại nhưng vẫn không sợ hãi, trong lòng bình tĩnh, định bụng bất cứ khi nào cũng có thể bổ ra một đao. Yên tĩnh thật lâu. Đát đát, cũng không biết bao lâu đã đi qua, lỗ tai của lão già lái xe kia hơi động một chút, tựa hồ nghe người trong xe truyền tin tức gì đó, hắn hơi gật gật đầu sau đó chậm rãi đi xuống khỏi cổ xe, chắp hai tay sau lưng đứng ở thật xa, hình như đang suy nghĩ mà nhìn Phong Phi Vân. Cái mũ màu đen trên đầu hắn cũng không có vén lên nhưng lại làm cho Phong Phi Vân cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc trên người của hắn. Lão già đánh xe này hắn dám chắc là đã gặp qua. Đây là một loại linh giác, với linh giác của Phượng Hoàng thì tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng mà không cho phép hắn tiếp tục phân tích, chiếc cổ xe màu trắng đó vậy mà đột nhiên bay lên cách mặt đất, mang theo tiếng xé gió gào thét thẳng hướng về Phong Phi Vân mà đánh tới. Không có bất cứ dấu hiệu nào. Cổ xe lại với tốc độ nhanh giống như một cơn gió, tấm rèm trong xe bị thổi mở ra một góc, bên trong là một mùi thơm tản mát tỏa ra, hình như là mùi thơm của một loài linh hoa nào đó. Phong Phi Vân vốn luôn chú ý đến cổ xe này, lúc này cổ xe động một cái thì xích long đoạn đao trong tay hắn cũng động theo, hai tay cầm đao, một đao bổ ra ngoài. Lưỡi đao phá vỡ bầu không khí, phát ra thanh âm bong bong. Hôm nay Phong Phi Vân đã đạt đến linh dẫn đỉnh phong. Lực cánh tay của hai tay vô cùng kinh ngạc, hơn nữa còn có xích long bảo đao sắc bén, dù cho là cửa thành huyền thiết kiên cố của thành Linh Châu hắn cũng có thể một đao mà bổ ra. Nhưng mà một đao này mang theo một tảng lớn hồng quang, còn mang theo cả lực bẻ gãy nghiền nát lại giống như bổ vào trên một bức tường thần sơn, một lực mạnh từ trong lưỡi đao truyền tới chuôi đao, rung động quá mức làm cho cánh tay của Phong Phi Vân tê dại. Khanh khách, lưỡi đao cùng với cổ xe va chạm vào nhau, tia lửa bắn tung tóe. Phong Phi Vân thu đao lùi về phía sau, đầu khớp của cánh tay bị chấn động bởi tiếng khanh khách vang dội, đau muốn nứt ra. Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại ra tay với ta? Trên mặt Phong Phi Vân sinh ra vẻ mặt giận dữ, hắn không phải là một người dễ dàng nổi giận thế nhưng đối phương không phân tốt xấu lại đột nhiên đột kích, dù cho là ai gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ tức giận đến chửi má nó. Mới có mấy ngày lại có thể đột phá đến linh dẫn đỉnh phong, thiên tư đúng là thượng thừa. Từ trong cổ xe truyền tới một thanh âm già nua khàn khàn. Thì ra là tiền bối của Ngân Câu Phường. Thanh âm của đối phương làm cho Phong Phi Vân nghe ra được đó chính là lão thái bà của Ngân Câu Phường. Tu vi của lão thái bà này sâu không lường được, một tiếng thanh âm của tỷ bà là có thể đem tam gia giết chết, thực lực so với Phong Phi Vân bây giờ cường đại hơn trăm lần, dĩ nhiên đối với nàng Phong Phi Vân rất cung kính, dù sao nàng chính là lão nhân gia. Đương nhiên ngay cả mặt của nàng Phong Phi Vân cũng chưa từng thấy, chỉ mới dựa vào suy đoán mà cho rằng nàng là một bà lão, nói không chừng nàng còn là một mỹ nhân phong nhã tài hoa tuyệt thế. Tiền bối, hắc hắc, đối phương hình như có chút không vui, thanh âm có chút rất khác thường. Phong Phi Vân không chịu nổi thanh âm âm dương quái khí như thế này, nói. Nếu như tiền bối không thích tiếng xưng hô này, vậy ta gọi người là lão bà vậy. To gan, Phong Phi Vân. Người biết người ở đây là đang nói chuyện với người nào hay không? Trịnh Đông Lưu lột cái mũ màu đen trên đầu xuống, tím mặt nổi giận nói. Phong Phi Vân dường như đã sớm đoán ra được đó là hắn, chẳng chút nào bất ngờ, nhẹ nhàng cười nói. Ta gọi nàng một tiếng lão bà đó là đã nể mặt lão nhân gia ấy, nếu gia tộc Ngân Câu đè ép ta, bổn thiếu gia ta cũng không kiêng cữ gì. Kiếp trước Phong Phi Vân chính là tộc trưởng yêu tộc Phượng Hoàng. Đại nhân vật gì mà chưa từng thấy qua, nếu không phải vị lão bà này giúp hắn chém chết tam gia thì hắn căn bản là không cần phải cung kính đối với nàng như vậy. Kính cô nương,
người bất giận, không cần phải tranh chấp với một tên phóng đãng quần là áo lượt kém hiểu biết này. Trịnh Đông Lưu hết sức lo sợ, trực tiếp quỳ sát xuống mặt đất, rất lo người con gái trong xe giận dữ, như vậy thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Kính cô nương. Nhất thời Phong Phi Vân ngây người ra, một lão thái bà 80 tuổi vậy mà gọi là cô nương, mẹ kiếp, Trịnh Đông Lưu này quả thật là buồn nôn. Phong Phi Vân tự nhận là năng lực chịu đựng trong lòng hoàn toàn mạnh mẽ nhưng vẫn không có trình độ cường đại đến mức kêu một lão thái bà là cô nương, công phu nịnh hót của Trịnh Đông Lưu này cũng không tệ à. Phong Phi Vân hung hăng hướng về mặt đất khạc một bãi nước miếng nhỏ, lúc này thật sự rất là buồn ói. Bộp bộp, tiếng vỗ tay trong trẻo trong cổ xe vang lên. Tiếp theo một cánh tay hết sức nhu mỹ vén tấm rèm lên, hiện ra rõ ràng đó là một cánh tay thon thon, khăn che mặt màu trắng, thân ảnh yểu điệu. Đông Phương Kính Nguyệt đi ra, mang trên mặt cái khăn che mặt màu trắng, trên khăn che mặt còn có thêu một con tiểu hồ điệp màu xanh nhạt trong rất sống động, thật giống như linh tính mãi mãi vậy. Cánh tay trắng ngọc ngà ôm một chiếc đàn tỳ bà màu đỏ, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng khẩy khẩy dây đàn, một đôi mắt trong suốt mang theo một nụ cười nhìn chằm chằm Phong Phi Vân tựa như là đang suy nghĩ điều gì vậy. Đây tuyệt đối là một người con gái đẹp làm cho người khác phải hít thở một cách khó khăn, cho dù vẫn còn mang khăn che mặt nhưng cũng không cách nào che giấu được vẻ đẹp của nàng. Đây chính là một mỹ nữ từ trong ra ngoài, mang theo hơi thở cao quý thánh thiện. Thân phận của nàng tuyệt đối không đơn giản. Luồng khí phách kia tuyệt đối không phải là con gái nhà bình thường có thể học được. Con mắt của Phong Phi Vân trợn tròn, cả người cứng ngắc nhìn Đông Phương Kính Nguyệt đang từ trên cổ xe bước xuống, giống như là thất quỷ vậy, cơ thể bắt đầu run rẩy, nắm tay không kìm được siết chặt phát ra thanh âm khanh khách. Bây giờ trái tim của hắn giống như là quyện đao lại, huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Thiên hạ tại sao có thể có hai nữ nhân có khí chất giống nhau như vậy? Quả thực là Đông Phương Kính Nguyệt ở trước mắt giống Thủy Nguyệt Đình như đúc, giống như Hàm Yên xuất trần vậy, thánh thiện mờ ảo như nhau. Thù hận lên men ở trong lòng sau đó biến thành từng đợt sóng lớn ngập trời, chìm ngập trong hai mắt hắn, bao phủ lý trí của hắn. Hàm răng của Phong Phi Vân cắn chặt, ngực đau đến co giật, hét lớn một tiếng. Thủy Nguyệt Đình, đừng tưởng rằng cô mang cái khăn che mặt đó thì ta không nhận ra cô, tình thù kiếp trước ân oán kiếp này, chúng ta không chết không thôi. Tiện nhân, chết cho ta. Đông Phương Kính Nguyệt bị tiếng giống này của Phong Phi Vân làm cho hơi sững sờ, tâm trạng hơi chấn động một chút, có thể cảm giác được lúc này Phong Phi Vân đang hận thù vô tận, hận thù xen lẫn bi ai mà thống khổ. Đây là do hận một người biết bao nhiêu mới có thể nhớ mãi không quên như vậy, mới có thể làm cho lý trí của một người mất đi như thế. Thế nhưng, Thủy Nguyệt Đình là ai? Đông Phương Kính Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Chăm chú nhìn thật kỹ giống như một vị tiên nữ dáng trần đứng kiên định ở đó, trong lòng tràn đầy khó hiểu, ý nghĩ thù hận của Phong Phi Vân tại sao lại nhằm vào nàng. Quyền phong đã như thanh kiếm đập thẳng vào mặt. Đôi mắt tuyệt đẹp của Đông Phương Kính Nguyệt có hơi ngẩng lên, vẫn chưa có phản ứng đã đối mặt với Phong Phi Vân đang xung phong liều chết lao tới, vung mạnh một quyền, bên phải nhào đến một quyền nữa, làm cho nàng bị quật ngã trên mặt đất. Đàn tỳ bà màu đỏ nàng đang ôm trong tay đều bị Phong Phi Vân đá bay ra ngoài. Một quyền này thật sự là quá bất ngờ, làm cho hàm của Trịnh Đông Lưu thiếu điều muốn rơi xuống đất. Xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Một người nam nhân nếu như chết ở trong tay của một người nữ nhân mà hắn yêu nhất, như vậy thì tất cả tình yêu đều sẽ chuyển hóa thành hận thù. Phong Phi Vân vốn cho rằng cả đời này hắn cũng không thể gặp lại Thủy Nguyệt Đình thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể gặp lại nàng, một màn gặp nhau như thế này so với bọn họ trước đây thì lại giống như đúc. Thủy Nguyệt Đình cưới Cố Nguyệt Hương Sa bay từ trên trời xuống, sau đó dịu dàng vén màn xe lên, từ trong Hương Sa nhẹ nhàng đi xuống, đứng ở trước mặt hắn, hạnh mục hàm yên xinh đẹp như trăng sáng. Một khắc kia Phong Phi Vân liền cảm thấy đó là lần đầu tiên hắn cảm giác được mình có cảm giác của nhịp tim. Đông Phương Kính Nguyệt cũng như vậy, tưởng tượng ánh mắt của hai bọn họ đều như vậy, khí chất hai người đều giống nhau như vậy, mỗi một tấc mi mắt hay mỗi một cọng long mi cũng đều giống nhau như đúc. Thiên hạ tại sao lại có thể có hai mỹ nhân giống nhau đến như thế? Trong lòng Phong Phi Vân đối với Thủy Nguyệt Đình chính là ý nghĩ căm hận cùng với yêu thương nồng nàn, nếu không như vậy thì khi nhìn thấy Đông Phương Kính Nguyệt thần tình hắn cũng không có kích động như vậy, cũng sẽ không có nhận lầm người. Mà lúc này lại biết được một khi Đông Phương Kính Nguyệt truy sát thì trời cũng không có đường đi mà xuống đất cũng không có cửa vào. Phong Phi Vân đã chạy 3 ngày 3 đêm, ngay cả mắt cũng không có khép lại,
hai chân lại càng không có dừng lại chút nào, hắn lúc này vừa mệt, vừa khốn khổ, vừa khát, vừa đói thế nhưng hắn vẫn không dám dừng lại. Chắc chắn Đông Phương Kính Nguyệt đuổi theo rất sát, một khi hắn dừng lại cũng rất có thể sẽ bị nàng đuổi theo kịp. Một khi bị nàng đuổi theo kịp, Phong Phi Vân sợ là lại phải chết trong tay của nữ nhân một lần nữa, đây là chuyện mất mặt đến giường nào. Ba ngày qua, Phong Phi Vân ngày đêm không ngừng lẫn trốn, với sức lực chân của hắn sợ là đã chạy hơn 1.000 dặm đường, nếu như là người bình thường thì đâu thể nào đuổi theo kịp thế nhưng Đông Phương Kính Nguyệt lại không phải là người bình thường, nàng tu luyện thiên lý mục, linh thông nghe được trăm dặm, dù cho hai con kiến đánh nhau ngoài ngàn dặm cũng không thể gạt được ánh mắt của nàng. Mẹ kiếp, tính tình của nữ nhân này lật mặt còn nhanh hơn so với lật sách, không phải là nhận nhầm người, không phải ở trên đầu nàng đánh một quyền, không phải mắng nàng một câu tiện nhân, ta cũng đều không muốn. Ai kêu nàng cùng với Thủy Nguyệt Đình giống nhau như vậy? Phong Phi Vân cũng không biết mình chạy trốn tới nơi nào, dù sao đã trốn ra khỏi ranh giới của thành Linh Châu, sau khi xuyên qua một dãy núi non trùng điệp tuyết phong thì trước mắt hắn hiện ra một dòng sông lớn chảy xiết. Dựa theo tiếng nước chảy, Phong Phi Vân đi tới bờ sông, nhìn cái bóng của chính mình trong sông quả thật là xa xút kinh khủng, cùng với một tên ăn mày cũng không có khác nhau là mấy. Hắn thậm chí có chút không dám tin người này là chính mình. Trên đường chạy trốn ba ngày nay làm cho y phục hoa lệ trên người Phong Phi Vân trở nên rách nát, tả tơi, búi tóc trên đầu cũng rơi xuống làm cho tóc tai bù xù dính đầy bụi đất và lá cây. Đôi giày nạm vàng mang trên chân cũng không biết từ lúc nào đã ném mất. Vẻ mặt anh Tuấn bất phàm bây giờ cũng dính đầy bùn như đen xì, thật giống như từ trong một hố đất mà bò ra vậy. Loảng xoảng. Phong Phi Vân cầm xích long bảo đao vứt sang một bên, sau đó ngồi xổm người xuống, từ trong dòng sông vốc lên một bụng nước ở chỗ nước hõm vào, điên cuồng uống vào, lại đem những vết bẩn trên mặt rửa sạch sẽ rồi mới xách xích long bảo đao rồi đứng thẳng người lên. Lúc này bóng đêm đã bao phủ rất dày, khói sóng trên sông lớn đã mênh mông. Một luồng sương mù màu xanh từ trong nước sông dâng lên làm cho người ta không nhìn thấy rõ bờ đối diện bên kia sông. Hiu! Một tiếng gió rít trong trẻo từ trong màn trời vang lên, mặc dù vẫn còn ở ngoài trăm dặm nhưng vẫn có thể nghe được trong tiếng gào có sát khí, làm cho bầu không khí đột nhiên đều trở nên lạnh như băng mấy phần. Một vầng ngọc bàn từ trong ánh trăng trên sơn lĩnh chậm rãi dâng lên chiếu rọi ra ánh sáng trong trẻo. Không, đây không phải là ánh sáng mặt trăng. Đây là một cái kính tử bay ở trong không trung. Hạo Thiên Linh Kính, Đông Phương Kính Nguyệt đuổi theo tới. Đây là một cái kính tử cấp bậc linh khí, chính là linh thông do Đông Phương Kính Nguyệt sử dụng đến, một khi bị ánh sáng của kính tử chiếu đến, nàng sẽ lập tức biết được chỗ ẩn thân của Phong Phi Vân. Dù cho chạy ra khỏi ngoài ngàn dặm đều có thể bị nàng đuổi theo. Cho nên đó là lý do vì sao Phong Phi Vân không cách nào chạy trốn khỏi sự đuổi giết của Đông Phương Kính Nguyệt. Gặp phải Hạo Thiên Linh Kính này chiếm nguyên nhân rất là lớn. Đây chính là một món linh khí thứ thiệt đã có linh tính. Một món linh khí nhưng lại có thể xử tử đối phương, quét sạch trên dưới và bốn phương, một khi làm cho linh khí được thức tỉnh hoàn toàn thì một kích có thể hủy diệt một tòa cổ thành mấy chục vạn người. Đông Phương Kính Nguyệt đứng ở trên đỉnh cao của một tòa được bao phủ bởi băng tuyết, tay ôm tỳ đàn màu đỏ, bạch y nhẹ nhàng. Ngón tay nhẹ nhàng duỗi một cái thì tràn ra từng tia linh yên màu trắng làm cho uy lực của Hạo Thiên Linh Kính tỉnh lại thêm một chút nữa. Mặc dù chẳng qua chỉ là tỉnh lại một chút uy linh khí nhưng lại trấn áp mãnh thú sơn gian quỳ mọp xuống, cá lội trong sông lớn cứng còng. Đây chính là uy lực của linh khí, mặc dù chẳng qua chỉ một chút nhưng cũng có thể phá hủy một ngọn núi cao, trấn áp hàng vạn sinh linh không dám nhúc nhích. Đây là gặp phải chuyện gì đây, vốn là ta dẫn người tiêu diệt Ưng Chảo Bang. Hẳn là trở thành anh hùng của thành Linh Châu, vạn chúng sẽ chú ý đến hảo nam nhi này đây, trở thành một trong 10 thanh niên kiệt xuất trong Nam Thái Phủ. Khụ khụ, những thứ phong hào này vốn đều là của ta. Nhưng mà không ngờ chọc đến Đông Phương Kính Nguyệt, lần này có nhà không thể về, chỉ có thể bỏ mạng nơi chân trời mà thôi. Đông Phương Kính Nguyệt chính là đại nhân vật của gia tộc Ngân Câu, gia tộc Ngân Câu này chính là một trong tứ đại quý tộc cao cấp nhất của Vương Triều Thần Tấn. Chọc phải gia tộc Ngân Câu tưởng như chính là chọc phải Diêm Vương gia. Phong gia tuy là cường đại nhưng mà cũng chỉ có thể xưng bá ở Nam Thái Phủ, căn bản không cách nào so sánh cùng với gia tộc Ngân Câu. Nếu như Phong Phi Vân muốn quay về Phong gia tìm kiếm sự che chở, vậy nói đơn giản chính là người ngốc nói mê. Gia tộc Ngân Câu một khi tạo áp lực nói không chừng cao tầng của Phong gia còn có thể sai phái cường giả đi truy bắt Phong Phi Vân,
dù sao thì nhân vật thế hệ trước của Phong gia cũng không dám đắc tội với gia tộc Ngân Câu, hy sinh một người con cháu trẻ tuổi để lấy lòng gia tộc Ngân Câu thì hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa Đông Phương Kính Nguyệt tu vi tự thân đã mạnh đến dọa người, trong nháy mắt cũng có thể tiêu diệt hết các cao thủ cảnh giới tiên căn, lúc đó nếu không phải nàng hơi thất thần cũng không thể nào bị Phong Phi Vân đánh một quyền làm cho nằm dạp trên mặt đất. Đây quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã mà, lại có thể bị một người ăn chơi trác táng ở cảnh giới linh dẫn đỉnh phong đánh một quyền nằm dạp xuống đất, Đông Phương Kính Nguyệt dù cho tâm tình đã thấu triệt đạo lý huyền diệu cũng phải tức giận đến mức thiếu chút nữa thổ huyết, thể sống thể chế phải đem tên Phong Phi Vân vô liêm sĩ này tiêu diệt đi, như vậy mới có thể rửa sạch được nỗi nhục trong lòng. Ở trong tu tiên giới có hai thứ có thể trong nháy mắt làm cho bằng hữu trở thành kẻ thù, một là quyền lợi, một là thể diện. Chỉ cần là người có danh vọng đều xem thể diện còn quan trọng hơn so với tính mạng, địa vị càng cao, thể diện cũng càng đáng giá. Đông Phương Kính Nguyệt tuy là cũng không quan tâm đến thể diện của bản thân cho lắm, thế nhưng không duyên cớ gì tự dưng lại bị Phong Phi Vân đánh một quyền ở trên đầu như thế thì đã đủ để làm cho nàng phát điên lên. Hạo Thiên Linh Kính treo trên không, bay trên trời cao thật giống như một vầng trăng sáng chiếu rọi khắp một vùng trong chu vi trăm dặm, chiếu sáng như ban ngày vậy. Phong Phi Vân biết dù thế nào cũng không thể bị Hạo Thiên Linh Kính chiếu trúng, lúc ánh sáng của Linh Kính rơi xuống hắn liền phi thân nhảy một cái, nhảy xuống dòng sông lớn tạo ra một mảng lớn bọt nước rồi chìm vào trong đáy của dòng sông lạnh buốt thấu xương. Phù phù phù, cơ thể hoàn toàn mất hẳn trong nước. Vèo, một bóng hình xinh đẹp màu trắng từ trên bầu trời bay xuống, đứng ở trên phiến lá cỏ lau cạnh bờ sông, một tay ôm cây đàn tỳ bà đỏ thẫm, một tay nâng lấy Hạo Thiên Linh Kính. Mắt nhìn chằm chằm vào dòng sông đang chảy cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy sự lạnh nhạt. Y phục trên người Đông Phương Kính Nguyệt ở trong gió đêm phất phới thật giống như cánh của bạch hồ điệp, phát ra thanh âm lạnh rung người. Phong Phi Vân, ngươi trốn không thoát đâu. Lúc trước Đông Phương Kính Nguyệt thấy Phong Phi Vân là một nhân tài tuyệt đỉnh nên muốn thu hắn làm người của mình, thế nhưng sau đó lại xảy ra chuyện đại ô long như thế nên trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt đối với hắn thủ sâu như biển, muốn đem tên khốn này bầm thây vạn đoạn. Dáng người nàng cao gầy hết sức ôn nhu, chập đạp hư không, ở trên khói sông mênh mông trên mặt nước sông lớn mà đi dạo, bước chân nhìn có vẻ thong thả nhưng mà mỗi một bước lại đi xa chừng mười mấy trượng, vừa thần dị vừa làm cho người ta cảm thấy điều đó rất đẹp. Đây là thần thông lăng không hư độ, dù cho những tiền bối cường giả tu luyện nhiều năm cũng không nhất định có thể đạt được cảnh giới như thế. Đông Phương Kính Nguyệt tuyệt đối được coi là anh tài đứng đầu trong thế hệ trẻ. Về phía cái loại hóa sắc như Phong Tùy Vũ thì ngay cả một sợi tóc của nàng cũng thua kém. Con sông lớn này xuyên suốt toàn bộ Nam Thái Phủ, tên là Thông Lương Hà, chính là con sông lớn nhất của Vương Triều Thần Tấn, xuyên suốt qua 9 quận nha, dài đến 8 vạn lý, đường sông cực kỳ rộng rãi dù cho chỗ hẹp nhất cũng rộng khoảng 10 dặm, liếc nhìn lại không thấy được bờ đối diện. Thông Lương Hà dưới màn đêm thật giống như một con đại long uốn lượn, sóng lớn cuồn cuộn như phát ra tiếng giống giận. Bá. Tiếng nước vang động ở một chỗ bên cạnh một đường sông rộng rãi, một bóng người màu đen từ trong nước lặng lẽ bò lên bờ. Trải qua bài học kinh nghiệm lần này chứng minh đầy đủ rằng từ nay về sau chính là bớt trêu chọc nữ nhân thì tốt hơn. Phong Phi Vân vận linh khí trong thân thể, lấy quần áo đầm trong nước đem đi phơi khô, trong lòng vui mừng vì nếu như lúc nãy trốn chậm nữa bước nói không chừng sẽ bị Đông Phương Kính Nguyệt đuổi theo kịp. Nữ nhân này tu vi quá cao hơn nữa còn nắm giữ một món linh khí dù cho tu sĩ thế hệ trước đoán chừng cũng sẽ bị nàng đánh thành từng mảnh vụn. Xem ra nhất định phải nhanh chóng đem linh khí và linh tính trong xích long đoạn đao rút ra để cho miểu quỷ ban chỉ tiến hóa thành linh khí, chỉ cần ta nắm trong tay một món linh khí thế thì cũng có thể có khả năng chống lại với Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân nghĩ như thế. Nhưng mà Đông Phương Kính Nguyệt căn bản cũng không cho hắn cơ hội tế luyện linh khí. Hạo Thiên Linh Kính lại mọc lên chẳng khác nào trăng sáng treo trên bầu trời. Lại đuổi tới. Nữ nhân này cũng không ngại mệt mỏi, cuống cuồng mà. Phong Phi Vân giẫm giẫm chân rồi lại trốn vào trong rừng cây, dọc theo bờ sông mà băng băng chạy trốn, có lẽ trốn xa được hơn mười mấy dặm. Trên mặt sông mênh mông đột nhiên truyền đến tiếng người lanh lảnh, còn có một ngọn đèn màu xanh biếc treo ở giữa lòng sông. Đó là một con thuyền làm bằng sắt màu đỏ to lớn, dài đến mấy trăm trượng. Cao gần 18 trượng đang đi chậm rãi trên mặt sông, trên chiếc thuyền lớn trôi lơ lửng có một số lớn đèn lồng, trên đèn lồng in hai chữ Phụng Thiên thật to. Tuy là ánh sáng của đèn lồng giống như đóm lửa thế nhưng trên thuyền lại múa hát tưng bừng,
trong lúc mơ hồ có thể nghe được tiếng đàn cùng với chuông nhạc đang hòa tấu làm cho người ta không khỏi suy đoán chủ nhân của thuyền lớn như vậy rốt cuộc là một người như thế nào. Phong Phi Vân ngừng chạy trối chết, nhìn chằm chằm chiếc thuyền to đang ở giữa lòng sông, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Đêm xuống, sương mù dày đặc, mọi thuyền bè đi trên thông Lương Hà đều đi với tốc độ rất chậm, dù sao thì trên sông lớn nguy hiểm rất nhiều, nếu như vào đêm mà tàu thuyền đi vội thì rất có thể xảy ra sự cố. Con thuyền to này cũng không ngoại lệ nên đi chậm rãi ở trên mặt nước, dù vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy đại khí rất dồi dào, thật giống như một con thiết thủy quái to lớn đang lồng lộn ở trên mặt nước. Đây là một chiếc Hồng Nha phi hạm được một tay đại luyện khí sư tiêu hao nghìn vạn cân linh tài hiếm có, trải qua mấy trăm năm mới có thể chế luyện thành công. Có thể chở gần vạn người, hấp thụ năng lượng huyền dương tinh hoa của mặt trời mà một ngày có thể đi được 3 vạn dặm. Tìm toàn bộ Nam Thái phủ hết thảy cũng không ra được 10 chiếc Hồng Nha phi hạm như thế này, đó cũng không phải nói là những đại gia tộc kia chế luyện không được Hồng Nha phi hạm, dù sao thì gia tộc cấp bậc như Phong gia xuất ra nghìn vận cân linh tài cũng không phải việc khó thế nhưng Phong gia vẫn không có một con thuyền Hồng Nha phi hạm nào. Muốn chế luyện Hồng Nha phi hạm cũng không phải là do vật liệu khó thu thập mà là do đại luyện khí sư khó tìm. Luyện khí sư có thể nói là một trong những nghề nổi tiếng nhất ở Vương Triều Thần Tấn. Cùng với ngự thú sư, đan dược sư, tầm bảo sư, trí sư cũng được gọi là năm đại huyền sư. Nói cách khác, một khi trở thành một trong năm loại huyền sư thế thì bất luận là đi đến nơi nào cũng đều sẽ có cơm ăn, môn phái tu tiên với gia tộc tu tiên rất cường đại đối với ngũ đại huyền sư này cũng tôn sùng họ là tân khách trường lão. Giống như quốc sư đương triều của Vương Triều Thần Tấn cũng là một vị đại đan dược sư tam phẩm, ngay cả tấn đế cũng phải gọi hắn là thượng sư. Như vậy có thể thấy được địa vị rất cao của ngũ đại huyền sư. Luyện khí sư chia là 3 cấp bậc, luyện khí học đồ, luyện khí sư, đại luyện khí sư. Mỗi một cấp bậc lại chia làm 9 đẳng cấp. Muốn trở thành một người luyện khí sư ưu tú đòi hỏi tương đối khắc nghiệt, không chỉ cần phải có tu vi cao thâm, càng cần hơn nữa là nghiên cứu trận pháp chuyên sâu, linh tài, hỏa diễm. Nếu muốn trở thành một đại luyện khí sư thì càng thêm phần khó khăn. Nhất định phải chế luyện ra một món linh khí thì khả năng năng lực luyện khí mới nhận được thừa nhận của vạn tượng tháp, mới được phong làm đại luyện khí sư. Cửa ải này đã làm cho vô số luyện khí sư đều bị chặn lại ở ngoài cửa, cho nên cả Nam Thái phủ chiếm giữ hàng tỷ sơn hà, nhân khẩu đạt trên 100 ức nhưng đại luyện khí sư hết thảy cũng chỉ có 2 người. Số lượng đại luyện khí sư rất ít, đây cũng là nguyên nhân thực sự dẫn đến số lượng của Hồng Nha phi hạm cũng thưa thớt. Có thể cưỡi Hồng Nha phi hạm thì địa vị của chủ nhân chiếc thuyền lớn này không thể nào không cao. Đông Phương Kính Nguyệt tuy là cường đại nhưng hẳn là không dám xông lên Hồng Nha phi hạm. Phong Phi Vân lại nhảy vào dòng sông lạnh như băng, lặn về hướng Hồng Nha phi hạm đang ở giữa dòng sông lặn mà đi đến. Mặc dù Đông Phương Kính Nguyệt mang theo một món linh khí chiến uy hiển hách, đàn áp một phương nhưng mà uy lực Hồng Nha phi hạm cũng to lớn vô cùng, khắc lục 18 tòa công trận, 18 tòa thủ trận. Mỗi một tòa trận pháp đều cao thâm so với đạo thuật của một người tu tiên, sức chiến đấu tuyệt đối không thể yếu so với một món linh khí, lực phòng ngự càng hết sức kinh người, dù cho là linh khí cũng chưa chắc có thể công phá được. Trên Hồng Nha phi hạm không hề có treo bất kỳ cánh buồm nào, nhưng mà phía trên mũi thuyền lại có một viên linh văn to lớn treo lơ lửng tạo thành một trận đồ bái quái huyền không giữa trời, giữa trận đồ là một linh quang la bàn chỉ hướng đi cho Hồng Nha phi hạm. Mỗi lần đến chỗ ngoặt của sông lớn thì linh quang la bàn lại nở rộ rồi sau đó sẽ thay đổi hướng đi của Hồng Nha phi hạm. Đại trí sư Cảnh Phong đã có thể tìm được hướng của Thiên Vũ thần nữ chưa? Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, thân cao 3 thước, người mặc thiết giáp ô quang thật dày đang cung kính quỳ dưới chân của đại trí sư Cảnh Phong, có vẻ thành kính vô cùng. Có một ông lão cả người mặc trường bào màu đen đang đứng trên mũi thuyền, thân cao cũng chừng 3 thước, nhưng lại có vẻ gầy khô như gỗ. Da vẻ vàng vọt đầy nếp nhăn, trên mặt rúm gió hiện ra một đôi mắt sáng ngời tựa như những hàn tinh trên bầu trời đêm. Lông mày của hắn, tóc rồi râu ria đều đã bạc trắng hết, tóc trắng thật dài buông thẳng xuống tới đất, lông mày màu trắng dài cũng khoảng 3 thước chập chờn ở trong gió, râu bạc trên cằm thật giống như đuôi bạch mã đong đưa lung lay. Trong tay gầy đét của đại trí sư Cảnh Phong cầm một con vu bồn được chế ra từ lò nung đất, hình trạng tứ phương. Phía trên điêu khắc từng dòng văn lộ cùng với dấu hiệu cổ quái, trong thiên hạ cũng chỉ có vị đại trí sư này mới có thể đọc được. Đôi mắt già dặn của đại trí sư Cảnh Phong tràn đầy hào quang trí tuệ, giống như có thể thông suốt mọi thứ trên thế gian này, hướng về phía vu bồn nhìn một chút,
còn người hiện lên vẻ vui mừng, nói. Trời giúp đỡ cho Phụng Thiên Bộ ta, Thiên Vu thần nữ ở phương nào? Đại sư Cảnh Phong vẫy vẫy áo bào màu đen, ở giữa ngón tay sinh ra một ánh sáng màu đen bay ra ngoài thật giống như một luồng lưu tinh bay ra phá vỡ không trung vậy, ngón tay chỉ về một phương giữa bầu trời mênh mông. Cái hướng kia chính là Thành Linh Châu, chẳng lẽ Thiên Vu thần nữ ra đời ở Thành Linh Châu? Vẻ mặt của toàn bộ mọi người trên Hồng Nha Phi Hạm đều bị kích động, vẻ mặt mang sự thành kính cùng quỳ xuống ở trên bong thuyền, không ngừng quỳ lại về hướng Thành Linh Châu. Đông, đông, đông. Mấy ngàn người cùng lúc quỳ xuống đất mà vái lại, tuyệt đối là cảnh tượng hùng tráng. Những người này mỗi người thân đều cao ba thước, cánh tay to lớn chẳng khác nào thùng nước, so với người bình thường thì uy mãnh cao lớn hơn, đặc thù này thuộc về tộc quần Cổ Cương tộc. Cổ Cương tộc là một chủng tộc khổng lồ, nằm ở phía tây Cổ Cương phủ của Vương Triều Thần Tấn, Cổ Cương phủ cùng với Nam Thái phủ rất giống nhau, đều là một trong 8 đại phủ nha của Vương Triều Thần Tân, cách xa so với Thành Linh Châu hơn 10 vạn dặm. Người Cổ Cương thờ phụng đại thần Thiên Vu, sống ở giữa hồng hoang đại trạch, đánh lửa, ăn lông ở lỗ, tuy sinh ra với dáng dấp như loài người nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn, thân hình dũng mãnh. Có rất nhiều đại gia tộc đều có chuyên môn đi đến Cổ Cương phủ bắt người Cổ Cương, thuần dưỡng bắt làm đầy tớ. Có thể nói người Cổ Cương mặc dù là một chi của loài người, hơn nữa trời sinh sức mạnh ghê gớm, thế nhưng lại tồn tại vô số nô lệ Cổ Cương ở Vương Triều Thần Tấn, bị các đại gia tộc và quý tộc thuần dưỡng thành nô lệ chiến đấu. Người Cổ Cương chiếm giữ một phủ làm địa bàn, tổng cộng có 3 bộ tộc lớn là Phụng Thiên Bộ, Ám Vực Bộ, Thiên Vu Bộ. Đại Chí Sư Cảnh Phong chính là lãnh tụ tinh thần của Phụng Thiên Bộ, đã sống đến 484 tuổi, không tới mấy năm nữa sẽ suy yếu, hai tay buông xuôi cho nên trước lúc này hắn nhất định phải tìm được một truyền nhân thay thế vị trí của hắn, lãnh đạo Phụng Thiên Bộ tiếp tục phát triển phồn thịnh hưng vượng. Mà người này chính là Thiên Vu thần nữ. Trong truyền thuyết thần hóa của người Cổ Cương, Thiên Vu thần nữ là một người con gái, cách mỗi vạn năm mới có thể luân hồi một lần ở trong cuộc sống. Một khi Thiên Vu thần nữ sinh ra cũng sẽ báo trước nghênh đoán một thời đại mới hoàn toàn của Cổ Cương tộc. Thiên Vu thần nữ có truyền thừa giáo hóa, truyền thụ sứ mệnh vu điển. Một khi Thiên Vu thần nữ trưởng thành đến 14 tuổi, trong thân thể sẽ sinh ra cây vu thần nên sẽ được đại bộ phận trí sư cảm giác được. 10 ngày trước, trí sư của 3 bộ lạc lớn của Cổ Cương tộc cùng lúc cảm nhận được khí tức của cây vu thần nên mỗi người đều dẫn hàng loạt cường giả đi tìm kiếm Thiên Vu thần nữ. Tin tức lớn như vậy đã làm cho toàn bộ tu tiên giới của Vương Triều Thần Tấn cũng bị kinh động, các đại gia tộc cùng với các môn phái cũng đều phái cao thủ âm thầm đi theo cường giả của 3 đại bộ tộc này, muốn dò thám xem rốt cuộc bọn họ đang tìm cái gì. Phụng Thiên Bộ có Hồng Nha Phi Hạm nên một ngày có thể đi được 3.000 dặm, hơn nửa Cảnh Phong đại trí sư trí tuệ lại cao thâm nên đã dẫn đầu cường giả Phụng Thiên Bộ đi tới nơi này, tìm được chỗ ở chính xác của Thiên Vu thần nữ. Thiên Vu thần nữ đang ở Thành Linh Châu. Phong Phi Vân lợi dụng bóng đêm đi dọc theo mạn thuyền, len lén bò lên Hồng Nha Phi Hạm, tức khắc bị màn trước mắt làm cho hoảng sợ, mẹ kiếp, mấy nghìn người cùng quỳ gối dưới bong tàu, hướng về phương xa mà quỳ lại, đây là tình huống gì đây? Những người này cùng nhau quỳ lại, bên mép còn lẩm bẩm cái gì đó không ngừng, may là bọn họ đang quỳ mọp về hướng kia vừa đúng lúc Phong Phi Vân bò lên thuyền theo hướng ngược lại, nếu không Phong Phi Vân nhất định sẽ bị bắt ngay tại trận. Phong Phi Vân mặc kệ những người này làm gì, từ sau lưng bọn họ nhẹ nhàng bay qua, thâm nhập vào một cánh cửa sắt, trốn trong một kho hàng mà thức ăn được chất đống. Chạy trối chết suốt 3 ngày, Phong Phi Vân thật sự mệt đến ngất ngư, tuy là tinh thần mệt mỏi không chịu nổi nhưng hắn vẫn không dám nghỉ ngơi, ngồi ở một góc đen như mực của kho thóc trên thuyền lấy ra miểu quỷ ban chỉ cùng với xích long đoạn đao rồi chia ra nắm ở hai tay trái phải. Bà nương Đông Phương Kính Nguyệt này rất thông minh. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến được Hồng Nha Phi Hạp, Phong Phi Vân cũng không thể ngồi chờ chết, chỉ có đem linh tính cùng với linh khí trong xích long đoạn đao rút ra rồi truyền vào trong miểu quỷ ban chỉ làm cho miểu quỷ ban chỉ trở thành một món linh khí thực sự. Chỉ có nắm chắc một món linh khí như vậy thì hắn mới có khả năng có thể bảo toàn được tính mạng. Trời đất bị đêm tối bao phủ, bọt sóng trên thông lương hà vỗ vào mạn thuyền Hồng Nha Phi Hạm tạo ra rất nhiều tiết tấu va chạm. Trong đan điền Phong Phi Vân toát ra ánh sáng màu xanh, hình dạng giống như một chiếc cổ thuyền màu xanh to bằng một nắm tay trôi dạt trong dạ dày. Ở cổ thuyền màu xanh có một tia linh khí dẫn động xuống phía dưới, tỏa ra khí tức thánh linh.
Xích Long đoạn đao vốn được Phong Phi Vân nắm ở bên tay phải chợt rung động lên, một tia linh tính ở trong thân đao vốn trầm tịch đã được kích hoạt, một luồng linh khí màu đỏ đi xuyên qua thân đao bay ra ngoài. Loảng xoảng. Xích Long đoạn đao nặng đến 240 cân lần nữa bị gãy, chia làm hai đoạn, một con xích long dài như một bàn tay vọt ra. Con xích long này chính là do linh khí và linh tính ngưng kết mà thành, trộn lẫn hỗn độn với nhau, mờ ảo như khói, đầu rồng chỉ to như đầu ngón tay người thôi, hai mắt trợn trừng. Ngao. Xích long nhẹ giọng gào thét, thanh âm trầm thấp chẳng khác nào tiếng kêu của côn trùng nên cũng không làm kinh động đến những chiến sĩ cổ cương kia đang ở ngoài khoang thuyền. Ở quanh người của Phong Phi Vân mà bay lượn ba vòng rồi bỗng nhiên trùng nhập vào trong miểu quỷ ban chỉ đang ở giữa tay của Phong Phi Vân. 3. Thanh âm rồng gào thét dần dần mất hẳn, biến mất ở trong miểu quỷ ban chỉ. Sau khi luồng linh tính và linh khí kia trùng nhập vào trong miểu quỷ ban chỉ thì một luồng ánh sáng màu đỏ từ bên trong nở rộ phóng ra ngoài, tiếp theo bảy văn tự cổ lão trên vách ban chỉ lại lần nữa chuyển động đi lại, nổ bắn ra từng tảng linh quang lớn. Hiện ra bảy bức đồ quyển cổ xưa, Long Mã Hà Đồ, Bát Quát Huyền Văn, Tứ Dương Cổ Đình, U Minh Thần Pháp, Thần Vương Phi Thiên, Bách Quỷ Phó Yến, Vạn Gia Đăng Hỏa. Đây rốt cuộc là vật gì, tại sao trên miểu quỷ ban chỉ lại có khắc bảy bức đồ văn như thế này? Kiếp trước Phong Phi Vân chính là tộc trưởng yêu tộc Phượng Hoàng, kiến thức rộng lớn bực nào nhưng lại nhìn không hiểu được bảy bức đồ quyển này, như vậy thì chỉ có thể nói, bảy bức đồ quyển này tuyệt đối không phải xuất từ tay của một người bình thường được. Rất có thể chính là thánh linh khắc lục thượng trong truyền thuyết thời cổ xưa. Đồ quyển thánh linh khắc lục dù cho chỉ có một góc cũng đủ để người tu tiên lĩnh hội một thời gian dài, huống chi ở đây vậy mà lại có chọn 7 bức, mỗi một bức đều đại biểu cho một hàm xúc khác nhau. Nếu nhìn không thấu, vậy thì tạm thời trước mắt chính là gặp trở ngại. Phong Phi Vân định đem miểu quỷ ban chỉ chế luyện thành một món linh khí trước. Trên lòng bàn tay sinh ra một luồng linh khí màu đỏ. Linh khí chuyển động nhanh chóng phát ra tiếng nổ tung lốp bốp. Linh khí biến thành hỏa diễm bắt đầu bùng cháy rèn luyện miểu quỷ ban chỉ. Hỏa diễm này chính là nhất muội nguyên hỏa, chính là do căn nguyên linh khí bùng cháy mà người tu tiên thường hay dùng nhất, nhiệt độ so với lửa đốt cây gỗ thông thường thì cao hơn mấy chục lần, có thể dễ dàng đem sắt thép hòa tan thành nước thép. Đan dược sư cùng với luyện khí sư trong ngũ đại huyền sư đều là cao thủ đùa với lửa. Trong đó người cao minh hơn càng có thể tu luyện ra nhị muội minh hỏa, thậm chí là có thể luyện ra tam muội chân hỏa đốt trời nấu biển trong truyền thuyết. Miểu quỷ ban chỉ được nhất muội nguyên hỏa rèn luyện, bảy bức đồ quyển kia ở trong ngọn lửa cũng vặn vẹo theo từng ngọn hỏa diễm mà nhảy lên nhẹ nhàng. Hình bóng của con rồng màu đỏ đu dãng trên miểu quỷ ban chỉ sau cùng cũng biến thành một dấu vết hình rồng màu đỏ nhàn nhạt vây quanh miểu quỷ ban chỉ, quấn làm một vòng. Ha ha! Cuối cùng cũng đem linh khí và linh tính đã nhập vào trong miểu quỷ ban chỉ, bây giờ chỉ cần chút thời gian ma hợp mà thôi. Dù cho bây giờ so với linh khí thật sự còn có chút chênh lệch nhưng đã có thể coi như là cấp bậc linh khí, thật muốn thử xem uy lực của miểu quỷ ban chỉ bây giờ như thế nào. Trong lòng Phong Phi Vân kích động không thôi, dù sao nắm giữ một món linh khí thì cũng ngang với nắm giữ một món sát binh uy lực cực đại, dù cho Đông Phương Kính Nguyệt truy sát tới, ít nhất hắn cũng không hoàn toàn không đủ sức đánh trả. Bất ngờ phát sinh ra một truyền ngoài dự liệu. Bảy bức đồ quyển cổ xưa trên miểu quỷ ban chỉ bắt đầu chuyển động, mà con thanh đồng linh chu trong đan điền của Phong Phi Vân cũng tự mình chuyển động cùng với một bức trong bảy bức đồ quyển kia sinh ra cộng hưởng. Long Mã Hà Đồ. Long Mã Hà Đồ trong bảy bức đồ quyển kia lại có thể cùng với thanh đồng linh chu sinh ra sự tác động qua lại tinh xảo, loại tác động này thật giống như tiếng kêu gọi nguyên thủy, càng ngày càng mãnh liệt. Thanh đồng linh chu trong đan điền chuyển động càng lúc càng nhanh trùng xuất ra một luồng sức mạnh lôi kéo làm cho Long Mã Hà Đồ vốn được khắc ở trên miểu quỷ ban chỉ bị cướp đoạt sang đây. Vèo. Long Mã Hà Đồ vọt vào trong đan điền trôi lơ lửng ở trên thanh đồng linh chu, chuyển động từ từ. Vừa dung nhập vào trong cơ thể quả nhiên là thủ bút của thánh linh thời xa xưa. Đây là một con sông lớn uốn khúc, nước sông cuộn trào mãnh liệt, ngập tràn tiên vụ, một con long mã ngẩng đầu lên. Ngửa mặt lên trời ngắm trăng, trong miệng ngậm một con rùa thần tám chân, không nói ra được là trang trọng và nghiêm trang như thế nào. Trên lưng của long mã dài 8864 vòng xoáy, dựa theo một quy luật kỳ dị làm cho người ta cảm giác được sự đồng tình sâu trong nội tâm, thật giống như vận luật thiên đạo hòa với sự sắp xếp của tạo hóa. Tuy là cái này chỉ là một bức đồ quyển nhưng lại làm cho người ra cảm giác bác đại tinh thâm rất nhiều,
hàm chứa tri thức và tiềm năng của vô số bộ cổ kinh. Bức đồ quyển này trôi lở lững trong đan điền của Phong Phi Vân. Thanh đồng linh chu cổ lão trôi nổi dưới Long Mã Hà Đồ, giữa hai thứ này hình như có mối liên quan rất kỳ quái, thu hút lẫn nhau, loại trừ lẫn nhau. Đây là một bức ảnh rất thần kỳ, trong đan điền vậy mà cùng lúc mang theo Hà Đồ cùng với Linh Chu. Ngay lúc Phong Phi Vân chửi cha nó thì bất ngờ xảy ra thay đổi lần nữa. Tiếp đó tốc độ ngưng tụ của Linh dẫn trong đan điền cùng với trái tim bị kích động bởi Long Mã Hà Đồ cùng với Thanh Đồng Linh Chu vậy mà tăng nhanh, bắt đầu co rút lại, biến hóa, phát sáng. Đây là dấu hiệu Linh dẫn sắp đột phá thành tiên căn. Long Mã Hà Đồ dung nhập vào trong đan điền của Phong Phi Vân cũng mang theo một số lớn linh khí thời cổ xưa xông vào trong đan điền, tức khắc dẫn tới phản ứng dây chuyền. Dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, Phong Phi Vân cần ít nhất 3 tháng mới có thể bước vào cảnh giới tiên căn, nhưng mà bây giờ quá trình này lại xảy ra trước thời hạn thật sớm. Đêm nay chính là lúc trùng phá tiên căn. Phong Phi Vân thu lại hết những mềm yếu, toàn lực trùng kích cảnh giới. Tiên căn là một khảm mà mọi người tu tiên chưa đạt đến cảnh giới tiên căn thì đều chỉ có thể xem như là gà mờ, nhiều lắm chỉ có thể xưng hùng trong thế tục. Nhưng ngay cả nền móng tu tiên cũng không có, căn bản cũng không thể nào xem là một người tu tiên được. Đạo khảm tiên căn này không biết làm cho bao nhiêu tu sĩ bị chặn ở ngoài cửa, 10 người linh dẫn đỉnh phong cũng chưa chắc có một người có thể dựng dục ra tiên căn. Một khi dựng dục ra tiên căn thì thực lực đã có thể so với thành chủ của một tòa cổ thành, coi như là bước vào nhóm cao thủ trong giới tu luyện, giống như là thành chủ thành Linh Châu Phong Vạn Bằng tu luyện suốt 30 năm chẳng qua cũng chỉ ở cảnh giới tiên căn trung kỳ mà thôi. Bây giờ Phong Phi Vân chỉ mới 14 tuổi. Bằng chừng ấy tuổi mà đã trùng kích vào cảnh giới tiên căn tuyệt đối là thiên tài trong một vạn không có được một, thiên phú như vậy nếu như để cho cao thủ thế hệ trước của Phong gia biết được nhất định cười đến mức miệng không khép lại được ấy chứ. Phong Phi Vân toàn lực thúc dục linh khí trong thân thể, linh dẫn điên cuồng vọt tới, huyết dịch trong thân thể càng sôi trào hơn. Lợi hại thật, thanh âm của từng tiếng nổ vang phát ra. Ầm ầm, một tiếng kêu của Phượng Hoàng vang lên ở trong đầu của Phong Phi Vân. Bước hoán huyết thứ hai của bất tử Phượng Hoàn thân vào lúc này đã đạt đến đại thừa, cấp độ huyết dịch lại tăng lên lần nữa, huyết dịch sôi trào đen nhánh như mực. Thể chất của Phong Phi Vân lần nữa thăng cấp, sức chống đỡ của cơ thể trực tiếp tăng vọt, xương cốt cứng rắn chẳng khác nào sắt thép, trong bắp thịt và kinh mạch đều lưu chuyển từng tia linh ti màu đen. Bây giờ dù cho Phong Phi Vân bị chém ở trên người một đao, chỉ cần không chém phải chỗ hiểm thì vết thương đều có thể trong vòng nửa canh giờ lành lặn, không để lại chút dấu vết nào. Hơn nữa thể chất trước kia của Phong Phi Vân không được như bây giờ, hoàn toàn có thể vượt qua được một tiểu cảnh giới chiến đấu, nếu như đêm nay hắn đột phá đến tiên căn sơ kỳ, như vậy thì chiến lực của hắn có thể so với tu sĩ tiên căn trung kỳ rồi. Đây chính là tu luyện thành công bước hoán huyết thứ hai. Thân thể dũng mãnh cũng chỉ có bất tử Phượng Hoàng thân mới nghịch thiên được như vậy, dù sao thì đây cũng chỉ có tộc trưởng yêu tộc Phượng Hoàng mới có năng lực tu luyện luyện thể tiên điển được. Nếu như Phong Phi Vân tu luyện thành công bước hoán huyết thứ ba, huyết dịch linh động, kim quang bắn ra bốn phía. Như vậy thì thể chất của hắn càng trở nên dũng mãnh hơn, có thể vượt qua được hai tiểu cảnh giới chiến đấu, nhưng muốn đạt được bước này thì Phong Phi Vân còn phải đi một đoạn đường tương đối dài. Tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân càng về sau càng gian nan, vất vả. Ngưng tụ linh dẫn, phá lập tiên căn. Hai tay Phong Phi Vân chắp trước ngực, da rẻ toàn thân đều nổ bắn ra linh mang. Cơ thể biến thành một pho tượng cổ tiên. Một bụi cây hòa miêu màu đỏ chẳng khác nào hỏa diễm trôi lơ lửng trong đan điền, nó sinh ra và lớn lên ở trên Long Mã Hà Đồ. Hai lá cây dài có hình dáng như ngọn lửa, mềm mại nhỏ xíu thật giống như mới từ trong nha phôi mà dài ra, trần đầy linh tính. Đây là tiên căn, chính là do linh dẫn biến hóa thành. Ngưng tụ tiên căn bước đầu đã thành công, bên trong dựng dục chứa đầy linh khí. Độ tinh thuần của linh khí và chất lượng đều cao hơn mấy lần so với linh khí trong thân thể của tu sĩ cảnh giới linh dẫn. Tiên căn sơ kỳ dù cho dốc hết sức chiến đấu với tu sĩ tiên căn trung kỳ cũng sẽ không bị rơi vào thế yếu. Phong Phi Vân mở hai mắt ra, khẽ cười một tiếng. Bây giờ cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, khoang thuyền vẫn đen kịt không một chút ánh sáng, bên ngoài có vẻ yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của 3 hay 5 chiến sĩ cổ cương đang đi tuần. Phong Phi Vân hé mở cánh cửa của khoang thuyền một chút, bên ngoài bóng đêm đang dày đặc, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống làm cho nước sông phản chiếu giống như vảy cá màu bạc.
Trong vòng trăm dặm gần đây cũng chỉ có thể ẩn thân ở chiếc Hồng Nha phi hạm này, với tài trí thông minh của Đông Phương Kính Nguyệt không thể nào đoán được ta lại ẩn thân tại nơi này. Phong Phi Vân hiển nhiên không hy vọng Đông Phương Kính Nguyệt truy sát tới đây, nhưng lại không muốn nghĩ đến sự khác thường trong đó cho nên trong lòng mới có nghi ngờ. Không biết nàng tìm không được ta thì có đi giết phụ thân của ta không nữa. Trong lòng Phong Phi Vân dùng mình khi nghĩ tới tình huống đáng sợ này, Đông Phương Kính Nguyệt nếu thật là không từ thủ đoạn nào mà ra tay với Phong Vạn Bằng, như vậy thì Phong Phi Vân thật đúng là không có cách nào. Dù sao bất luận là tu vi hay là bối cảnh của bà nương đáng chết này đều tương đối đáng sợ. Nếu là như vậy, ta cũng chỉ có thể chạy về thành Linh Châu cùng với nàng liều mạng một mất một còn. Trong lòng nghĩ như thế nên ánh mắt Phong Phi Vân hiện ra sự nghiêm túc lạnh lùng. Chợt một ánh sáng chói mắt từ chân trời truyền tới, linh uy chiếu xuống sáng vằng vặc, hẳn là một mặt kính tử to lớn đang phi thiên tới. Trong kính tử ẩn chứa ánh sáng chói lọi màu bạc, lăn tăn đáp xuống tựa như một vầng trăng sáng làm cho Hồng Nha phi hạm hoàn toàn được bao phủ trong ánh sáng. Rõ là mới vừa nhắc đến nàng, nàng đã tới rồi. Nữ nhân này cũng coi như là có một chút độ lượng, chỉ đuổi giết ta mà không có gây nguy hiểm cho người nhà của ta. Phong Phi Vân không khỏi coi trọng nàng mấy phần, dẫu sao cũng không phải mỗi người đều có thể ân oán rõ ràng như nàng như vậy. Rất nhiều người đều là oán giận nhất định phải trả thù, một khi chọc giận đến sẽ tàn sát cả gia đình của người ta, thế nhưng Đông Phương Kính Nguyệt tuy là biết một khi bắt Phong Vạn Bằng là có thể ép Phong Phi Vân ngoan ngoãn hiện thân, nhưng mà nàng không có làm như vậy. Ít nhất chứng minh nàng không phải là một người có thủ đoạn bỉ ổi. Tuy là đang bị nàng truy sát nhưng trong lòng của Phong Phi Vân đối với nàng ngược lại sinh ra một chút thiện cảm, đương nhiên chẳng qua cũng chỉ là một chút mà thôi. Vèo. Đông Phương Kính Nguyệt đạp sóng lướt đến giống như thải điệp chiêm thủy, bươm bướm bay là lướt trên mặt nước, bước liên tục nhẹ nhàng đạp trên từng ngọn sóng lớn cuồn cuộn, khuấy động lên từng vòng gợn sóng trên sông lớn. Mái tóc đen thật dài tung bay ở trong gió sông lạnh buốt, khăn che mặt màu trắng khẽ che bớt dung nhan tuyệt thế của nàng. Chỉ để lộ ra một đôi mắt sáng như là trân châu đen, trong con ngươi là sự thâm thúy không có bất kỳ tâm tình dao động nào làm cho người ta cảm thấy cao thâm khó lường. Trong tay nàng ôm một cây cổ mộc tỳ bà màu đỏ, ngón tay hết sức nhu mỹ nhẹ nhàng nắm dây đàn, dù chưa hề gảy đàn nhưng lại làm cho người ta có cảm giác áp lực vô hạn, một khi bắt đầu gảy một khúc tỳ bà thì có thể diệt tận thiên quân vạn mã. Long hồ tam thiên lý, bạch ngọc quải ngân câu. Nhật lạc điều tích bi, nguyệt xuất hạo thiên kính. Đại trí sư Cảnh Phong đứng ở trên đài thuyền thật cao, ngẩng đầu lên trời nhìn Hạo Thiên Linh Kính, trong miệng lẩm bẩm, nhiều nếp nhăn trên mặt mang theo vẻ thận trọng, cao giọng nói. Không biết các hạ là vị cao nhân nào của gia tộc Ngân Câu? Số lượng linh khí cả vương triều thần tấn rất là nhiều, mỗi một món đều có một câu chuyện truyền kỳ, lúc Hạo Thiên Linh Kính phi thiên tới cũng đã bị đại trí sư Cảnh Phong liếc mắt một cái là nhận ra. Người cổ cương trước sau như một. Đều không hòa hợp với các đại gia tộc ở vương triều thần tấn, đối phương lại là một trong tứ đại quý tộc ở vương triều thần tấn, là một cao nhân của gia tộc Ngân Câu cho nên đại trí sư Cảnh Phong hiển nhiên phải đối đãi thật thận trọng, huống chi bây giờ còn là thời điểm mấu chốt để đi tìm Thiên Vu thần nữ, tuyệt đối không thể để xảy ra một chút sai lầm nào. Toàn bộ chiến sĩ cổ cương trên Hồng Nha phi hạm đều bị kinh động, mỗi một người đều mặc thiết khải, cầm trong tay chiến binh, xông ra thì trên người đã bừng bừng chiến khí. Khí thế chèn lên làm cho bầu không khí như muốn đông cứng lại vậy. Phong Phi Vân mặc dù chưa từng lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhưng cũng có thể cảm nhận khí thế khiếp sợ trên người bọn họ. Chiến lực của mấy nghìn tên chiến sĩ cổ cương này quả thật là rất đáng sợ, so với thành vệ quân của thành Linh Châu thì cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đông Phương Kính Nguyệt tay ôm tỳ bà đạp trên sóng lớn, ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua Hồng Nha phi hạm một cái, lời nói lại không mang theo bất kỳ cảm tình nào. Tiểu nữ thân phận thấp kém, nào dám xưng tên ở trước mặt của đại trí sư Cảnh Phong. Làm sao ngươi biết ta là trí sư Cảnh Phong? Cảnh Phong trí sư cười nói. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Trên Hồng Nha phi hạm treo đại kỳ Phụng Thiên, cái này lại đại diện cho cổ cương phủ Phụng Thiên Bộ, mà người của Phụng Thiên Bộ có thể điều khiển được Hồng Nha phi hạm hết thảy cũng chỉ có 3 người. Một là thống soái Phụng Thiên, một là cổ ẩu bà, một là Cảnh Phong đại trí sư. Với tướng mạo cùng với tuổi tác của tiền bối, hiển nhiên không phải là thống soái Phụng Thiên Phách Lăng uy vũ, càng không phải là cổ ẩu bà, như vậy thì chỉ có thể là Cảnh Phong đại trí sư. Ha ha, tâm tư tiểu nữ này thật tinh tế, nếu không phải lão phu có chuyện quan trọng thì rất muốn nhận ngươi làm đồ đệ.
Cảnh Phong đại chí sư cười nói. Số lượng chí sư so với luyện khí sư, luyện đan sư, tuần thú sư đều phải ít hơn, mỗi một vị chí sư đều đáng giá, đều được các thế lực lớn kính trọng và mong muốn lôi kéo hiền tài, huống chi đây lại là một vị đại chí sư. Nếu đúng là có thể trở thành đồ đệ của một vị đại chí sư, như vậy tuyệt đối là một vinh quang đặc biệt lớn lao. Đông Phương Kính Nguyệt vẫn bình tĩnh nói. Vậy thì thật là đa tạ sự ưu ái của đại chí sư, nhưng mà lần này tiểu nữ tới đây cũng chỉ là muốn bắt một tên ăn cắp mà thôi, xin đại chí sư Cảnh Phong hãy vui lòng để cho ta lên thuyền bắt hắn xuất hiện. Người đó đang ở trên Hồng Nha phi hạm. Cảnh Phong đại chí sư nói. Tuyệt đối không sai. Ánh mắt Đông Phương Kính Nguyệt sáng ngời lóng lánh, hướng về phía Hồng Nha phi hạm liếc nhìn, thử muốn tìm cho ra Phong Phi Vân. Bà nương chết bầm này đúng là âm hồn không tan mà, không được, nếu để cho nàng bước lên Hồng Nha phi hạm vậy thì ta đây chẳng phải là không có một con đường sống hay sao, trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế. Ánh mắt hắn hướng về Đông Phương Kính Nguyệt đang nhìn lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười gian trá, đã có kế thượng tâm đầu rồi. Phong Phi Vân quả quyết từng bước từ trong khoang thuyền bước ra, ở sau lưng những chiến sĩ cổ cương mà bay vút nhanh chóng, tốc độ nhanh chẳng khác nào quỷ ảnh. Hai mắt Đông Phương Kính Nguyệt trầm xuống, đã phát hiện được Phong Phi Vân nên lửa giận trong lòng lần nữa bùng cháy hừng hực, ngón tay chuyển động dây đàn bắn ra một âm thanh nhẹ. Chanh! Tỳ bà vừa vang lên, một đạo sát quang vô hình liền xông ra ngoài. Phốc! Một chiến sĩ cổ cương hét lên rồi ngã gục, lăn xuống trên thuyền giáp, không nhúc nhích. Trời ơi, yêu nữ gia tộc Ngân Câu giết người. Mọi người cùng liều mạng với nàng, nữ nhân này thật sự là lòng dạ quá độc ác. Đây là khiêu khích đối với tộc nhân cổ cương ta mà, không báo mối huyết thù này thì vọng vi người cổ cương. Phong Phi Vân với tốc độ cực nhanh, không ngừng biến hóa phương hướng, lớn tiếng hô hào liền làm cho lòng của mấy ngàn tên chiến sĩ cổ cương lòng dâng tràn căm phẫn, sát khí đằng đằng, trong đó có hai gã chiến sĩ cổ cương mặc thiết khải. Ngón tay to cỡ miệng chén đang lao xuống Hồng Nha phi hạm hướng về Đông Phương Kính Nguyệt lướt đi. Yêu nữ này thực sự là khinh người quá đáng, có thể tự nhiên vô cớ sát hại người của tộc ta, hôm nay xem ra ra ngươi có giết ngươi đền mạng hay không. Sự thay đổi này thực sự diễn ra quá nhanh, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Đông Phương Kính Nguyệt, mới vừa rồi luồng âm sát tĩnh ba của nàng rõ ràng là nhằm vào Phong Phi Vân, làm sao lại đánh chết một chiến sĩ cổ cương chứ? Vị chiến sĩ cổ cương kia hiển nhiên không phải là bị âm sát tĩnh ba của Đông Phương Kính Nguyệt đánh ngã, mà là do Phong Phi Vân đánh một đấm làm cho ngất xỉu. Giờ phút này vị chiến sĩ cổ cương kia đã đứng lên lại, bàn tay vẫn còn xoa xoa sau ót, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Nhưng mà bây giờ đã không có nhiều người chú ý đến hắn bởi vì tất cả chiến sĩ cổ cương đều đã bị làm cho nổi giận, rất nhiều người đều nhao nhao từ trên Hồng Nha phi hạm chạy xuống phía dưới xung phong liều chết. Muốn vây giết Đông Phương Kính Nguyệt. Toàn bộ tình cảnh đều điên cuồng, đủ loại chiến binh được tế xuất, công kích được nổ vang rung động ở trên mặt nước. Giết người thì đền mạng, lấy mạng đền mạng. Không giết yêu nữ này, mặt mũi cổ cương tộc ta còn biết để ở đâu. Hôm nay lại muốn chiến đấu cho công bằng lẽ phải. Người cổ cương tính tình ngay thẳng, hơn nữa bình thường đều bị các đại gia tộc ức hiếp cho nên Phong Phi Vân vừa gây xích mích một chút thì toàn bộ những người này đều phát cáu. Từng người một đều hung thần ác sát thật giống như dã thú cuồng hóa vậy. Lúc này Đông Phương Kính Nguyệt cũng đã phiền muộn cực kỳ, với tài trí thông minh của nàng hiển nhiên là biết trước tiên là Phong Phi Vân đã ở sau lưng giở trò quỷ, nhưng mà bây giờ nàng có trăm cái miệng cũng không thể giải thích, chỉ có thể tế xuất Hạo Thiên Linh Kính ngăn chặn những người man dợ này. Phong Phi Vân ngồi ở chỗ cao nhất của Hồng Nha phi hạm nhìn điệu bộ luống cuống tay chân của Đông Phương Kính Nguyệt, lại cao giọng mà cười. Đông Phương Kính Nguyệt cô muốn đấu với bổn thiểu ra sao, cô vẫn còn non nớt lắm. Ngay đúng lúc Phong Phi Vân cười vui mừng thì sau lưng truyền tới một thanh âm già nua. Nàng ấy muốn bắt một người thì ra chính là ngươi. Cuối cùng Phong Phi Vân cũng cười không nổi, nghiêm mặt nghiêng đầu nhìn gương mặt già nua đầy nếp nhăn kia, đối diện với lão gia hỏa này hắn gật đầu mỉm cười. Xung quanh con mắt Cảnh Phong đại chí sư tạo ra từng đường nếp nhăn. Tuy là nhìn như tuổi già sức yếu nhưng lại làm cho người ta cảm thấy sự thâm thúy mênh mông bất ngờ. Hắn đứng ở sau lưng của Phong Phi Vân. Hình như hắn đã đứng yên ở nơi này thật lâu rồi, trên mặt trước sau đều lộ ra dáng vẻ tươi cười. Cái lão già này suy cho cùng là người hay quỷ chứ, bước đi lại có thể không hề có tiếng động. Hi hi! Phong Phi Vân cười gượng hai tiếng.
Đông Phương Kính Nguyệt xem mạng người như cỏ rác, tiền bối người không đi quản hay sao? Cảnh Phong Đại Chí Sư hơi lắc đầu, cười nói. Trong thiên hạ vẫn không thể có người nào có thể lừa gạt được ta, ở trước mặt ta lại trợn mắt mà nói dối thì thật là không nên. Nói cho ta biết, Thiên Vu Thần Nữ ở chỗ nào? Trí tuệ của Cảnh Phong Đại Chí Sư cực cao, hiểu rõ mọi chuyện tận chân tơ kẻ tóc, những trò bịp này của Phong Phi Vân có thể lừa được những người chiến sĩ cổ cương kia nhưng không thể lừa được hắn. Thiên Vu Thần Nữ, người đó là ai vậy? Phong Phi Vân đầu óc mơ hồ, trong đầu tràn đầy nghi vấn. Đây cũng không phải là do hắn cố ý giả vờ, hắn thật sự là chưa từng nghe ai nói đến Thiên Vu Thần Nữ cả, nhưng nhìn vẻ mặt lão đầu này lại tràn đầy tự tin, hình như là rất nghiêm túc. Cảnh Phong Đại Chí Sư nhíu mày một cái, lại lần nữa quan sát Phong Phi Vân rồi từ từ nói. Trong người ta cảm ứng được khí tức của Thiên Vu Thần Nữ, người rõ ràng là đã từng tiếp xúc với nàng. Người tới từ thành Linh Châu. Không sai. Phong Phi Vân nói. Vậy ngươi cũng có biết một thiếu nữ vừa tròn 14 tuổi hay không? Cảnh Phong Đại Chí Sư hơi lộ ra sự khẩn trương nói. Việc này. Phong Phi Vân ở thành Linh Châu đúng là có biết thiếu nữ nhưng lại biết không hề ít, hơn nữa tuyệt đại đa số đều từ 14 đến 18 tuổi, với lại. Khụ khụ, phần nhiều đều từng bị hắn cưỡng ép chiếm đoạt qua, đều tồn tại cảm xúc tình một đêm mạnh mẽ khó mà quên được. Ít nhất Phong Phi Vân cho là như vậy, còn về phần những thiếu nữ kia cảm nhận như thế nào thì hắn cũng không biết. Nếu như trong này thật sự có một thiếu nữ là Thiên Vu Thần Nữ, như vậy thì dám chắc đã bị hắn dùng thủ đoạn thâm độc mà chiếm đoạt, trời ơi, chẳng phải hắn đã cùng Thiên Vu Thần Nữ XXOO hay sao, thế này là nguy rồi, nếu không bị toàn bộ tộc người cổ cương truy sát mới là chuyện lạ à nha. Biểu cảm trên mặt của Phong Phi Vân không ngừng biến đổi, càng ngày càng trở nên khó coi, ôm ấp trong lòng sẽ gặp may mắn, cuối cùng khó khăn mới nói được. Chuyện kể về nguồn gốc của Thiên Vu Thần Nữ rốt cuộc là như thế nào? Cảnh Phong Đại Chí Sư cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt của Phong Phi Vân, sau đó nhẹ nhàng vuốt chòm râu bạc trắng, thở dài nói. Thiên Vu Thần Nữ chính là con gái của Thiên Vu Đại Thần, vòng tuổi 1 vạn năm sẽ chuyển thế trở về một lần, Thiên Vu Thần Nữ một khi giáng thế như vậy thì lại đại diện cho Vu Điển cùng với Thiên Vu Thần Thụ ra đời. Thiên Vu Thần Nữ đem hết thảy 3 bộ cổ cương lớn thống nhất lại, trở thành thủ lĩnh chí cao của toàn bộ cổ cương tộc. 10 ngày trước Thiên Vu Thần Nữ đã thức tỉnh, Thiên Vu Thần Nữ cuối cùng cũng đã hạ xuống lần nữa, tộc nhân bọn ta hiển nhiên có nghĩa vụ với trách nhiệm nghênh hồi thần nữ trở về. Trên mặt của Cảnh Phong Đại Chí Sư tràn đầy hào quang của sự thành tín, thật giống như xem nàng là một thần linh thật sự vậy. Đây chính là tín ngưỡng tồn tại trong lòng mỗi một người cổ cương. Nhưng mà sau khi Phong Phi Vân nghe được mấy cái này thì cả người đổ mồ hôi lạnh, một Đông Phương Kính Nguyệt truy sát. Hắn đã lên trời không có đường mà xuống đất cũng không có cửa, nếu lại tăng thêm những tu sĩ cường đại của cổ cương tộc thì hậu quả thật sự không thể nào tưởng tượng được. Thiên Vu Thần Nữ này cũng xúi quẩy quá đi chứ, Thiên Vu Thần Thụ trong cơ thể vậy mà lại bị tên hèn hạ Phong Phi Vân chà đạp, quả thực là đau buồn quá đi. Trong lòng Phong Phi Vân không ngừng than vãn. Tuy là Phong thiếu gia đều làm chuyện tốt nhưng nói đến bản chất thì tự mình cũng không thể thoát khỏi liên quan. Khụ khụ. Tôi trước giờ đều không biết ai là Thiên Vu Thần Nữ. Vừa dứt lời, Phong Phi Vân liền một chưởng đạp trên mặt đất, thân hình bay lên, bàn chân hung hăng đạp một cái, liền muốn bay vút ra ngoài. Lúc này không trốn thì còn đợi lúc nào? Chỉ cần trốn ra khỏi Hồng Nha Phi Hạm, nhảy vào trong dòng nước sông đang chảy cuồn cuộn, chìm vào tít dưới đáy sông thì dù cho Đại Chí Sư Cảnh Phong có cao thâm đến đâu cũng chưa chắc có thể dễ dàng bắt hắn trở lại. Trên mặt Cảnh Phong Đại Chí Sư từ đầu đến cuối đều mang một nụ cười chúm chím, thấy Phong Phi Vân chạy trốn lại càng có thêm sự khẳng định trong lòng, hắn thật sự là đã thấy qua Thiên Vu Thần Nữ, chỉ cần bắt hắn trở lại rồi để cho hắn dẫn đường thì chắc chắn có thể tìm được Thiên Vu Thần Nữ trong thời gian ngắn nhất. Vù vù, hắc bào của Cảnh Phong Đại Chí Sư nhẹ nhàng bay lên, chậm rãi xòe bàn tay ra biến thành một thủ ảnh thật to, một tay muốn tóm gọn Phong Phi Vân từ trên trời lại. Khí tức thủ ảnh bao vây khắp trời đất, cắt đứt linh khí thì toàn bộ màn trời thật giống như đều bị sụp đổ xuống vậy. Tốc độ biến hóa Phong Phi Vân chậm trở lại giống như rơi vào trong vũng bùn, biết rõ bây giờ nếu như tiếp tục trốn về phía trước, tuy là có thể chạy trốn khỏi Hồng Nha Phi Hạm nhưng nhất định lại bị thủ ảnh to lớn kia bắt lại. Tu vi của cái lão già này so với Đông Phương Kính Nguyệt có lẽ là mạnh hơn đây.
Phong Phi Vân đã đột phá cảnh giới tiên căn sơ kỳ, hiển nhiên không phải là ngọn đèn đã cạn dầu, hai chân ghim mã bộ, nhanh chóng điều động lực tiên căn trong đan điền, một quyền đánh ra giữa trời, tiếp theo là quyền thứ hai, quyền thứ ba, liên tiếp đánh ra 9 quyền. 9 quyền này đại biểu cho 9 loại đạo nghĩa, tương hỗ lẫn nhau mà phát triển trùng điệp, 9 đạo quyền ảnh vậy mà thật lâu mới dừng lại, cũng không có bị biến mất. Thời khắc này Phong Phi Vân thật giống như có 9 cánh tay dài, 9 quyền đánh ra trực tiếp làm cho thủ ảnh to lớn trên màn trời bị xé ra một lỗ hồng. Chính là lúc này, Phong Phi Vân thu quyền lại mà đứng thẳng, hướng về cái lỗ hổng vừa bị xé ra mà chạy đi. Ồ, cảnh Phong Đại Chí Sư hơi lộ ra sự kinh ngạc, tiểu tử này thật không đơn giản nha, 9 chiêu quyền pháp mới vừa xuất ra quả thực là bác đại tinh thâm, mang theo vận luật thiên đạo, tuyệt đối không phải một người thanh niên hơn 10 tuổi lại có thể lĩnh hội được. Tuy là hắn chẳng qua chỉ là tu vi tiên căn sơ kỳ nhưng lại có thể phát huy được chiến lực của tiên căn trung kỳ, thật sự không đơn giản. Nhảy qua cảnh giới mà chiến đấu, thiên tư tuyệt đại. Người bạn nhỏ, lão phu chẳng qua chỉ muốn để cho ngươi một con đường đi, ngươi cần gì đi vội vã mà tự làm khổ mình như vậy, dù cho trốn ra khỏi Hồng Nha Phi Hạm thì ngươi cũng tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của vị cô nương gia tộc Ngân Câu kia đâu. Cảnh Phong Đại Chí Sư cũng không vội vàng đuổi theo. Chỉ đứng vững vàng ở chỗ cao, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ. Phong Phi Vân đúng là mới vừa bước ra được hai bước liền ngừng lại, cảnh Phong Đại Chí Sư nói không sai, nếu như trốn ra khỏi Hồng Nha Phi Hạm thế nào cũng lại bị Đông Phương Kính Nguyệt truy sát. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, xoay người lại cười hắc hắc. Tiền bối nói như vậy là chỉ cho ta một con đường sáng sao? Cảnh Phong Đại Chí Sư hình như đã sớm đoán được Phong Phi Vân sẽ không bỏ trốn nữa vậy, cười nói. Gia tộc Ngân Câu được xưng là một trong 4 đại quý tộc cường đại nhất ở Vương Triều Thần Tấn, không cần nói chỉ ở tại Triều Đường mà ngay cả tu tiên giới đều có thế lực lớn lao. Vị cô nương kia có thể mang theo Hạo Thiên Linh Kính rõ ràng có thể nhận thấy địa vị ở gia tộc Ngân Câu không thể coi thường, người đã đắc tội với nàng thì dù cho có chạy trốn chới chân trời góc biển cũng không hữu dụng. Phong Phi Vân gật đầu, dĩ nhiên là đồng ý với lời nói của cảnh Phong Đại Chí Sư rồi. Nhưng nếu như ngươi đồng ý giúp ta tìm được Thiên Vu thần nữ, như vậy thì đã là bằng hữu của Phụng Thiên Bộ, nếu là bằng hữu thì ta hiển nhiên cũng có thể vì ngươi mà chỉ một con đường sáng. Cảnh Phong Đại Chí Sư cười nói. Cái lão già này không hổ được gọi là Đại Chí Sư mà, đúng là có chút tài năng nha, nói ra yêu cầu quả thực làm cho Phong Phi Vân không cách nào mà cự tuyệt được. Phong Phi Vân nhìn một chút về phía những chiến sĩ cổ cương đang giao thủ với Đông Phương Kính Nguyệt, nữ nhân này khá được đấy. Một tay tế xuất Hạo Thiên Linh Kính, một tay gãy đàn hồng mộc tỷ bà, đứng ở trên ngọn sóng to, dáng người tự nhiên trên mặt nước mênh mông có vẻ hết sức linh động. Chiến sĩ cổ cương dũng mãnh thiện chiến, mỗi người đều lực đại vô cùng, trong đó càng không thiếu những cường nhân có thể di sơn đảo hải nhưng lại không có một ai có thể bước vào gần nàng trong vòng 10 bước chân. Tu vi nữ nhân này thực sự rất cao. Phong Phi Vân tự nhận là dù cho dùng được miểu quỷ ban chỉ cũng tuyệt đối không đỡ được 3 chiêu của nàng. Nếu thật như bị nàng đuổi theo thế thì 10 phần chết chắc không một đường sống. Cảnh Phong Đại Chí Sư chính là một lão hồ ly, thấy Phong Phi Vân đã ý động rồi, thế là liền tiếp tục thêm dầu thêm mỡ thổi phồng lên nói. Người bạn nhỏ, gia tộc Ngân Câu thế lực lớn như vậy, trong thiên hạ không ai dám đắc tội, đối địch với nàng chết là chuyện nhỏ, nếu như liên lụy đến người nhà thì thật không nên chút nào, người nên nghĩ lại đi nha. Phong Phi Vân nhìn nụ cười tủm tỉm trên mặt Cảnh Phong Đại Chí Sư. Tuy là hiền lành nhã nhặn nhưng làm sao mà hắn luôn cảm thấy nụ cười đó rất gian xảo. Tránh được kiếp này trước rồi tính tiếp, một khi bỏ rơi được bà nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt này, đến được thành Linh Châu, nơi ấy cũng chính là thiên hạ của ta, đến lúc đó nếu muốn chuồn mất thì cũng không ai có thể ngăn cản được ta, trong lòng của Phong Phi Vân nghĩ đến như thế. Được, nếu tiền bối đã thẳng thắn như vậy thì Phong Phi Vân hiển nhiên không kiểu cách gì nữa, nhưng mà ta cũng có điều kiện. Tiền bối nếu không đáp ứng điều kiện của ta. Hi hi, Thành Linh Châu có đến trên 100 vạn nhân khẩu, muốn tìm ra Thiên Vu thần nữ thì chỉ sợ tiền bối phải mất hơn nửa năm đó chứ. Phong Phi Vân cười nói. Cảnh Phong Đại Chí Sư hiển nhiên nghe được ý đe dọa trong lời nói của Phong Phi Vân nhưng mà ánh mắt của Phong Phi Vân lại rất nghiêm túc. Cảnh Phong Đại Chí Sư hoàn toàn phải mất một khoảng thời gian như thế, một khi để cho cao thủ hai bộ kia cũng tìm được Thành Linh Châu thì quả thật là rất phiền phức. Gần đây tam đại bộ tộc cổ cương không hòa hợp, trong lúc tương hổ đã có cạnh tranh, lại có hợp tác, ba người đều muốn nghênh hồi Thiên Vu thần nữ,
bởi vì nếu ai có thể nghênh hồi Thiên Vu thần nữ thế thì địa vị trong Cổ Cương phủ nhất định sẽ áp đảo được hai đại bộ tộc khác. Đây chính là một trận cạnh tranh, ai có thể tìm được Thiên Vu thần nữ thì người đó là người thắng thật sự. Điều kiện gì? Cảnh Phong đại trí sư nói. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng, thở dài nói. Việc ấy, tiện nhân Đông Phương Kính Nguyệt kia ngang tàng bá đạo, ham muốn mỹ sắc, chỉ là bởi vì trong biển người nhìn thấy ta vừa mắt liền nhớ nhung đến dung mạo nụ cười tài hoa của ta, nảy lòng tham muốn nhìn thấy ta, đối với ta nhất định sinh ra suy nghĩ không nên có, đuổi theo ta 3 ngày 3 đêm không buông tay. Hừ, Phong Phi Vân ta sống giữa trời đất là một nam tử hán thật tốt, đầu đội trời chân đạp đất há có thể bị nàng ta làm bẩn cơ thể. Vãn bối khẩn cầu tiền bối xuất thủ để cho nàng thấy khó mà lui. Thở dài một tiếng, nói tiếp. Hai, nói cho nàng biết chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng được. Trong lòng ta đã có người thích rồi, để cho nàng mất hết hy vọng đi. Cảnh Phong đại trí sư kinh ngạc quan sát Phong Phi Vân, chỉ thấy hắn lưu lạc tang thương, khắp người đầy nước bùn, tóc rối bù, nhìn càng buồn bực hơn chính là hai bàn chân trắng như tuyết. Cái này thì có thể cùng với dung mạo tài hoa liên quan gì đến nhau chứ? Nếu như Đông Phương Kính Nguyệt cao quý kia có thể vừa ý người này thì đó mới là chuyện lạ. Đối với lời nói của Phong Phi Vân thì đại trí sư Cảnh Phong dĩ nhiên là không tin nửa lời, nhưng mà bây giờ hắn đang muốn cầu Cảnh Phong Phi Vân, như vậy thì lúc này hiển nhiên chỉ có thể xua đuổi Đông Phương Kính Nguyệt đi trước mới được. Sau nửa ngày bàn tính âm mưu thì Phong Phi Vân và đại trí sư Cảnh Phong hai người đó nhìn nhau mà cười, một con hồ ly. Một con tiểu hồ ly xem ra đã đạt được thỏa thuận nào đó. Dừng tay. Cảnh Phong đại trí sư đứng ở trên mạn thuyền thật cao, trường bào màu đen trên người bị gió thổi bay phất phới, một tiếng hô to làm cho cả màn đêm hỗn loạn lắng lại. Những chiến sĩ Cổ Cương lòng đầy căm phẫn kia lúc này mới tức tối dừng công kích lại, lui về Hồng Nha phi hạp, dĩ nhiên cũng có mấy người bướng bỉnh không tuân thủ, hai bên vẫn vây quanh Đông Phương Kính Nguyệt, con mắt đỏ ngầu muốn tái chiến. Cho đến khi Cảnh Phong đại trí sư hô to lên một câu nữa thì mấy người kiêu căng không nghe lời này mới chịu lui trở về. Cảnh Phong đại trí sư gầy chẳng khác nào một cây trúc, đứng thẳng nghiêm túc nói. Đông Phương cô nương, dù cho cô là hậu duệ quý tộc của Ngân Câu gia tộc đi nữa, một khi đã giết người của Cổ Cương tộc ta thì hôm nay cô đừng mơ tưởng mọi chuyện được bỏ qua dễ dàng. Cảnh Phong đại trí sư hiển nhiên biết rõ Đông Phương Kính Nguyệt không hề giết người. Nhưng mà hắn và Phong Phi Vân đã có giao ước nên đương nhiên sẽ tương kế tự kế, thử nói ra một con đường cho nàng. Đông Phương Kính Nguyệt thanh lịch tao nhã đứng ở dưới ánh trăng làm động lòng người, mũi chân dẫm trên mặt nước sóng gợn lăn tăn như một bụi cây bạch hà duyên dáng yêu kiều, đôi mắt linh động như vì sao kia ở dưới khăn che mặt lúc có lúc không, thản nhiên cười nói. Đông Phương Kính Nguyệt từ trước đến nay chỉ giết người tội ác tày trời, tuyệt đối không lạm sát kẻ vô tội, trong này nhất định có hiểu lầm. Tuy là đã trải qua một trận đại chiến nhưng mà nàng cũng không lộ một chút mệt mỏi, rất dễ nhận thấy vừa rồi nàng không có dùng toàn lực, ngay cả một giọt mồ hôi trên trán cũng không có. Khóe mắt Cảnh Phong đại trí sư hơi nghiêng một chút, nhìn chăm chú về hướng góc ẩn nấp của Phong Phi Vân, cười gượng nói. Nói như vậy Đông Phương cô nương truy sát vị nào đó thì vị đó nhất định là kẻ tiểu nhân gian tà tội ác tài trời sao. Trong lòng Phong Phi Vân đau đớn, cái lão già này thực sự là đáng ghét. Vậy mà cũng đem ta mắng chửi thành kẻ tiểu nhân gian tà, ta cũng chỉ muốn xem Đông Phương Kính Nguyệt cô ấy sẽ làm thế nào để bôi nhọ thanh danh của ta đây. Đông Phương Kính Nguyệt đối với ta hận thấu xương tủy, ở trong miệng của nàng hiển nhiên sẽ không có nửa chữ sạch sẽ, cái bà nương chết bầm này không nói xấu ta mới là lạ à, trong lòng Phong Phi Vân đã bắt đầu chửi rủa Đông Phương Kính Nguyệt. Đông Phương Kính Nguyệt trầm tư một chút, nghĩ đến cảnh Phong Phi Vân dùng một quyền đánh mình ngã lăn xuống đất. Trong lòng liền cảm thấy một hồi nóng giận, nhưng mà muốn nói Phong Phi Vân tội ác tày trời thì lại không nói được, dù sao thì tên tiểu tử này chính là đã dẫn người đi giết Tam gia, nói về can đảm khí phách, nói về mưu lược, nói về nhân phẩm đều là một nhân tài tốt nhất, dĩ nhiên đây đều là do Đông Phương Kính Nguyệt không biết đến quá khứ của Phong thiếu gia, chỉ đối với Phong Phi Vân bây giờ mà đánh giá. Nếu để cho nàng biết rõ Phong thiếu gia từng ở trong thành Linh Châu làm đủ loại chuyện ác, nói không chừng sát ý trong lòng nàng càng nồng nặc hơn, thứ khốn kiếp này tốt nhất là nên giết sạch mới cảm thấy vui sướng. Vẻ mặt Đông Phương Kính Nguyệt có phần hơi mất tự nhiên nói. Hắn ngược lại cũng không phải là một người tội ác tài trời, luận về nhân phẩm và tài hoa thì đều là hạng người có thiên tư tuyệt đỉnh, chẳng qua chỉ là do ta và hắn có một chút ân oán cá nhân, ta không thể không bắt hắn được.
hí, thiên tư tuyệt đỉnh, ân oán cá nhân, nữ vương. Nam mô, mẹ kiếp, chẳng lẽ thực sự như lời của tiểu tử kia nói, tiểu cô nương này coi trọng hắn, đây chính là sự xích mích trong chuyện tình cảm đây mà. Thật là phiền phức, rất là phiền phức. Cảnh Phong đại trí sư luôn luôn nhìn chằm chằm vào sự biến hóa tinh tế trong ánh mắt của Đông Phương Kính Nguyệt, hơn nữa với lời nói của nàng mà tiến hành phân tích thì lần nữa càng xác định tên tiểu tử Phong Phi Vân kia quả thật là không có nói xạo, đích xác là bởi vì dáng dấp quá đẹp trai nên được nàng thương nhớ, vậy mới có thể bị nàng truy đuổi lên trời không đường mà xuống đất cũng không cửa. Lúc này trong lòng của Phong Phi Vân cảm thấy vô cùng xúc động. Đứng ở trong góc tối nhìn chằm chằm Đông Phương Kính Nguyệt đang ứng ở trên mặt nước xa xa, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Cái này, Đông Phương Kính Nguyệt cô ấy tuy là cay độc một chút nhưng ngược lại vẫn có thể coi là một người ân oán phân minh, trái lại ta lại là kẻ lòng dạ tiểu nhân. Tuy là nàng cùng với Thủy Nguyệt Đình có dáng dấp vô cùng giống nhau nhưng mà nhân phẩm của nàng so với Thủy Nguyệt Đình lại cao hơn không chỉ gấp trăm ngàn lần. Ôi, lòng dạ của nữ nhân như quả trứng muối, bên ngoài thì trơ trụi thuần khiết. Ai biết được bên trong lại có bao nhiêu tâm tư sặc sỡ chứ? Đã trải qua một lần tình cảm đối với Thủy Nguyệt Đình, Phong Phi Vân đã bị tổn thương quá sâu đậm, trong lòng đối với nữ nhân đã hoàn toàn mất lòng tin, dù cho hắn yêu thích Đông Phương Kính Nguyệt như thế nào đi nữa nhưng mà trong lòng trước sau luôn có sự xa cách. Hai, Đông Phương cô nương, chuyện như vậy miễn cưỡng không thể được đâu. Cảnh Phong đại trí sư thở dài nói, trong lòng cảm thán, tinh lực những người trẻ tuổi này thực sự quá dồi dào. Vì người mình thích mà có thể đuổi theo 3 ngày 3 đêm, cái luồng khí nghị lực này vẫn là nên khen ngợi. Đông Phương Kính Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nếu hắn đã dám làm sẽ phải có can đảm gánh chịu, không có gì là miễn cưỡng hay không miễn cưỡng, hôm nay ta nhất định phải bắt hắn, muốn hắn phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Giữa đôi lông mày của Cảnh Phong đại trí sư lại co giật, cảm tình này đúng là tên tiểu tử Phong Phi Vân kia bội tình bạc nghĩa, cái này càng thêm phức tạp, trời ơi! Cái loại chuyện rắc rối này làm sao mà ta lại gặp phải chứ? Cảnh Phong đại trí sư tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh nhưng mà trên bình diện chuyện tình cảm nam nữ lại làm cho vị lão nhân khí phách này có cảm giác lúng ta lúng túng. Tiểu tử Phong Phi Vân này thực sự là quá khốn nạn, sớm biết là vấn đề tình cảm lão phu đã không đáp ứng hắn rồi, nhưng mà nếu đã đáp ứng thế thì cũng không còn đường để mà quay lại. Cảnh Phong đại trí sư nhẹ nhàng sửa lại chòm râu một chút, nói. Khụ khụ. Lão phu thanh minh lần nữa, nếu cô muốn truy đuổi người thì không có trên hồng nha phi hạp, nếu cô lại muốn cố tình gây sự thì lão phu sẽ không khách khí đối với cô. Giết người thì đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Những chiến sĩ cổ cương kia cũng đồng thời gào thét. Giết người thì đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Giết người thì đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Phong Phi Vân trong lòng cười khẩy nhưng cũng mang theo vài phần mong đợi. Hắn cũng muốn nhìn xem Đông Phương Kính Nguyệt sẽ xử lý như thế nào, cô nàng này bất luận là trí tuệ hay là tu vi đều là hạng người tuyệt đỉnh, tính cách của nàng người thường không thể so sánh được, nếu như nàng xuất thủ nhất định là long trời lở đất. Bàn tay bạch ngọc của Đông Phương Kính Nguyệt ở trên hồng sắc tỳ bà chuyển động, trong lòng cũng là do dự, Phong Phi Vân dám chắc là náu mình ở trên hồng nha phi hạp, nếu muốn bắt tên hỗn đản này cũng chỉ có thể qua được cửa ải của Cảnh Phong đại trí sư. Càng phải đối mặt với mấy ngàn tên chiến sĩ cổ cương cường mạnh. Hừ, nếu Cảnh Phong đại trí sư đã bênh vực cho hắn thì tiểu nữ cũng chỉ có thể đắc tội. Trong đôi mắt đẹp của Đông Phương Kính Nguyệt bắn tóe ra hai luồng linh hoa u lam, hướng bay về phía trước, nhiệt độ giữa trời đất tức khắc chợt giảm xuống, những ngọn sóng cả trên bề mặt sông lớn đang cuộn trào mãnh liệt đều kết thành một tầng băng tinh thật dày. Một khúc ruột gan đứt, tìm kiếm tri âm nơi chân trời nào. Đông Phương Kính Nguyệt dùng 3 ngón tay gảy liên tục, mỗi một ngón tay đều nhanh như lướt nước, dây đàn chập chờn, bóng dáng không khỏi tung bay lên giống như là bạch điệp bay trên trời. Ầm ầm, một khúc thanh thế này đáng sợ bực nào mới làm cho băng tinh trên sông lớn bị đánh tan nát hóa thành hàng nghìn hàng vạn lưỡi đao băng giống như đao sơn kiếm vũ đang gầm rú bổ nhào về phía trước. Hai khúc ruột gan đứt, khinh vũ lần đi chớ lưu luyến. Một đôi quang ảnh thần vũ màu trắng ứng theo âm thanh mà sinh thành trôi lơ lửng sau lưng nàng, rộng khoảng 3 trượng, thiêng liêng mà thuần khiết đẹp đẽ, tỏa ra từng tia linh quang màu trắng văng đầy con sông dài. Cánh chim vỗ một cái thì nàng cũng đã bay tới phía trên của hồng nha phi hạm. 3 khúc ruột gan đứt, hoa rơi vì mưa tôi thấy buồn. Vù vù, trên màn trời mây đen cuồn cuộn mang theo tiếng sấm đánh,
màn đêm bị sức mạnh của tiếng tỳ bà làm cho động lại và dĩ nhiên biến thành nhiều cánh hoa màu đen rơi xuống chẳng khác nào mưa đêm vậy. Phong Phi Vân nhìn những cánh hoa màu đen xinh đẹp rơi đầy trời, còn có những băng tinh kia ngưng tụ thành đao sơn kiếm vũ, trong lòng lại lần nữa cả kinh, tu vi của cô nàng Đông Phương này so với tưởng tượng của hắn thì càng cường mạnh hơn, e rằng đã đạt đến cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Phá! Cảnh Phong Đại Chí Sư vẫn không nhúc nhích, chẳng qua chỉ há mồm ra nhẹ nhàng đọc lên một chữ như vậy, trong miệng phun ra năm luồng hơi thở huyền sắc như là dòng thác tập kích bất ngờ, đại khí sáng rực lấp kíp cả bầu trời mênh mông. Ầm! Cơn mưa hoa khắp bầu trời biến thành bụi trần rơi vào trong nước sông, ngay cả những đao kiếm băng tinh kia tiếp theo cũng vỡ vụn từng chút một hóa thành từng giọt nước. Bầu trời đêm lại trở nên sáng trong. Ngay cả tầng mây trên màn trời cũng đều bị tách ra làm lộ ra ánh trăng tròn sáng trong. Cảnh Phong Đại Chí Sư quả nhiên là danh bất hư truyền, hôm nay tiểu nữ rốt cuộc cũng được lãnh giáo. Thanh âm của Đông Phương Kính Nguyệt khẽ run, càng ngày càng cách xa đến khi trở nên không thể nào nghe thấy được thì đã đi xa ngoài 10 dặm. Nghe thanh âm của nàng liền biết nàng đã bị thương nặng, khí tức không đủ lực hồn hậu, ngay cả linh khí trên người cũng biến mất không ít. Lúc này chính là thời cơ tốt để nhổ cỏ tận gốc, Phong Phi Vân há có thể bỏ qua cơ hội này. Hi hi, Đông Phương Kính Nguyệt, cô cũng có ngày hôm nay. Xem bổn thiếu gia không truy sát cô 3 ngày 3 đêm mới là chuyện lạ à nha. Phong Phi Vân lợi dụng lúc Cảnh Phong Đại Chí Sư không để ý liền từ trên hồng nha phi hạm len lén lặn xuống nước, nhanh chóng ẩn nấp, bay đạp trên bờ sông hướng về phía Đông Phương Kính Nguyệt bỏ trốn mà đuổi theo. Đông Phương Kính Nguyệt, cô trốn không thoát đâu. Phong Phi Vân chân đạp trên ngọn thảo mộc, lướt gió mà đi, hắn nhảy một cái dài liền vượt qua sông lớn đoạn tuyệt với bờ bên kia, một chưởng liền xuất ra ngoài. Đông Phương Kính Nguyệt đúng là đã bị thương, bạch y trên người đã nhuốm máu, ngay cả tốc độ cũng đã thua xa với trước đây nhưng mà bóng dáng nàng vẫn hiện ra vẻ nhẹ nhàng, thoải mái như sương mù mà đi ở trong rừng, dung mạo vẫn tuyệt mỹ nếu như không muốn nói là thanh thản vô cùng. Phong Phi Vân càng nôn nóng đuổi theo. Một trường khí lãnh đánh ra làm cho một cái cây cổ mộc gần đó bị đánh gãy. Phong Phi Vân, dù cho ta đã bị thương thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ánh trăng sáng trong như muốn vô tri vô thức đắm chìm vào sơn lĩnh ở đằng xa. Vèo! Đông Phương Kính Nguyệt bắt đầu dừng lại, đứng nổi bật ở trên đỉnh sơn lĩnh, tuy là khoảnh khắc trước cũng còn đi vội nhưng mà giờ khắc này đã đứng vững, nhanh chóng quay người lại và ngón tay bắt đầu gảy trên dây đàn, đàn tỳ bà run lên. Một luồng sóng âm mang tính hủy diệt từ trong dây đàn bay ra giống như là lưỡi đao. Uy lực tiếng tỳ bà của Đông Phương Kính Nguyệt kinh người vô cùng, một tu sĩ tiên căn trung kỳ ở cách xa ngoài trăm trượng cũng có thể bị nó làm cho phải bỏ mạng. Phong Phi Vân hiển nhiên không dám tiếp nhận, cơ thể trầm xuống trốn thoát sóng âm, sau đó từng bước chợt đạp trên mặt đất mà chạy ra ngoài. Hai tay mở ra không ngừng đánh ra 9 trưởng, mỗi một trưởng đều mang uy lực mạnh mẽ, mang theo cả linh diễm hồng sắc. Đây là nhất muội nguyên hỏa, giống như là từng đợt đại phiến nhiệt bay ra ngoài. Đông Phương Kính Nguyệt đứng ở dưới một cái cây phong thụ hồng sắc, ống tay áo bay nhẹ nhẹ, ngón tay nhanh chóng khảy sợi dây đàn tấu lên một khúc thiên lai thê mỹ. Mỗi một âm phù nốt nhạc đều là một lưỡi đao chết, tất cả âm phù đan vào một chỗ nối thành một mảnh không gian chiến pháp, sát khí gầm rít lao về phía trước làm cho toàn bộ thảo mộc trên đất đều bị quyện lại thành bụi trần. 9 ngọn nguyên hỏa trưởng ấn bị sóng âm đánh cho tan nát. Đông Phương Kính Nguyệt tuy là bị thương nhưng mà tu vi vẫn mạnh mẽ như trước, thận trọng vững vàng áp chế được Phong Phi Vân, mỗi một lần xuất thủ đều có thể làm cho Phong Phi Vân luống cuống tay chân, dù sao tu vi của nàng căn bản đúng là đã đủ mạnh mẽ. Phong Phi Vân càng đánh càng kinh ngạc, trong lòng sinh ra một dự cảm xấu, bà nương chết bầm này có thật là bị thương hay không? Làm sao mà ta luôn cảm thấy là nàng đang giả bộ bị thương? Cố tình đưa ta tới nơi này, muốn đánh chết ta ở trong hoang sơn dã lĩnh chứ. Hạo Thiên Linh Kính. Đông Phương Kính Nguyệt chân đạp trên một khối hư vân màu trắng, trên lưng sinh ra một đôi cánh quang bạch sắc, ống tay áo bằng lụa trắng hơi lay động, một mảnh ánh sáng thần hoa từ trong tay nàng liền bay ra hóa thành một vòng bạch ngọc viên kính sáng rực. Nàng không giống như một người bị thương chút nào, trái lại thì tinh khí luôn tràn đầy, khí thế càng làm cho người ta sợ hãi, đem linh khí trực tiếp tế xuất ra ngoài. Trôi lơ lửng trên trời cao trăm trượng, ánh sáng chói chang từ trên cao chiếu xuống dưới. Linh uy của Hạo Thiên Linh Kính được dẫn động, một luồng sức mạnh khiếp sợ khí phách nhân tâm lấp đầy trong trời đất làm cho mặt đất cũng bị dồn nén tới mức nứt ra,
đem cự thạch ngàn cân cũng bị đè ép vỡ ra tan nát. Ầm ầm, thần lôi được một cánh tay lớn kéo ra từ trên hạo thiên linh kính bay xuống, đồng thời hướng về phía Phong Phi Vân mà bổ tới. Vậy mà nàng cho đòi tới lôi điện linh khí, mẹ kiếp, một người con gái bị thương nặng thì lấy ở đâu ra sức mạnh như thế chứ, cái này xem ra thật sự là bị nàng gài bẫy rồi. Phong Phi Vân trong lòng tức giận, lúc trước tự hắn tính kế lừa nàng một lần, bây giờ lại bị nàng tính kế lại, rõ ràng là nàng không hề bị thương nhưng lại giả vờ bị thương rồi dẫn Phong Phi Vân rời khỏi Hồng Nha Phi Hạm, sau đó liền trừng trị hắn. Phong Phi Vân hiển nhiên sẽ không khoang tay chờ chết, hai chân đạp trên mặt đất, một tay hướng về trên trời cao mà hành động, đeo miểu quỷ ban chỉ vào trên ngón tay, tức khắc ánh sáng hắc sắc chói chang liền tràn lan vô tận hóa thành một đám mây màu đen giống như một lá chắn diện thần muốn ngăn cản lôi điện đầy trời kia. Miểu quỷ ban chỉ cũng là linh khí cấp bậc linh khí, chiến uy hiển hách, phảng phất trong đó là thanh âm của long ngâm từ bên trong truyền ra làm cho đồi núi bị chấn động run rẩy. Ầm ầm, lôi điện khắp bầu trời bị rơi xuống, toàn bộ đều đánh vào trên đám mây màu đen kia, giữa hai người phát ra một tiếng kêu kinh khủng giống như là từng ngọn núi lớn bị sụp đổ vậy. Hô hống, chợt một con bạch ly to lớn khoảng 3 trượng từ trong hạo thiên linh kính vọt ra, trên người đầy vảy màu trắng. Hai mắt tròn giống như tủy tinh, trong miệng ngậm hai thanh kiếm dài sắc bén. Con mắt của Bạch Ly tràn đầy linh tính, lóe ra quang mang trí tuệ, phun ra một ngọn lửa màu trắng. Nhị muội minh hỏa. Phong Phi Vân liền biến sắc, con Bạch Ly này chính là do khí linh trong hạo thiên linh kính hóa thân, đã có linh thức độc lập, thân hình càng thêm ngưng tụ, có thể phát sinh ra chiến lực không thể tưởng tượng nổi. Điểm này thì con miểu quỷ ban chỉ bây giờ không thể so được. Khí linh của miểu quỷ ban chỉ chính là con xích long kia, bây giờ xích long vẫn chỉ là một luồng long khí, vẫn không thể nào ngưng tụ ra thân hình nên hiển nhiên không thể đánh lại nhị muội minh hỏa của Bạch Ly. Dù sao cũng phải nói một câu, miểu quỷ ban chỉ bây giờ tuy là cấp bậc linh khí nhưng mà vẫn đang cần thời gian dựng dục mới có thể chống đỡ được với linh khí thực sự được. Trốn. Uy lực của nhị muội minh hỏa so với nhất muội nguyên hỏa thì cường đại hơn rất nhiều. Dù cho là cường giả cảnh giới thần cơ nếu bị dính vào một ít cũng sẽ bị thương nặng, bây giờ Phong Phi Vân hiển nhiên không dám lấy trứng chọi với đá. Vì vậy liền thu hồi sức mạnh của miểu quỷ ban chỉ rồi nhanh chân bỏ chạy. Phong Phi Vân, ngươi không phải là rất phách lối sao, làm sao mà lại như người nhát gan vô dụng thế? Đông Phương Kính Nguyệt tuy là nhìn như rất bình tĩnh truy kích nhưng mà trong lòng vẫn có một chút ngạc nhiên, tiểu tử Phong Phi Vân này lại có thể ngăn cản được công kích của Hạo Thiên Thần Lôi. Quả thực là không đơn giản, miểu quỷ ban chỉ hắn nắm trong tay tuyệt đối là một món linh khí. Tiểu tử này lấy linh khí ở đâu ra? Phải biết rằng toàn bộ Phong gia cũng chỉ có 3 món linh khí mà thôi, mỗi một món đều trấn áp nội tình số mệnh của gia tộc, với địa vị của Phong Phi Vân ở Phong gia ngày hôm nay thì tuyệt đối không thể nào nắm giữ được một món linh khí, như vậy thì chỉ có thể có một lời giải thích, món linh khí này chính là do hắn tự có được. Tốc độ chạy trối chết của Phong Phi Vân tuyệt đối là hạng nhất, quả thực giống như một con thỏ hoang trong sơn cốc, dù cho tu vi của Đông Phương Kính Nguyệt hơn hắn đến mấy cảnh giới nhưng mà nhất thời không thể nào tóm được hắn. Đông Phương Kính Nguyệt cô đừng vội đắc ý, nếu như cảnh giới như nhau dù cho ta chấp cô một tay thì cô cũng không phải là đối thủ của ta. Phong Phi Vân vừa chạy trốn vừa nói. Hừ, dù cho là cùng cảnh giới thì ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta, thành thật nói cho ngươi biết. Từ đầu chí cuối ta đều chỉ dùng tu vi tầng 3 mà thôi, nếu như ta triển khai toàn bộ tu vi e rằng một chiêu là có thể đem ngươi trấn áp thành phấn vụn. Đông Phương Kính Nguyệt chân đạp trên hạo thiên linh kính, dãy lụa màu trên người tung bay, vết máu trên quần áo đã sớm bóc ra, bây giờ nhìn nàng không nhuốm một chút bụi trần, thánh khiết mà lại trang nhã như một vị tiên nữ dáng trần vậy. Hai người một đuổi một chạy, truy đuổi trước sau đã mấy trăm dặm, từ lâu đã không biết đi tới ranh giới nào nữa. Hô khiếu! Đột nhiên trên màn trời xuất hiện một bóng dáng màu đen to lớn rơi xuống giống như có một ngón núi lớn bay ở trên bầu trời vậy, thanh âm xé gió như là cự thú gào thét làm cho người ta khiếp sợ vô cùng. Đây là Hồng Nha Phi Hạm, nó thực sự biết bay. Bàn trận trên Hồng Nha Phi Hạm chuyển động, quả la bàn điều khiển phương hướng, trong bàn trận phát ra động lực kinh khủng làm cho thuyền lớn ngàn vạn cân bay khỏi mặt nước hướng về thành Linh Châu mà bay đến. Cảnh Phong đại trí sư đứng trên đài thuyền thật cao, vuốt râu mà cười nhìn một nam một nữ đang đánh nhau chớp nhoáng ở phía dưới, nụ cười càng thêm phần kín đáo. Vèo!
Ống tay áo hắc bào của hắn hướng xuống phía dưới rồi vung lên mang theo một luồng gió to đem Phong Phi Vân bay cuốn lên trên Hồng Nha phi hạm, vẫn cười nói. Phong tiểu hữu, lão phu đã nói sớm rồi, nếu như ngươi trốn thoát khỏi Hồng Nha phi hạm nhất định cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tiểu cô nương Đông Phương, làm sao mà ngươi không chịu nghe lời chứ? Phong Phi Vân mới vừa rồi thiếu chút nữa đã bị Đông Phương Kính Nguyệt bắt lấy, lúc này vẫn còn sợ hãi nhìn nụ cười trên mặt của Cảnh Phong đại chí sư, trong lòng không tiếp thu cho lắm, nói. Cái lão già này có phải ông đã sớm biết nàng không có bị thương đúng không? Cảnh Phong đại chí sư chẳng nói đúng hay sai gì cả, chỉ cười rồi nói. Đi thôi, quay về Thành Linh Châu giúp ta tìm được Thiên Vu thần nữ thì tự nhiên ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng, nếu như ngươi giúp ta tìm được người kia thì ta chắc chắn sẽ giúp ngươi giải quyết phiền toái trước mắt. Thiên hạ này còn có người có thể chống đỡ được người con gái dã man Đông Phương Kính Nguyệt này sao? Phong Phi Vân có vẻ không tin, chỉ sợ cho dù là cao thủ lão bối của Phong gia xuất thủ cũng không thể trấn áp được nàng. Đông Phương Kính Nguyệt có một anh lớn tên là Đông Phương Kính Thủy. Đông Phương Kính Thủy vừa đúng là anh em kết nghĩa của lão phu, ngươi chỉ cần giúp ta tìm được Thiên Vu thần nữ thì lão phu liền dẫn ngươi đi tìm Đông Phương Kính Thủy, đem chuyện của ngươi và Đông Phương Kính Nguyệt nói cho hắn biết, hắn tất nhiên sẽ khuyên muội muội của hắn không dây dưa đến ngươi nữa. Phong Phi Vân kinh ngạc, đầu uống nước, là Đông Phương Kính Thủy. Cảnh Phong đại chí sư tức giận trừng mắt liếc hắn, Đông Phương Kính Thủy quả thật là một đời thiên kiêu, thiên tư càng trên cả Đông Phương Kính Nguyệt. Được xưng là một trong 8 đại sử thi cấp thiên tài trong vương triều thần tấn, vẫn chưa có người nào dám kêu là đầu uống nước. Đông Phương Kính Nguyệt còn có một người ca ca. Phong Phi Vân trong lòng giật mình, nếu để cho ca ca của nàng biết ta ở trên đầu của muội muội hắn đánh một quyền, không biết vị anh trai đầu uống nước này có thể gia nhập vào hàng ngũ truy sát ta, đem ta bầm thành vạn đoạn hay không. Phong Phi Vân cảm thấy trái tim mình đập mạnh, cái này mà là con đường sáng cái gì? Quả thực chính là con đường chết thì có. Cảnh Phong đại chí sư cười hắc hắc nói. Đông Phương Kính Thủy bất luận là thiên tư hay là nhân phẩm đều là người tốt nhất, người có thể yên tâm. Chỉ cần đem đầu đuôi câu chuyện nói rõ ràng, hắn tất nhiên sẽ ra mặt cho ngươi, hết lòng mà khuyên bảo muội muội của hắn, chuyện tình cảm dù sao cũng không thể nào miễn cưỡng được. Cảnh Phong đại chí sư tuy là trí tuệ hơn người nhưng mà đối với chuyện tình cảm nam nữ thì cũng là rốt đặc cán mai. Còn tưởng rằng Đông Phương Kính Nguyệt thật sự bởi vì yêu thích Phong Phi Vân mới truy đuổi bắt hắn. Là thật hả? Phong Phi Vân vẻ mặt đau khổ, thở dài một tiếng, trong lòng thật là chán nản, nếu thật là gặp phải ca ca của Đông Phương Kính Nguyệt thì hắn nên làm thế nào đây chứ? Trời ơi, một đạo lôi điện đánh chết ta đi. Trên trời một đạo thần lôi liền hạ xuống, đánh trúng ngay bên cạnh của Phong Phi Vân làm cho một tên chiến sĩ cổ cương bị đánh cháy đen. Bịch một tiếng té lăn trên mặt đất, hôn mê ngay. Phong Phi Vân cũng hít một hơi lấy bình tĩnh, chỉ thấy ở ngoài màn trời xa xôi kia là bóng dáng một người con gái xinh đẹp dịu dàng đang bay lượn, một đạo lôi điện kia nhất định là từ trong tay nàng mà đánh ra. Đông Phương Kính Nguyệt đứng ở giữa không trung, tay cầm Hạo Thiên Linh Kính nhìn Hồng Nha phi hạm đang đi với tốc độ nhanh chóng, hai mắt tràn đầy sự lạnh lùng, hừ lạnh nói. Phong Phi Vân, cho dù có Cảnh Phong đại chí sư che chở cũng vô dụng thôi, ai cũng không cứu được ngươi. Đôi cánh màu trắng sau lưng nàng đập một cái thì xuyên qua một đại sơn tùng lâm, hướng về Hồng Nha phi hạm mà đuổi theo. Trong Thành Linh Châu vào buổi sáng sớm vẫn còn phấp phới một màn sương trắng ẩm ướt. Trên từng ngọn cây cỏ ven đường đều bị hạt sương đọng lại làm cho cong xuống, một con đại hoàng cẩu từ trong một cái hẻm nhỏ chạy ra, miệng ngậm một cục sương chạy vào trong một bụi cây rồi cuộn mình gặm khúc sương lên ăn. Ngõ hẻm Thạch Ma cũng bắt đầu náo nhiệt, những người bán hàng rong cũng đã đẩy những cổ xe ra khắp những con phố lớn ngõ nhỏ, bánh xe chuyển động tạo ra tiết tấu âm thanh khuông khắp thật giống như tiếng dương xé gió vậy. Bọn họ đều vì sinh tồn mà ra sức gào thét. Đây là cách thức là bọn họ sống còn, vừa an bình vừa tầm thường. Nhưng mà trên thế giới này luôn luôn có một số người muốn được bình thường nhưng lại được định trước sẽ bước lên một con đường không bình thường. Uống trà đi, một chén một đồng tiền. Hoa Mao Phong, Trúc Tiêm Thúy, Tĩnh Đầu Nha Tử, mỗi một đồng được một chén lớn. Một thanh âm non nớt trong trẻo từ trong quán trà truyền ra. Chỉ thấy một tiểu cô nương người mặc một chiếc áo gai tiểu sam, dựa vào cây cột, đôi mắt sáng sủa chớp chớp nhìn chằm chằm vào mỗi một người đi ngang qua quán, la lên. Đại bá, uống một chén trà đi,
một chén một đồng tiền. À bà, uống chén trà đi. La Ngọc Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, ngón tay nắm lấy vạt áo, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng, chưa tới canh ba thì nàng đã thức dậy pha trà thế nhưng khi trời đã sáng thì một chén nàng cũng không bán được. Ngọc Nhi, mệt không? La lão hán có phần đau lòng hỏi. Ông cụ Tập Tĩnh bước tới, cầm khăn bố lau mồ hôi trên trán nàng. Không mệt không mệt, Ngọc Nhi không mệt một chút nào hết. La Ngọc Nhi liền vội vàng đỡ lấy ông cụ. La lão hán nhìn bộ dáng kiên cường mà ngang bướng của nàng, không nhịn được thở dài, nói. Việc buôn bán đều có lúc ế ẩm và đông khách, mấy ngày nay buôn bán không tốt, cuối cùng sẽ từ từ khá hơn thôi. Gia Gia đừng có lo lắng, lần trước Phong thiếu gia để lại 15 đồng tiền vàng cũng đủ để chúng ta dùng hơn 10 năm, dù cho buôn bán không được cũng không sợ chết đói. La Ngọc Nhi nói. La lão hán liền giật mình cau mày, ánh mắt nhìn có vẻ hơi kỳ quái nhìn chằm chằm vào đứa cháu gái, do dự một hồi rồi nói. Nhắc tới mới nói, Phong thiếu gia ngoại trừ việc rất phong lưu thì cũng là một nam nhi thật sự, lại có thể mang binh đi tiêu diệt Ưng Chảo Bang, ngay cả đại ác nhân Tam gia cũng đều đền tội ngay tại chỗ, bây giờ cả thành Linh Châu đều bàn tán về hành động của Phong thiếu gia. Nghe Mã Bán Tiên trong miếu thành hoàng nói Phong thiếu gia chính là do Tiêu Diêu Ngọc Hoàng Bồ Tát chuyển thế, sinh con đầu lòng thiên quang, người mang thần cốt sau này tất có một lần làm nên thành tích, đắc đạo thành tiên, vậy đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Từ sau khi Phong Phi Vân tiêu diệt Ưng Chảo Bang thì liền trở thành đại anh hùng của thành Linh Châu, Phong Vân là nhân vật bậc nhất, những chuyện ác khi nam phách nữ trước kia cũng được mọi người gọi là phong lưu ngổ ngược, hào hiệp thẳng thắn. Đương nhiên càng có một ít người thích ngồi lê đôi mách thổi phồng lên Phong thiếu gia là đại tiên gì đó, nào là Bồ Tát truyền thế tích lũy công đức mà hạ phàm, truyền thừa giáo hóa, đủ loại ý kiến. Dù sao câu chuyện của Phong thiếu gia cũng là bị người ta đồn thổi thêm mà thôi, lại có người nói chân hắn đạp phải thất tinh liên, đầu đính bát bảo ấn, tương lai nhất định sẽ thăng chức rất nhanh, lấy 10 vạn người vợ, sinh tử 3.000 năm trở thành Tiêu Diêu tiên dạo chơi trong thiên hạ. Ngọc Nhi, bây giờ mọi người đều đang đồn thổi Phong thiếu gia sở dĩ lại hiểu ra thông suốt mọi chuyện là bởi vì con đã cảm hóa, chẳng lẽ con là vị Bồ Tát chuyển thế hay sao? Hai mắt của La lão hán lộ vẻ hoảng sợ, đứng thẳng dậy rồi quan sát Ngọc Nhi, ánh mắt thật chăm chú và nghiêm túc. Gia gia, con người luôn luôn thay đổi, tuy là trước đây Phong thiếu gia làm nhiều chuyện ác, ham ăn biếng làm nhưng mà hắn ta đã hối cải sửa đổi, làm lại từ đầu, biết đối nhân xử thế thì tốt rồi. Người đó đối với Ngọc Nhi thì một chút quan hệ cũng không có. Ngón tay La Ngọc Nhi sờ sờ cằm của mình, trong đầu không khỏi xuất hiện dáng dấp của Phong Phi Vân lần đầu tiên là vì nàng mà giết người, khi đó Phong thiếu gia quả thực là rất tuyệt. Người ta cũng chỉ gặp hắn có hai lần mà thôi, hắn tại sao lại ra mặt dùm ta chứ? Chẳng lẽ đúng như mọi người nói, hắn được ta cảm hóa, hoặc là hắn thích ta? Chẳng những chặt đứt tay của Ngô lão đại mà còn dẫn người đi tiêu diệt Ưng Chảo Bang, nguyên nhân đều là do ta hay sao? Chà, chà, cô gái ngu ngốc à, còn không biết ngại hay sao, tầm nhìn của Phong thiếu gia cao như vậy, hắn chính là Tiêu Diêu Ngọc Hoàng Bồ Tát chuyển thế, địa vị rất cao thì làm sao có thể để ý đến một con nha đầu ngu xuẩn như ngươi chứ? Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, La lão hán thấy nàng ngẩn ngơ, liên tiếp kêu mấy tiếng. Ngạch, hả? Gia Gia, chuyện gì vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Ngọc Nhi đỏ bừng, vẻ mặt ngơ ngác. La lão hán nhìn nàng như đang suy nghĩ điều gì đó, cười nói. Trà nguội rồi, đi hâm nóng lại đi, ngộ nhỡ có khách tới cũng không thể để cho người ta uống trà nguội phải không nào? Vẻ mặt La Ngọc Nhi tối sầm lại, nói. Sợ là ngày hôm nay sẽ không có ai tới uống trà. Lộc cộc, loảng xoảng, loảng xoảng. Ở ngoài tiệm trà có tiếng thiết giáp vang lên giống như là thiên quân vạn mã kéo tới vậy, rất nhiều tiếng bước chân vang lên, tiếng dậm chân làm cho mặt đất cũng hơi rung động. Rất nhanh sau đó, một đám người cao lớn mặt thiết khải màu đen vây quanh bên ngoài tiệm trà, có khoảng mấy ngàn người, thân mỗi một người đều cao ba thước, cầm trong tay chiến mâu xâm hàn, khí thế băng hàn khiến người ta hít thở không thông. Trong mắt cảnh phong đại trí sư là sự thành kính và sắc mặt vui mừng. Mà trong mắt Phong Phi Vân cũng là sự ngạc nhiên, vậy mà là tiểu nương tử này. Ta có thể cảm ứng được thiên vu thần thụ đang sinh trưởng ở trong cơ thể của nàng ấy, nàng chính là thiên vu thần nữ. Cảnh Phong Đại Trí Sư vô cùng kích động. Phong Phi Vân dẫn Cảnh Phong Đại Trí Sư cùng với đám người của lão đã đi qua 7-8 nơi rồi,
mặc khác những thiếu nữ thanh xuân 14 tuổi ở 7-8 nơi kia đều bị Cảnh Phong đại trí sư gạt bỏ, cho đến khi đi tới ngoài ngõ nhỏ Thạch Ma thì Cảnh Phong đại trí sư mới sinh ra cộng hưởng với Thiên Vu thần thụ, xác định Thiên Vu thần nữ đang ở gần đây. Vừa đúng lúc Phong Phi Vân nghĩ đến La Ngọc Nhi đang bán trà ở nơi này, sau đó liền mang bọn họ chạy tới đây. Cảnh Phong bái kiến Thiên Vu thần nữ, Thiên Vu thần nữ điện hạ thần uy hùng dũng, đời đời bất diệt. Cảnh Phong đại trí sư hai tay chắp trước ngực, quỳ trên mặt đất hướng về La Ngọc Nhi đang sợ hãi đến thất thần dập đầu cúi lạy, mặt đều dán tới sát đất. Ngay cả lãnh tụ tinh thần Cảnh Phong đại trí sư cũng quỳ xuống dập đầu thì những tên chiếc sĩ cổ cương kia hiển nhiên cũng quỳ trên mặt đất phía sau tiếp phía trước, hướng vào trong quán trà mà quỳ lạy. Đông, đông, đông. Trên mặt bọn họ tràn đầy sùng kính và trang nghiêm giống như đang lạy thần trong miếu thờ vậy. Theo bọn họ thấy thì đây là một chuyện vô cùng thiêng liêng. Thiên Vu thần nữ điện hạ, thần uy hùng dũng, đời đời bất diệt. Thiên Vu thần nữ điện hạ, thần uy hùng dũng, đời đời bất diệt. Giọng của những chiến sĩ cổ cương này lớn hơn so với người bình thường, cả đám đều thần tình kích động, nhiệt huyết sôi trào, có thể tưởng tượng được nếu như bây giờ La Ngọc Nhi tùy tiện nói một câu dù cho là muốn bọn họ chết thì bọn họ tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút mà làm theo. Đây chính là sức mạnh của tín ngưỡng. Phong Phi Vân cũng bị màn này làm cho kinh hãi, những người khác thì hắn không biết nhưng mà cái lão già Cảnh Phong đại trí sư này là một lão quái vật sống hơn 400 năm, tu vi cao không tưởng tượng nổi, hoàn toàn có thể hô phong hoán vũ vậy mà ngay cả hắn cũng quỳ ở dưới đất, như vậy có thể thấy Thiên Vu thần nữ ở trong lòng bọn họ có trọng lượng nặng bao nhiêu rồi. La lão hán hoàn toàn bị kinh sợ, tiếp đó lại vội vàng cũng quỳ xuống đất, hét lớn. Thiên Vu thần nữ điện hạ, thần uy hùng dũng, đời đời bất diệt. Ngọc Nhi còn không mau quỳ xuống trước Thiên Vu thần nữ đi con, thần nữ rất có thể đang ở gần đây, chúng ta đừng chọc giận nàng ấy. Mau quỳ xuống, mau quỳ xuống. La Ngọc Nhi do dự một hồi lâu cũng quỳ xuống dưới đất. Phong thiếu gia, bọn họ đây là đang bái người sao? Ở đây cũng chỉ có Phong Phi Vân là chưa có quỳ, La Ngọc Nhi dĩ nhiên chỉ có thể cho là như vậy. Phốc! Phong Phi Vân thiếu chút nữa bị hù dọa té xỉu, tức giận nói. Cô không có mắt hả, bọn họ lại chính là Thiên Vu thần nữ, ta có điểm nào giống thần nữ không? Vậy tại sao người không quỳ trước Thiên Vu thần nữ? La Ngọc Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, tò mò hỏi. Vẻ mặt Phong Phi Vân cứng đờ, hít một hơi điều hòa nhiệt độ, quan sát nàng một hồi lâu rồi gượng cười hai tiếng mà không nói thêm gì nữa. Ta đã lấy Ngọc Phi phù thông báo cho Đông Phương Kính Thủy rồi. Ngươi mang theo phong thư này đi đến Tử Tiêu cổ thành rồi tìm hắn ở đó, ân oán tình cừu của ngươi và Đông Phương Kính Nguyệt hắn tất nhiên sẽ giải quyết giúp ngươi. Cảnh Phong đại trí sư đưa một tờ ngọc chỉ cho Phong Phi Vân, trên ngọc chỉ có ánh sáng lưu động giống như nước gợn sóng trong suốt, trong lúc mơ hồ có thể thấy được có dấu vết chữ viết chìm nổi trên đó. Xem ra chuyện này đúng là chỉ có thể đi tìm ca ca của Đông Phương Kính Nguyệt mới có thể giải quyết tốt được. Dù sao nếu như thật sự chống đối với gia tộc Ngân Câu thì quả thực chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Phong Phi Vân cũng không do dự mà cấm lấy ngọc chỉ tín tiên cất vào. Cảnh Phong đại trí sư một tay nắm lắm cánh tay nhỏ bé của La Ngọc Nhi, vừa cười vừa vỗ vỗ vào bả vai của Phong Phi Vân rồi nói. Phong tiểu hữu thiên tư không bình thường, tính cách hào hiệp, Đông Phương Kính Thủy thích nhất là kết giao với người anh kiệt như vậy. La Ngọc Nhi chớp chớp đôi mắt tròn vo. Trốn ở sau lưng của Cảnh Phong đại trí sư mà len lén nhìn Phong Phi Vân chăm chú. Từ sau khi tiểu nương tử này biết được mình chính là Thiên Vu thần nữ thì bị dọa đến sửng sốt cả ngày trời, thật giống như mất hồn vậy, bất luận là kẻ nào gọi đến nàng nàng cũng không có một chút phản ứng nào, chỉ đến khi Phong Phi Vân đi tới trước mặt nàng, cười âm trầm một cái thì ngay tức khắc tiểu nương tử này bị dọa làm cho hồn quay trở về ngay, nàng che ngực lại rồi liên tiếp lùi về phía sau thật giống như rất sợ Phong Phi Vân lại muốn nàng. Đây chính là bóng ma trong lòng nàng, làm sao mà xóa bỏ được chứ? Cảnh Phong đại trí sư này nhất định phải nghênh hội Thiên Vu thần nữ ở Phụng Thiên Bộ, dưới sự đe dọa của Phong Phi Vân thì La Ngọc Nhi và La Lão Hán rất nhanh đã bị khuất phục. La Ngọc Nhi còn tưởng là một trận bái lạy vừa rồi của Cảnh Phong đại trí sư là dành cho lão sư, có thể nói là Phong thiếu gia của chúng ta đã có công rất lớn. Nếu để cho Cảnh Phong đại trí sư xuất thủ e rằng 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể làm cho hai ông cháu này lại ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ được. Loại chuyện uy hiếp đe dọa này chính là do ảnh hưởng đáng sợ của Phong Phi Vân, dù sao thì La Ngọc Nhi cũng rất sợ hắn,
La Lão Hán đối với hắn càng sợ hãi vô cùng, lực uy hiếp của Phong Phi Vân ở thành Linh Châu vẫn là không ai bằng. Bây giờ cho dù có cảnh Phong Đại Chí Sư che chở nhưng La Ngọc Nhi đối với Phong Phi Vân vẫn vô cùng sợ hãi, chỉ dám trốn ở một bên mà theo dõi hắn. Phong Phi Vân ngoài cười nhưng trong lòng không vui, nói. Dám hỏi cái này, Đông Phương Kính Thủy rốt cuộc là hạng người gì vậy? Phong Phi Vân chính là đã giúp hắn một đại ân, cảnh Phong Đại Chí Sư hiển nhiên cũng là người chính trực, sắc mặt nghiêm túc cũng là trả lời cho Phi Vân. 3 năm trước đây lúc lão già này đang truy sát một kẻ hung ác, trên đường đuổi tới Mê Vụ Quỷ Lâm, nhỡ xông vào trong Vạn Quỷ Xâm La Đại Trận, đúng lúc gặp Đông Phương Kính Thủy cũng bị kẹt ở trong trận này. Tu vi người này rất cao, thiên tư kinh diễm, bị kẹt ở trong Vạn Quỷ Xâm La Đại Trận 3 tháng không chết, ý chí với nghị lực quả thực đã làm cho ta thán phục. Là tiền bối cứu hắn từ trong Vạn Quỷ Xâm La Đại Trận ra sao? Phong Phi Vân nói. Vạn Quỷ Xâm La Đại Trận chính là một trong những sát trận đứng đầu của Xâm La Điện, cùng với Trấn Hồn Huyết Trận đều nổi danh như nhau. Đông Phương Kính Thủy dù cho là thiên tài như thế nào đi nữa nếu như xông vào Vạn Quỷ Xâm La Đại Trận cũng đừng hòng trốn ra được, có thể kiên trì ở trong đó 3 tháng mà không bị ma diệt từ từ tan biến mất cái này cũng đã rất khá rồi. Cảnh Phong Đại Chí Sư gật đầu nói. Đông Phương Kính Thủy tuyệt đối là một anh kiệt tụ hợp đầy đủ thiên phú và nhân phẩm. Tiểu tử ngươi nếu như được 1/10 của hắn thì mấy vị tổ tông kia của Phong gia dám chắc sẽ bồi dưỡng ngươi như bảo bối vậy. Kha kha. Phong Phi Vân không cho là đúng, nói. Đông Phương Kính Thủy dù cho thiên tư rất cao thì cũng không cần phải nói khoa trương như vậy chứ. Ta cũng không tin ngay cả 1/10 ta cũng không bằng hắn. Cảnh Phong Đại Chí Sư thở dài nói. Ta đã sớm dùng Vu Đồng Nhãn điều tra qua thiên phú của ngươi, huyết dịch tinh thuần, xương cốt kinh kỳ. Thiên tư tại trong cửu đẳng, cũng coi như là thượng thừa đó. Nếu ở thành Linh Châu thì thiên phú của ngươi chính là đứng đầu, nhưng mà nếu thả vào trong Bách Lĩnh quận thì thanh niên có thiên phú như ngươi ít nhất cũng tìm được tới 10 người, mà ở toàn bộ Nam Thái Phủ thì loại thiên tư hào kiệt như ngươi thì càng nhiều, không được 1.000 cũng 800, kha kha, nếu như thả vào trong cả Vương Triều Thần Tấn, như vậy thì thiên phú như người cũng có ít nhất hơn vạn đó chứ. Nhưng mà Đông Phương Kính Thủy thì lại khác. Cả Vương Triều Thần Tấn thì hắn đã là hiền tài đứng đầu, người có thể cùng so sánh với hắn cũng chỉ có mấy người mà thôi, như đại đệ tử Lý Tiêu Nam của Thần Linh Cung, Thái tử Đương Triều Long Thần Nhai. Chỉ có mấy người bọn họ mới có thể được coi là những nhân vật VIP đứng đầu nhất. Tuổi còn trẻ lại tài giỏi đẹp trai như bọn họ thì căn bản đã nở rộ ra sự rực rỡ rồi. Cảnh Phong Đại Chí Sư lắc đầu mỉm cười, tuy là có chút yêu thích Phong Phi Vân. Cũng xem trọng thiên phú của hắn nhưng cũng không cho là hắn có tư cách có thể so sánh cùng với Đông Phương Kính Thủy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.